Bất quá mặt chiến trường đối diện huyên náo, Diệp Lân khuôn mặt nặng nề, lại là không chút phật lòng, chỉ là trong mắt ngưng tụ, thân thể bỗng dưng chấn động, nhưng ngửi một tiếng kinh thiên long ngâm đột ngột đến vang lên, nhất thời ánh lửa ngút trời. Nóng rực ngọn lửa màu vàng, thoáng chốc tràn ngập toàn thân, cái kia khủng bố nhiệt độ càng là chợt một chút, khuếch tán ra đến, làm cho toàn trường tất cả mọi người không khỏi khô nóng lên. Chỉ là sát cái kia công phu, đã làm cho bên ngoài sân gạch lát sàn đều có chút hòa tan vặn vẹo. Bỗng dưng, toàn bộ chiến trường làm hai nửa, một nửa là Âu Dương Trường Thanh băng lãnh phong bế phong thiên lĩnh vực, một nửa khác thì là Diệp Lân bên này nóng rực khó cản kim viêm đầy trời. Hai người vừa mới ra chiêu, chỉ là vừa mới thả ra bản thân khí thế mà thôi, liền đã thành đấu sức chi thế, cân sức ngang tài, không ai nhường ai. Thấy tình cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi tất cả đều trong mắt co rụt lại, ào ào quá sợ hãi. Lại không như lúc trước như thế, nghiêng về một bên địa hô quát Âu Dương Trường Thanh tính danh, mà chính là một đến tất cả đều ngây người. Vốn là bọn họ lấy vì trận chiến này như trước kia không có gì khác biệt, nhất định là Âu Dương Trường Thanh tính áp đảo thắng lợi, nhưng hiện tại xem ra, lại là ngang tay kết quả, chí ít về mặt khí thế là như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dừng lại đầy trời hô quát, bắt đầu xì xào bàn tán, trong mắt thần thái lại là càng ngày càng thả ra đầy trời quang hoa. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong còn thật có người có thể cùng Âu Dương Trường Thanh lực lượng ngang nhau, lần này, một trận chiến này, nhưng là đặc sắc. Những cái kia đến đây quan chiến lão gia hỏa, cũng là mặt lộ vẻ kinh dị, khoa tay múa chân, không khỏi liên tục cười khẽ, gật đầu không thôi. Cái này Tây Châu đệ tử đầu tiên, quả nhiên danh bất hư truyền, một trận chiến này có đánh đi, ha ha ha. Thượng quan Khinh Yên thì là một mặt hưng phấn mà lôi kéo Mộ Dung Tuyết, vội vã lên tiếng, Tuyết tỷ, cùng ngươi lúc trước đoán trước không giống nhau a, xem ra Âu Dương Trường Thanh chưa hẳn thì thắng a. Ây, tựa như là a. Sắc mặt bất giác trì trệ, Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút, cũng là khẽ gật đầu, nghĩ không ra Tây Châu nhân tài như thế đất nghèo. Còn thật có thể ra này tuyệt thế nhân tài. Đắc ý dương dương khuôn mặt, thượng quan Khinh Yên cười nhạt một trận oán thầm. Đó là, không phải vậy ngươi đem nhà ta Trác Phàm để chỗ nào đi. Hắn cũng là Tây Châu a. Bất quá. Thế mà, Mộ Dung Tuyết đôi mắt đẹp khẽ liếc, lại nhếch miệng cười một tiếng, hai người này khí thế tương đương, chỉ có thể chứng minh công lực tương xứng. Nhưng là thắng bại số lượng, vẫn còn chờ định đoạt. Chí ít công pháp vũ khí các loại thủ đoạn, đều là mấu chốt thắng bại. Âu Dương Trường Thanh là Bắc Châu mạnh nhất, Âu Dương Lăng con của trời, những vật này tự nhiên không nói chơi, chỉ là cái kia Tây Châu tiểu tử. Nhếch miệng cười một tiếng, thượng quan Khinh Yên từ chối cho ý kiến, vậy chúng ta thì tiếp lấy nhìn tiếp đi. Cười nhạt một tiếng, Mộ Dung Tuyết cũng là hai con người chăm chú chằm chằm trên diễn võ đài, trong ánh mắt cũng không giống vừa mới như vậy bình thản, có mấy phần hào quang. Da mặt hơi hơi nhẹ rung, cảm thụ lấy trên người đối phương cái kia không thấp hơn chính mình khí thế, diễn võ đài phía trên Âu Dương Trường Thanh, cũng là không khỏi mi mắt thật sâu nhăn lại đến, sắc mặt hơi ngưng trọng tiếp theo, dưới khán đài Mộ Dung Tuyết liếc một chút, vừa nhìn về phía đối diện Diệp Lân, song quyền bất giác chăm chú nắm lại tới. Xem ra lúc trước thật sự coi thường tiểu tử này, cùng bổn công tử trước kia gặp phải đối thủ hoàn toàn khác biệt a. Đáng chết, có lẽ lần này đối chiến không phải bổn công tử biểu diễn chiến, có thể Tuyết muội còn tại dưới đài nhìn lấy, há có thể quá xấu mặt. Hừ, tốc chiến tốc thắng, một hơi quyết thắng, nếu là kéo đến thời gian lớn lên, để hắn tìm tới cơ hội, khiến bổn công tử làm trò cười cho thiên hạ, vậy coi như phiền phức. Đừng với tay bổn công tử có thể không quan tâm, nhưng cái này. Mấu chốt là Tuyết muội còn ở phía dưới nhìn lấy, nửa phần chật vật tướng cũng không thể lộ ra a. Nghĩ như vậy, Âu Dương Trường Thanh đã là cắn răng một cái, nhất thời một cái bước xa liền bỗng nhiên chạy vội hướng Diệp Lân chỗ đó. Diệp Lân thấy một lần, bất giác cười lớn một tiếng, không sợ chút nào, cũng đồng dạng đạp một cái chân, hung hăng hướng chỗ của hắn đánh tới, cùng lão tử sáp lá cả, người chọn sai đối thủ. Đụng, kinh thiên động địa va chạm, hai người nhất quyền nhất cước hung hăng đánh cùng một chỗ, lại là nhất thời phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Chấn động mãnh liệt sóng. Bỗng nhiên hướng bốn phía tiêu tán ra ngoài, bỗng dưng đụng vào cái kia cách ly chiến trường kết giới phía trên, bỗng nhiên phát ra ầm ầm run rẩy. Ngay sau đó, hai người lần nữa vừa lui về phía sau, lại trở lại mỗi người khởi điểm,
lại là Diệp Lân thờ ơ vẫy vẫy hiện ra nói nói lấp phẩy màu vàng óng cánh tay, khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, mà đối diện Âu Dương Trường Thanh, dĩ nhiên đã run rẩy một chân, hơi hơi phù phiếm địa dẫm mặt đất, hiển nhiên là ăn thiệt ngầm. Hắn nãi nãi, tiểu tử này thân thể lực lượng mạnh như vậy a, ngay cả ta cái này phong thiên kiếm nói cường hóa thân thể đều không đấu lại. Gia hỏa này, quái vật sao? Hung hăng nhìn chằm chằm đối diện Diệp Lân, Âu Dương Trường Thanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dưới đáy mọi người gặp, lại là sững sờ. Một chiêu này, sư huynh thế mà rơi lạnh lùng hạ phong, làm sao có thể? Không chỉ là bọn hắn, cho dù là tông môn những lão gia hỏa kia, lăng không nhìn lấy, cũng là không khỏi kỳ đến rìa mép hơi vểnh, rất là kinh dị, cái này Tây Châu tiểu tử hảo lợi hại a, ta còn là lần đầu tiên tăng trưởng xanh, như thế biệt khuất đâu. Nghĩ không ra Tây Châu thế mà ra như thế cái kỳ tài, thật sự là vạn năm khó gặp đâu. Mặt khác một cái lão giả, cũng là liên tục gật đầu, một trận tán thưởng lên tiếng. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, một đạo thở dài lại là nhất thời vang lên, ta Tây Châu đệ tử nhân tài đông đúc, lại đâu chỉ xuất như thế một cái a. Không khỏi sững sờ, mọi người quay đầu nhìn qua, lại là nhất thời giật mình, Hắc Nghiêm Chí Tôn, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi Song Long Chí Tôn, không phải ngay tại thay thượng quan gia phá giải trùng thiên kiếm phong ấn à, sao lại thế? Này, cái kia phong ấn mạnh, chi quỷ dị, rất là kỳ quặc, chúng ta liên thủ phí sức chín châu hai hổ đều không phá nổi, ba ngày ba đêm, ta đi ra thấu khẩu khí, để cái kia bạch lão đầu tiếp tục phá đi. Hơi hơi vẫy vẫy tay, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không sai gật gật đầu, mọi người khom người cúi đầu, Hắc Nghiêm Chí Tôn vất vả. Chỉ là ngài vừa mới nói là ý gì? Chẳng lẽ nói, Tây Châu còn có giống đứa nhỏ này một dạng đệ tử tồn tại, không thể nào. Không giống là hắn, là còn mạnh hơn hắn. Cái gì, vậy làm sao hắn sẽ trở thành Tây Châu đệ nhất? Ai, bởi vì cái kia mạnh, đã qua đời nhiều năm. Nếu là hắn trả tại lời nói, lão phu dám đánh cược, tương lai thật sự là cái thứ hai bất bại kiếm tôn. Vậy chúng ta đối phó Trung Châu dã tâm. Thì có hy vọng, chỉ tiếc. Trong mắt lóe lên giật mình lo lắng chi sắc, Hắc Nghiêm Chí Tôn không khỏi bất đắc dĩ ai thán lên tiếng. Mọi người nghe đến, bất giác cùng nhau trong lòng run lên, trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. Lão gia hỏa này nói là thật à, không phải khoác lác à. Tây Châu lúc nào, nhân tài như vậy nhiều, liền một người dự khuyết tới lão nhị, đều có thể áp bọn họ Bắc Châu đệ tử đầu tiên một bậc, vậy chân chính Tây Châu đệ tử đầu tiên, cái kia còn đến. Viêm ma, người quả nhiên không nhìn lầm, cái này Âu Dương Trường Thanh chân năng đánh với sư đệ một trận, có lẽ không hề giống năm đó Trác Phàm cùng sư đệ lần kia đại chiến kịch liệt như thế, nhưng lực lượng ngang nhau là nhất định. Diễn võ đài bên ngoài, nhìn lấy trên đài rằng có hai người, Vũ Thanh Thu không khỏi khẽ gật đầu, nhìn về phía một bên Viêm ma cười nói, làm được tốt, ủy khuất ngươi. Mỉm cười lấy khoát khoát tay, Viêm ma từ chối cho ý kiến, không có gì. Chẳng qua là xuất thủ thử một chút Âu Dương Trường Thanh thực lực, ta tại dưới tay hắn đại khái qua 20 chiêu, tại Diệp Lân thủ hạ 18 chiêu, không sai biệt lắm. Cái này Bắc Châu đệ tử đầu tiên, tuy nhiên hung hăng càn quấy, nhưng thực lực lại là không chút nào giả, danh bất hư truyền. Chỉ hy vọng một trận chiến này, bao nhiêu có thể tỉnh lại chút Sở Khuynh Thành tâm trí, chúng ta vậy cũng là xứng đáng phía dưới cửu tuyển Trác Phàm. Đúng vậy a, một trận chiến này đối với chúng ta là một hy vọng. Đối chết đi Trác Phàm cũng là một cái an ủi, nếu là chiêu này đều không được, vậy chúng ta cũng bất lực. Không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Vũ Thanh Thu ngược lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành chỗ đó, lại chính gặp Sở Khuynh Thành một mặt không màng danh lợi địa tựa ở Trác Phàm đầu vai, là như thế an tường, không có chút nào bởi vì bốn phía tiếng vang có một tia sợ hãi, bất giác nhất thời sững sờ, vỗ vỗ một bên Viêm ma, chỉ chỗ đó nói, uy, Viêm ma, người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Khuynh Thành sư muội từ khi gặp phải nàng, thì hoàn toàn an tĩnh lại, thật sự là kỳ tích. Thật sâu nhìn chỗ đó liếc một chút, Viêm ma cũng là cau mày, chậm rãi lắc lắc đầu, không biết, hắn mang theo mặt nạ, nhận không ra. Bất quá cho dù hắn hái, chúng ta đoán chừng cũng không biết. Nghe Âu Dương Trường Thanh vừa mới giới thiệu, hắn là Bắc Châu thương đội, là Bắc Châu người. Chúng ta mấy cái cả một đời không có đi ra Tây Châu, nơi nào sẽ biết hắn a? Thế nhưng là ta luôn cảm thấy, hắn trên thân có loại quen biết cảm giác. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Vũ Thanh Thu nghĩ mãi mà không rõ, liền cũng không đi nghĩ,
mà là tiếp tục nhìn về phía trên chiến đài hai người. Giờ này khắc này, Âu Dương Trường Thanh một chiêu thất bại, không khỏi quay đầu nhìn dưới khán đài, Mộ Dung Tuyết cái kia hy vọng ánh mắt, chỉ ít chính hắn cảm thấy, Mộ Dung Tuyết đối với hắn là có hy vọng. Sau đó hung hăng khẽ cắn môi, ánh mắt cũng là dần dần băng lãnh lên, trong tay bắt đầu chậm rãi kết động khởi ấn quyết tới. Mà cũng chính là tại cái này ấn quyết vừa mới kết động thời điểm, ầm ầm từng tiếng sấm rền đã là tại cửu thiên phía trên, thấp giọng gầm hét lên, từng trận uy áp, cũng là ngăn không được hướng cái này khắp nơi hung hăng đè xuống, nhất thời làm cho tại chỗ tất cả mọi người bất giác khí tức trì trệ, có loại bị đè nén cảm giác. Đồng thời, cái kia nhiệt độ không khí cũng là tại kịch liệt hạ xuống, toàn bộ diễn võ trường đều tựa hồ chụp lên đạm mạc băng xương. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, một số tông môn lão gia hỏa nhận biết chiêu này, không khỏi lúc này kêu thành tiếng, dẫn thiên quyết. Tiểu tử này nhanh như vậy liền đem nội tình nhi giao ra, là muốn liều mạng sao? Dẫn thiên quyết, mi mắt nhìn không được lắc một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn không khỏi cả kinh nói, cũng là Hải Minh Tông chấn tông địa giai vũ kỹ, dẫn thiên quyết. Nghe nói bộ vũ kỹ này, là theo phong thiên kiếm bên trong tìm hiểu ra đến. Sắc mặt hơi hơi nặng nề, một lão giả ngăn không được gật đầu, đúng vậy a, phong thiên kiếm ẩn chứa phong ấn chi lực, lĩnh hội phong thiên kiếm đạo, cũng có hai đầu, có phong thì có phá, có phong thiên, thì có phá thiên. Cái này dẫn thiên quyết, trên thực tế chính là phong thiên kiếm bên trong phá thiên chi đạo. Hắc Nghiêm Chí Tôn ngài cũng minh bạch, tu giả chỉ có đạt đến quy nguyên cảnh, mới có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, đem chính mình kiếm uy vô hạn phóng đại. Nhưng cái này dẫn thiên quyết, lại là có thể ngắn ngủi địa phá vỡ thiên địa gông xiềng, mượn dùng thiên địa lực lượng, khiến chưa thông suốt quy nguyên tu giả, cũng có thể thi triển quy nguyên cảnh thực lực, mà quy nguyên cao thủ, càng có thể mượn nhờ càng nhiều thiên địa chi lực, tăng cường bản thân, thật là nghịch thiên vũ kỹ. Nói như vậy, Âu Dương Trường Thanh hội trong khoảng thời gian ngắn trở thành quy nguyên cao thủ. Không khỏi thật sâu hít một hơi, Hắc Nghiêm Chí Tôn yên tĩnh địa nhìn phía dưới chiến sự, trên mặt một trận ưu tư lo lắng, như thế tới nói, vốn là lực lượng ngang nhau hai người, bởi vì Âu Dương Trường Thanh trong nháy mắt tiến vào quy nguyên cảnh, Diệp Lân chẳng phải muốn nhất thời rơi vào hạ phong. Dung hồn đối quy nguyên vốn là thế yếu loang lổ, Diệp Lân mặc dù không phải bình thường dung hồn, nhưng Âu Dương Trường Thanh cũng không phải bình thường quy nguyên a, hắn nhưng là phong thiên kiếm nói người thừa kế, kể từ đó, Diệp Lân khó thắng. Sắc mặt một mực trầm xuống, vị lão giả kia nghe này, lại là một trận lắc đầu thở dài, Hắc Nghiêm Chí Tôn minh giám, cái này dẫn thiên quyết mặc dù không phải bí thuật, nhưng cũng gặp nguy hiểm chỗ, đầu tiên hắn không cho phép người tham. Muốn nắm giữ thiên địa lực lượng, gì khó khăn, cho dù vừa đột phá tới quy nguyên tu giả, đều không nhất định có thể trưởng khống tốt, huống chi Trường Thanh là cái dung hồn đâu. Nếu là thiên địa lực lượng vượt qua chính mình trưởng khống phụ tải, gây nên thiên địa lực lượng loạn tượng, thương tới vô tội, vậy liền không tốt. Trọng yếu nhất là, người thi thuật mình bị thiên địa lực lượng phản phệ, lại là ai cũng cứu không, đó mới hỏng bét đâu. Không thể nào, Âu Dương Trường Thanh dù nói thế nào cũng là Bắc Châu đệ tử đầu tiên, hội liền điểm ấy tự chủ đều không có. Sợ là sợ hắn tuổi trẻ khí thịnh, không biết nặng nhẹ, nhìn xem hiện tại tràng diện này liền biết, ta còn thực sự sợ hắn vì thủ thắng, không từ thủ đoạn, hại người khác, lại hại chính mình. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tên lão giả kia sâu xa nói, hy vọng cái này dẫn thiên quyết vừa ra, đối phương lập tức liền sẽ bại trận, hắn cũng liền có thể thu thần thông, không biết nhướng xuống đại họa. Mi mắt lắc một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn xem bọn hắn liếc một chút, không khỏi bĩu môi, vậy coi như khó, Diệp Lân đứa nhỏ này cũng là không nhận thua hạng người. Năm đó vì tranh giành Tây Châu đệ nhất, kém chút đem mệnh bồi đi vào, nếu không phải lúc đó lão phu xuất thủ. Hắn hiện tại cũng là cái thi thể. Ách! Không khỏi trì trệ, mọi người liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía dưới hai người, không khỏi tất cả đều cười khổ lắc đầu. Vì sao hai cái này bướng bỉnh người, hội cùng tiến tới đánh đây, ai? Trong tông môn trưởng giả, bởi vì hai người này tranh đấu, lo lắng không ngừng, nhưng trong diễn võ trường mọi người lại cũng không biết rõ điểm này, xem xét Âu Dương Trường Thanh muốn phát đại chiêu, không khỏi nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Hưng phấn liên tục. Âu Dương Trường Thanh nhìn lấy chung quanh từng đạo trợ uy chi cảnh, riêng là trong lòng nữ thần ở một bên nhìn lấy, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra kích động thái độ, ấn quyết trong tay không khỏi kết động địa càng thêm cấp tốc. Mà theo cái này ấn quyết càng kết càng nhiều, trên trời cái kia cổ áp lực bầu không khí cũng càng ngày càng dày nặng, từng trận thấu xương hàn ý,
mang theo lạnh lẽo kiếm mang, hiu 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 địa trong không khí không ngừng xuyên thẳng qua, làm cho tất cả mọi người không khỏi một trận trong lòng run sợ, mà Diệp Lân sắc mặt cũng theo ban đầu trước đắc ý, biến đến càng ngưng trọng thêm tiếp theo, mí mắt ngăn không được địa nhảy lên, song quyền hơi hơi gấp lên. Ầm ầm. Rốt cục, tại Âu Dương Trường Thanh sau cùng một đạo ấn quyết kết xuống về sau, một tiếng sét bỗng nhiên nổ tung thương khung, đinh tai nhức óc, mà cái kia thiên không đen nghịt một đoàn cẩn trọng mây đen, cũng là vào giờ phút này, một đến nổ vỡ đi ra, nhất thời hóa thành từng đạo băng lãnh phi kiếm, đột nhiên hướng phía dưới Âu Dương Trường Thanh tụ đi. Chớp mắt nhìn lại, đủ có mấy vạn nói nhiều. Phanh phanh phanh. Từng đạo phi kiếm hung hăng đụng vào kết giới kia phía trên, lại là cũng không có bị chiến trường kia kết giới ngăn lại, mà chính là dễ dàng liền tại kết giới kia phía trên nện ra từng đạo cửa động, trong nháy mắt liền đem cái này một kết giới cho xông phá. Chiến trường cùng khán đài ở giữa rào chắn, nhất thời biến mất không còn tăm tích. Thấy tình cảnh này, trên khán đài mọi người bất giác càng thêm kích động, hảo chết không chết địa tiếp tục cuồng hô a quát lên, trong miệng đều là Âu Dương Trường Thanh tên. Lại ai không biết, kết giới này một khi phá, chiến trường cùng khán đài sẽ không còn phân biệt, tất cả mọi người, bao quát cái này xem náo nhiệt người, cũng tất cả đều đem bị cuốn vào bên trong chiến trường này. Mà trên chiến trường, tất cả mọi người đem đứng trước tử vong, đều không ngoại lệ. Thế nhưng là bọn họ không hiểu, nhưng những lão gia hỏa kia nhưng biết rõ điểm này, không khỏi sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đáng chết, cái này một khi xảy ra chuyện gì, có thể sẽ rất khó thu thập. Hừ. Tiểu tử này không phải muốn lựa chọn phía dưới thiên đảo diễn võ đài đối chiến, chẳng lẽ hắn không biết, phía dưới thiên đảo đều là một số phổ thông đệ tử nơi tu luyện, diễn võ đài kết giới căn bản không có mạnh như vậy sao? Bởi vì phía dưới thiên đảo người nhiều nhất a, cái này Âu Dương Lăng Thiên nhi tử, quả nhiên danh bất hư truyền, hư vinh quen. Hơi hơi gật gật đầu, Hắc Nghiêm Chí Tôn không khỏi khẽ cười một tiếng, thế nào, các ngươi muốn không nên ngăn cản hắn? Ách, cái này... Bất giác trì trệ, một đám lão gia hỏa có chút khó khăn, Hắc Nghiêm Chí Tôn, nếu không ngài đi thử xem. Thôi đi, ta mới không thử đâu. Không khỏi trợn mắt một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn từ chối cho ý kiến nói, nơi này là các ngươi địa bàn, ta sao tốt tùy tiện nhúng tay. Trừ phi ta viện đệ tử thật nguy hiểm đến tính mạng, không thể không ra tay, lão phu mới sẽ động thủ. Không phải vậy lời nói, hiện tại kết quả chưa phân, lão phu xuất thủ. Há không tương đương chúng ta Tây Châu nhận thua. Tuy nói là hài tử đùa giỡn, nhưng cũng có chúng ta tôn nghiêm có được hay không. Nghe được lời này, những lão gia hỏa kia bất giác sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, chúng ta cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Trường Thanh tiểu tử này tuy nhiên tùy hứng, nhưng thiên phú là tiêu chuẩn, tương lai tiếp cha của hắn ban, trở thành phong thiên kiếm cầm kiếm người, trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự tình, chúng ta há có thể tại hắn như thế đắc ý thời điểm. Quét hắn hưng đâu. Thôi đi, đốt bếp lạnh, một đám thế lực chi đồ, khó trách tiểu tử này kiêu căng như thế, đều là các ngươi ngày bình thường dung túng gây nên, hừ. Không khỏi nhẹ hừ một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn tiếp tục xem phía dưới hết thảy, giữ im lặng. Còn lại mấy lão già cũng đành chịu, cứ như vậy yên lặng đi theo hắn cùng một chỗ nhìn, tại chưa ra chuyện trước đó, bọn họ ai cũng không thành tựu, yên lặng nhìn tiểu tử này chính mình tìm đường chết, không có quan hệ gì với bọn họ. Mà phía dưới nói đạo kiếm khí tụ tại trước người, cuồn cuộn thiên địa năng lượng, trong tay trưởng khống, Âu Dương Trường Thanh không khỏi mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bởi vì trước kia không ai có thể ép hắn xuất ra một chiêu này, mà cường đại như thế năng lượng, hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, dường như trưởng khống thiên địa một dạng, để hắn có loại không hiểu kích động. Không khỏi hét lớn một tiếng, Âu Dương Trường Thanh nhất thời một cái kiếm chỉ hướng lên trời, cái kia đếm trên vạn đạo kiếm khí. Liền bỗng nhiên hướng đỉnh đầu hắn tụ đi, chỉ là trong chốc lát, liền hình thành một thanh hiện ra ngút trời chi lực, hàn mang trường kiếm hư ảnh, có tới phía trên cao trăm trượng, cái kia không có thể ngang hàng khí thế, làm cho thiên địa cũng vì đó chấn động. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Vũ Thanh Thu không khỏi hoảng hốt lên tiếng, đây là quy nguyên cảnh cường giả, mới có thể vận dụng thiên địa lực lượng, nhưng hắn sao lại thế? Hỏng bét, thực lực đối phương một chút cao hơn như thế một mảng lớn. Tiểu sư đệ ứng đối ra sao? Đúng vậy a, đây không chỉ là một mảng lớn thực lực chênh lệch, mà chính là cảnh giới kém, dung hồn cùng quy nguyên cảnh khoảng cách, cũng không phải dễ dàng như vậy bổ khuyết đến. Viêm ma gặp này cũng là không khỏi suýt híp mắt một chút ánh mắt, hung hăng cắn răng nói, vốn cho là hắn cùng Diệp Lân lực lượng ngang nhau,
nhưng không nghĩ tới hắn lại còn có một chiêu như vậy bí thuật. Lần này, Diệp Lân tính toán là rất khó tiếp chiêu, cho dù sử xuất toàn lực. Nghe được lời này, Vũ Thành Thu cũng là một tiếng ai thán, không khỏi xa xa nhìn cái kia Sở Khuynh Thành liếc một chút, vốn muốn cho nàng nhìn một trận lực lượng tương đương đối chiến, nhưng không nghĩ tới cái kia Âu Dương Trường Thanh nhanh như vậy thì sử xuất toàn lực, vẫn là tính áp đảo toàn lực. Kể từ đó, trận này đối chiến, lại không lo lắng. Bọn người người nghe đến, cũng là nhìn không được địa ai thán gật đầu, chỉ có trên đài Diệp Lân, quay đầu nhìn một chút nơi xa Trác Phàm về sau, trong mắt bất giác lóe qua nồng đậm chiến ý, lại nhìn về phía đối diện Âu Dương Trường Thanh, trong mắt Kim Viêm cũng là ngăn không được địa tán phát ra, trên mặt đúng là như thế kiên định. Đại ca, ngươi xem thật kỹ một chút a, tuy nhiên trước kia ta thua ngươi một chiêu, cái này nhưng mấy năm này bên trong, ta tuyệt không có rơi xuống ngươi mảy may. Ha ha ha, nhìn đến bổn công tử thực lực a, hiện tại ngươi nhận thua còn kịp. Dù nói thế nào, bốn châu đồng minh, bổn công tử cũng không muốn thương tổn ngươi, xấu bốn châu tình nghĩa. Chỉ cần ngươi thức thời, bổn công tử nhất định sẽ cho ngươi một cái xuống đài cơ hội. Nhất kiếm kình thiên nơi tay, chính là thiên hạ ta có. Âu Dương Trường Thanh nhất chỉ trời xanh, giơ cao lên cái kia chiếu sáng rạng rỡ, tản ra khí tức khủng bố kiếm mang, bất giác càng thêm hung hăng càn quấy, càn rỡ không ngừng. Còn lại những cái kia trên khán đài Hải Minh Tông đệ tử, cũng là cái hưng phấn liên tục, phất cờ hò reo. Chỉ có Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ nhìn Thượng Quan Khinh Yên liếc một chút, cười khổ lắc đầu. Tiểu tử này thực lực là có, nhưng đắc chí liền càn rỡ bệnh vặt lại là rất khó đổi, lên không đại mặt bàn. Thật không biết ngày sau Bắc Châu vận mệnh phó thác trong tay người như vậy, lại là cái kết quả gì, suy nghĩ một chút đều bi ai. Diệp Lân cũng là lạnh lùng nhìn lấy hắn, cùng cái kia cao ngất tận trời kiếm mang, lại là cũng không có chút nào nhát gan chi sắc, trái lại lộ ra một đạo có chút tà dị cười nhạo đường cong, hiện tại liền hạ quyết định luận, có phải hay không quá sớm một chút, Âu Dương công tử. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể đón lấy ta một kiếm này hay sao? Không phải đón lấy, mà chính là đánh nát. Trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo ánh vàng rực rỡ hỏa mang, Diệp Lân không khỏi hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế cũng tại từng trận phồng lên lên, chiêu này là ta đạt đến dung hồn cảnh sau mới có thể thi triển bí thuật, vốn là muốn gặp được ta đại ca về sau, cùng hắn so tài nữa lúc dùng. Bất quá hôm nay đã đúng lúc gặp biết, liền để ngươi trước mở mang kiến thức một chút vốn công tử lợi hại đi. Đốt thiên nấu biển, viêm long chân thân, giống. Vừa dứt lời, Diệp Lân nhất thời một tiếng ngửa mặt lên trời huýt dài, từng đạo réo rắt tiếng long ngâm vang, bỗng dưng liền vang vọng toàn bộ hư không ở giữa. Sau một khắc, nhưng gặp một cỗ kim sắc nóng rực ánh sáng bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn bắn ra, giống như núi lửa phun trào bỗng nhiên liền xông thẳng tới chân trời, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Khủng bố nhiệt độ, nhanh chóng mà nung đỏ nửa cái bầu trời, cũng đem chung quanh tất cả mọi người bao phủ tại một mảnh oi bức trong lĩnh vực, một trận khí trệ. Mà Diệp Lân hình thái, cũng tại mọi người cái kia thật không thể tin trong ánh mắt, chậm rãi cải biến. Lớp vảy màu vàng óng bỏ đầy toàn thân, từng đạo cường hãn bắp thịt ngột đến nhô lên, bén nhọn hàm răng theo khóe miệng hai bên dần dần đỉnh ra, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lân lại là hoàn toàn biến thành một đầu hung mãnh cường hãn dã thú, mà nhìn đầu kia hình, chính là long hình không thể nghi ngờ. Thấy tình cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người bất giác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ người này thần hồn chính là thú hồn bên trong tối cao cấp thiên long hồn? Không phải vậy không có khả năng tại dung hồn về sau, biến thành như thế chân long hình thái, lực lượng tốc độ còn có nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, đều muốn tăng lên trên diện rộng. Nếu là như vậy lời nói, có lẽ còn thật có thể đỡ một kiếm này cũng khó nói. Thế nhưng là Âu Dương Trường Thanh gặp này, lại là khinh thường bĩu môi, coi như ngươi là thiên long hồn lại như thế nào? Bổn công tử một kiếm này thế nhưng là phong thiên kiếm đạo, coi như thiên long hồn dung hồn, cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Hừ hừ hừ, ngươi cho rằng ta cái này là bình thường dung hồn hình thái sao? Không có kiến thức tiểu tử, ngươi tiếp tục xem tiếp a, lão tử vừa mới sớm đã nói, ta cái này chính là viêm long chân thân, không phải người tu bình thường dung hồn giả long. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Lân nhất thời lần nữa hét lớn một tiếng. Oanh! Giống như tự bạo một dạng, hung mãnh ngọn lửa màu vàng óng bỗng dưng từ trong cơ thể mãnh liệt phun ra, đột nhiên liền hướng bốn phía khuếch tán ra. Cường hãn uy lực, làm cho tại chỗ tất cả mọi người không khỏi đều là tròng mắt lắc một cái, da mặt hung hăng bị cái kia bạo dũng mãnh tiến ra liệt phong hung hăng quất lấy,
rất là đau đớn. Âu Dương Trường Thanh cũng là không khỏi quá sợ hãi, kinh dị vô cùng, trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã tại điên cuồng lao nhanh, trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Ta nói anh em, chỉ là tranh giành cái bốn châu đệ nhất mà thôi, cũng không phải là sinh tử chiến, không cần đến tự bạo đi. Còn lại những lão gia hỏa kia gặp này, cũng là không khỏi giật mình, nhìn trợn mắt hốc mồm. Cho dù là Hắc Nghiêm Chí Tôn, cũng là như thế, triệt để ngây người. Cái này Diệp Lân có cái gì nghĩ quẩn, còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, làm sao lại tự bạo. Thế nhưng là giờ này khắc này, đã không cho phép bọn họ lại suy nghĩ đi xuống, cái kia cuồn cuộn nhiệt lưu đã là trong nháy mắt hướng bốn phía khán đài dũng mãnh lao tới, nếu là không kịp ngăn cản nữa, cái này muốn chết một đám người lớn a. Kết quả là, bọn họ không nói hai lời, chuẩn bị vội vàng đi xuống ngăn cản cái này cỗ kinh khủng dư âm. Âu Dương Trường Thanh cũng là sắc mặt nghiêm một chút, chuẩn bị đánh xuống một mực giơ cao đỉnh đầu một kiếm kia mang, tới chặn phía dưới chính hướng mình nơi này vào tới cỗ này kim viêm. Nhưng là, còn không đợi bọn hắn động thủ, cái kia cuồn cuộn khuếch tán ra ngọn lửa màu vàng óng, lại là tất cả đều bỗng dưng dừng lại, sau đó một trận run rẩy về sau, bỗng như vòi rồng giống như chảy trở về, bỗng dưng liền tại đài diễn võ phía trên nổi lên một đạo hung mãnh cuồng bạo hỏa long quyền, xông thẳng lên trời chỗ sâu, đem trọn cái bầu trời đều thiêu một cái động lớn. Chờ cái này hỏa long quyền bình ổn lại, một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm đột nhiên mà vang vọng bên tai lúc, tất cả mọi người nhìn trước mắt tình cảnh này, dĩ nhiên đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Không chỉ là bộ kia phía trên đối chiến Âu Dương Trường Thanh, cho dù là Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng là khó có thể tin nhìn lên trước mặt hết thảy, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Liền hắn đều vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Lân tại song long viện nhiều năm như vậy, lại còn cất giấu như thế một cái kinh thiên giật mình tục chiêu thức. Thật khiến cho người ta thật không thể tin. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia diễn võ đài phía trên đã lại không có Diệp Lân bóng người, bao quát hắn cái kia hình người long hình dáng dung hồn hình thái, mà chính là một đầu chiều cao 100 trượng, ngọn lửa màu vàng óng quấn thân, chánh thức cự long, tại bay lượn cửu thiên phía trên. Chỗ đến, toàn bộ bầu trời cũng vì đó một trận run rẩy, phảng phất tại e ngại cái này thần long gào thét giống như. Đúng vậy a, chánh thức thần thú. Có can đảm cùng trời đánh nhau, nghịch thiên mà đi, như thế nào lại quan tâm chỉ là thiên địa lực lượng. Lúc này, Diệp Lân hóa thành 9 ngày viêm long, bản thân lực lượng đã cùng thiên tề bình, như thế nào lại để ý đối thủ là không mượn thiên địa lực lượng. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, Âu Dương Trường Thanh vẫn như cũ giơ kiếm mang kia, lại là có chút chết lặng. Hai mắt giật mình lo lắng mà nhìn xem cái kia liệt diễm thần long, không khỏi ra mặt co lại, thì thào lên tiếng, em gái ngươi. Tên này không phải dung hồn người rồng, thật đúng là đầu rồng a. Lại nói, cái này Tây Châu từ chỗ nào tìm đến loại quái vật này? Qua biến thái. Không chỉ là hắn, liền Tây Châu Vũ Thanh Thu những cái kia Diệp Lân các sư huynh đệ, thấy tình cảnh này, cũng là hoàn toàn ngây người. Bọn họ là biết Diệp Lân lợi hại, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Lân cũng cất giấu như thế nghịch thiên vũ kỹ, chiến thiên phá địa. Bây giờ đối lên Âu Dương Trường Thanh. Quả nhiên là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, kinh thiên nhất chiến, hiếm thấy trên đời. Không thể phủ nhận, một trận chiến này trình độ kịch liệt, nhất định có thể sánh ngang lúc trước Trác Phàm cùng Diệp Lân Tây Châu đệ nhất đại chiến. Nghĩ tới đây, Vũ Thanh Thu cùng Viêm Ma không khỏi liếc nhìn nhau, đều là cười nhạt gật gật đầu, tiếp lấy cùng nhau nhìn về phía Sở Khuynh Thành chỗ đó. Mà Thượng Quan Khinh Yên cũng là mặt thả dị sắc. Vội vã nắm lấy đồng dạng một mặt vẻ ngạc nhiên Mộ Dung Tuyết nói, Tuyết tỷ, có đáng xem. Đúng vậy a, khó có thể tưởng tượng, cái này Tây Châu đệ tử đầu tiên, lại cũng không phải tục nhân, thế mà có thể cùng Âu Dương Lăng con của trời nhất chiến. Như thế tới nói, bọn họ có thể cùng Bách Lý Gia bài danh trước tứ hoàng tử ngang nhau, chỉ là cái kia mạnh nhất trăm dặm cảnh thiên thì. Ánh mắt bất giác khẽ híp một cái, Mộ Dung Tuyết không khỏi thở dài một hơi, tuy nhiên không có giao thủ trước không biết thắng bại. Nhưng tốt xấu hai người này là cái hy vọng. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Lân hùng vĩ cự long chi thân bỗng dưng rơi vào cái kia diễn võ đài phía trên, to lớn mắt rồng hung hăng chừng Âu Dương Trường Thanh liếc một chút, lại là thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Nhìn đến đi đại ca, đây chính là ta thực lực bây giờ, không kém ngươi đi. Thế mà, lệnh hắn có chút mất hứng là, từ đầu đến cuối, Trác Phàm đều không có trên khán đài liếc một chút. Hắn hai con ngươi, một mực tại chăm chú nhìn bên cạnh Sở Khuynh Thành cái kia không màng danh lợi yên ổn khuôn mặt, trong tai nghe lấy Thủy Nhược Hoa rằng giặc tự thuật Sở Khuynh Thành quá khứ,
lại là căn bản không có đem chú ý lực tập trung đến trên đài đối chiến qua. Bất đắc dĩ lung lay to lớn long đầu, Diệp Lân không khỏi thở dài, mặc dù có thất lạc, nhưng cũng không để ý, mà chính là lần nữa nhìn về phía trước Âu Dương Trường Thanh, trên mặt lộ ra dài hơn 2 mét nóng rực cự răng, cười to lên, tiểu tử, ngươi còn dám tại lão tử trước mặt khoác lác sao? Coi chừng lão tử hiện tại thì xé nát ngươi, giống. Đụng, to lớn long chảo hung hăng vỗ đài chiến đấu, nhất thời liền đem 1/4 đài chiến đấu cho đánh nát. Mãnh liệt khí thế theo cái kia âm thanh tiếng giống giật, bỗng dưng truyền vang bốn phía, làm cho tại chỗ tất cả mọi người không khỏi trong lòng trì trệ, sợ đến sắc mặt trắng bệch, dường như thật gặp phải chân long một dạng, cuồn cuộn vương giả uy áp, áp đến bọn hắn liền một hơi đều không kịp thở. Lúc trước một mực vì Âu Dương Trường Thanh góp phần trợ uy chúng đệ tử, hiện tại cũng hoàn toàn ỉu xìu tiếp theo, không dám ra một chút xíu thanh âm. Thậm chí đều không có cái kia lực lượng lại trợ uy. Long chính là vương giả biểu tượng, tại vương giả trước mặt cho người khác trợ uy, dường như không hợp thiên đạo căn bản chính là không cần phải. Lúc này, Diệp Lân thì là chân long, chính thức vương giả, tại chỗ không có một người hoài nghi. Bỗng dưng, toàn trường trên dưới đúng là trước đó chưa từng có địa an tĩnh lại, thậm chí ngay cả một cây châm rớt xuống đất đều có thể nghe thấy. Bởi vì tại vương giả trước mặt, không được ồn ào, viêm long chi vương uy áp, nghiền ép nơi này tất cả mọi thứ. Cái chán hơi hơi chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, Âu Dương Trường Thanh chăm chú nhìn phía trước giống như núi nhỏ đại tiểu hỏa long đầu, lại là trong lòng giận dữ, âm thầm sinh khí. Hắn là không biết cái này Diệp Lân là quái vật gì, người khác dung hồn chỉ có thể dung hợp thành một con dã thú hình thái bộ dáng, cũng chỉ là tăng thêm một điểm lực lượng mà thôi, có thể hắn thì tốt rồi, còn thật đem chính mình biến thành một đầu chân long. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Chỗ nào đều lại không có điểm người bộ dáng, chẳng lẽ gia hỏa này vốn là một con rồng? Hắn không biết, cũng không muốn biết, hắn chỉ biết một chút, chính mình biểu diễn chiến tính toán là hoàn toàn hủy. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào cái này Diệp Lân trên thân, hắn ngược lại thành vật làm nền, cùng cái tôm tép nhãi nhép một dạng, đây là hắn vạn vạn không nhịn được. Cùng người chiến đấu nhiều chàng như vậy, lần nào hắn trầm luân thành vai phụ qua. Nhưng lúc này đây, nhiều người như vậy chú ý, hắn tự mình cầm đao, náo ra lớn như vậy chàng diện, còn cố ý bên trong nữ thần trang web chính thức, hắn thế mà một hơi nổi tiếng người khác, cái này khiến hắn cái này kiêu ngạo nam tử, làm sao chịu đựng được vì người khác làm áo cưới hạ chàng. Nếu là trận chiến này hắn không thể sau cùng thắng được lời nói, đoán chừng cả đời này đều sẽ hối hận vạn phần. Nghĩ tới đây, Âu Dương Trường Thanh không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, trong mắt cũng tất cả đều là vẻ ác lạnh. Trên ngón tay kiếm mang càng thấy hung ác, đã như vậy, mặc kệ ngươi là chân long giả long, lão tử trước làm thịt ngươi lại nói. Vừa dứt lời, Âu Dương Trường Thanh cái kia sớm đã vận sức chờ phát động một kiếm, bỗng nhiên hướng Diệp Lân cái kia dài trăm trượng thân rồng, hung hăng nện xuống. Hô! To lớn kiếm áp, mang theo thiên địa chi uy, hung hăng hướng Diệp Lân cái kia to lớn long đầu rơi xuống, băng lãnh khí tức, bỗng dưng tỏa khắp toàn trường. Làm cho lúc trước bởi vì Diệp Lân kim viêm mà nóng rực nhiệt độ, cũng cấp tốc hạ xuống đến. Đồng thời, Diệp Lân trên thân rồng cái kia cháy hừng hực ngọn lửa, tại cái này băng lãnh thấu xương gió lạnh dưới, tựa hồ cũng có chút e ngại, một địa rung động, nhất thời co vào một mảng lớn liệt diễm. Mí mắt không khỏi hơi hơi run run, Diệp Lân tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng không dám khinh thường cái này phong thiên kiếm nói chi uy, to lớn long thân hung hăng chấn động, liền lần nữa tuôn ra cao 3 trượng kim viêm. Hai cái long chảo càng là lấy cào nát bầu trời khí phách, hung hăng hướng cái kia cự kiếm khí lớn chộp tới. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, nổ tung chín ngày. Long chảo cùng kiếm phong chạm vào nhau, bỗng nhiên bắn ra chói tai phong minh, nóng rực cùng lạnh trùng kích cùng một chỗ, lại là nhất thời bất phân thắng bại. Âu Dương Trường Thanh cái kia trường kiếm hung hăng hướng phía dưới bổ, khuôn mặt đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí gian khổ. Diệp Lân long chảo nắm thật chặt kiếm phong. Nóng rực kim viêm không ngừng thiêu đốt, lại là lại bị cái kia băng lãnh hàn mang từng trận dập tắt, nhưng cũng là hết sức chèo chống, đầu đầy mồ hôi. Hai người đều xuất ra mỗi người thực lực, cầm ra bản thân áp đáy hòm nhi bản sự, lại là lại liều cái lực lượng ngang nhau, không phân sản sản nhau. Điều này không khỏi làm tại chỗ vây xem mọi người cũng theo khẩn trương lên, hai mắt chăm chú nhìn chỗ đó, muốn biết bọn họ sau cùng đến tột cùng ai thắng ai thua, người nào mới thật sự là bốn châu đệ nhất. Hừ, muốn bằng tự thân công lực thì cùng ta đấu,
đời sau a, dẫn thiên quyết. Hết sức trèo chống có hơn một phút, nhưng là thanh kiếm kia phong tại Diệp Lân song chảo kiên trì dưới, lại là vẫn như cũ chút xu bạc không động, điều này không khỏi làm Âu Dương Trường Thanh có chút nóng nảy. Dù sao Diệp Lân chân long hình thái thể phách thực sự quá mạnh, có thể lấy bản thân chi lực, ngăn cản thiên địa chi uy, nghĩ đến nguyên lực chứa đựng cũng là cực kỳ biến thái, cùng hắn rông dài, rất hiển nhiên gây bất lợi cho chính mình. Mặc dù mình có thể mượn dùng thiên địa lực lượng, tăng cường chiêu thức uy lực, nhưng là trưởng khống bộ phận này thiên địa lực lượng, lại là muốn hao phí chính mình đại lượng nguyên lực. Cho nên đánh bền bỉ chiến, đối với hắn là cực kỳ bất lợi điều kiện, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Có điều hắn hôm nay lần thứ nhất dùng dẫn thiên quyết, cũng là lần đầu tiên trưởng khống cường đại như vậy thiên địa lực lượng, chỉ sợ đã là hắn cực hạn, nếu là lại tăng thêm lời nói, chỉ lo lắng. Âu Dương Trường Thanh trong lòng do dự, nhưng là thấy một lần cái kia Diệp Lân chết cưỡng sắc mặt, liền nhịn không được hung hăng cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, trong tay lần nữa kết lên cái kia quen thuộc ấn quyết. Chỉ một thoáng, lại là từng trận sấm sét tại bầu trời gào thét, nói đạo kiếm khí từ trên 9 tầng trời xẹt qua, hội tụ đến hắn tay ở giữa, dung nhập vào cái kia hư huyễn cự đại trong kiếm quang. Bỗng dưng, băng lãnh kiếm phong lần nữa phát huy, uy áp mạnh mẽ, nhất thời đem Diệp Lân cái kia to lớn long thân đè ép, một tiếng ầm vang liền đem nửa cái diễn võ đài cho đè xuống. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Trường Thanh bất giác lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn ngươi nha còn có thể cho ta chống bao lâu. Thế nhưng là những cái kia Hải Minh Tông đám lão già này, lăng không nhìn lấy nơi này, lại là sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, lại dùng một lần dẫn thiên quyết, sẽ không xảy ra chuyện đi. Chỉ mong không biết, bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người cũng là một trận lo lắng. Mà những cái kia vây xem đệ tử nhìn đến sư huynh chiếm thượng phong, bất giác trèo lên thì lộ ra hưng phấn khuôn mặt, bất quá còn không đợi bọn hắn nụ cười hưng phấn duy trì 3 giây, một tiếng ầm vang tiếng vang. Diệp Lân cái kia cự long chi thân đã là lần nữa đem lưỡi kiếm kia nhô lên tới. Đồng thời to lớn long đuôi hất lên, ngậm lấy nóng rực ánh vàng một đạo liệt diễm roi dài đột ngột nhân tiện hung hăng rút đến cự kiếm kia trên thân. Đụng, hung hăng run rẩy một chút, cự kiếm hơi hơi ngâm khẽ một chút, lạnh lẽo phong mang dần dần nhạt dưới, Âu Dương Trường Thanh cũng là nhịn không được hung hăng run run thân thể, không tự chủ lui về phía sau lui thân thể, lại là khí tức xáo trộn, cảm xúc chập trùng. Sắc mặt bỗng dưng tranh luận nhìn xem tới. Nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Lân từng ngụm địa thở hổn hển, lại là hung hăng chừng phía dưới Âu Dương Trường Thanh liếc một chút, mỉa mai cười ra tiếng, số tiểu tử, ngươi cho rằng mượn dùng thiên địa lực lượng về sau, thực lực ngươi liền có thể mạnh đi đến nơi nào. Hừ, nói cho cùng thiên địa này lực đạo còn không phải lấy bản thân ngươi nguyên lực làm dẫn. Chỉ cần kiếm này phong có nửa phần chấn động, liền sẽ khiến bản thân ngươi nguyên lực chấn động. Người nguyên lực bất ổn, còn như thế nào lại dẫn thiên địa lực đạo? Cái này kêu là rút dây động rừng, ảnh hưởng lẫn nhau dưới, người cái này dẫn thiên quyết cũng không có gì quan trọng. Vừa dứt lời, Diệp Lân lần nữa một cái liệt diễm roi dài hung hăng rút đến cái kia bên trên cự kiếm. Đụng, tâm huyết chập trùng, run run không ngừng, cái kia Âu Dương Trường Thanh sắc mặt lại là muốn nhiều khó coi, có nhiều khó coi. Số tiểu tử, hôm nay bổn công tử theo ngươi liều. Sốt cục, phát hiện đối phương biết chính mình xương sườn mềm về sau, Âu Dương Trường Thanh không biết nghĩ đến cái gì, cuối cùng lại cắn răng một cái, ấn quyết trong tay lại biến, hiện tại ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút, phong thiên kiếm đạo chân chính lực lượng, phong thiên quyết. Xoạt, chỉ một thoáng, theo Âu Dương Trường Thanh một tiếng nói xong, cái kia cự kiếm khí lớn đúng là nhất thời oanh một chút tiêu tán ra, hóa thành từng đạo lạnh lẽo hàn khí, đột nhiên hướng Diệp Lân bổ nhào mà đi, vô hình năm hình dáng. Vô căn mênh mông, sờ không được, không nhìn thấy. Diệp Lân to lớn thân thể, chảo bên trong nhất thời không có lực đạo, một cái lắc mình, đúng là nhất thời phốc cái hư không. Thế nhưng là cái kia vô hình hàn khí đã tới người, chỉ là trong nháy mắt, liền che ở phía trên, mà hắn trên thân hỏa diễm thì là bỗng dưng dập tắt đi xuống, hóa thành tầng tầng dày đặc băng xương. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Diệp Lân không khỏi quá sợ hãi, đây là vật gì, không thể động. Ha ha ha, nhìn đến a, đây mới là phong thiên kiếm nói uy lực chân chính, phong ấn kiếm quyết. Đắc ý dương dương cái cằm, Âu Dương Trường Thanh bất giác cười to lên, đảm nhiệm lực lượng ngươi mạnh hơn, chỉ cần bên trong chiêu này, thì lại khó động đậy mảy may, Tây Châu tiểu tử, ngươi thua. Hung hăng cắn chặt hàm răng, Diệp Lân sắc mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy không phục.
Những cái kia lăng không nhìn lấy đây hết thảy đám lão già này nhìn thấy, lại là từng cái sắc mặt kinh khủng, kêu lên sợ hãi, dẫn thiên quyết chính là phá thiên kiếm đạo, phong thiên quyết chính là phong thiên kiếm đạo, ai bảo hắn hai loại kiếm quyết đồng thời dùng, đây không phải muốn đâm rắc rối sao? Thế nào, có vấn đề gì không? Mi mắt hơi hơi lắc một cái, vốn đang bởi vì chính mình đệ tử bại có chút tiếc hận Hắc Nghiêm Chí Tôn, nghe đến bọn họ nói như vậy, không khỏi nghi hoặc phải xem hướng bọn họ, chẳng lẽ nói lần này so vừa mới ngay cả dùng dẫn thiên quyết, còn cỗ nguy hiểm. Thật sâu gật đầu, chúng lão giả một mặt ngưng trọng, đúng vậy a, lạm dụng dẫn thiên quyết, chỉ là dễ dàng gây nên năng lượng bạo động, đến lúc đó chúng ta còn có thể trưởng khống. Nhưng là hai loại tương sinh tương khắc kiếm đạo cùng một chỗ sử dụng, nắm giữ không tốt lời nói, liền sẽ làm cho thiên địa lực lượng mất khống chế, tạo thành năng lượng vô hạn tụ tập, trừ phi giải ấn. Nếu không liền sẽ dẫn đến năng lượng một mực bạo tẩu, không người nào có thể khắc chế. Dạng này loạn tượng, 2000 năm trước từng có người làm qua, về sau là dựa vào cầm kiếm người dùng phong thiên kiếm đem thiên địa lực lượng chặt đứt, mới ngăn cản cái này một tai nạn. Nhưng lúc đó cũng tử thương vô số, cho nên về sau cái này biến thành cấm thuật, nhưng không nghĩ tới hôm nay Trường Thanh vì thủ thắng lại quên cái này một cấm lệnh, thực sự là... Ai, là thời gian quá xa xưa duyên cớ sao? Người trẻ tuổi đã không nhớ rõ năm đó đại nạn. Như vậy các ngươi muốn làm sao, còn tỏa quản không để ý tới. Dĩ nhiên không phải, loại tình huống này, vô luận như thế nào đều muốn ngăn lại. Liếc nhìn nhau, chúng lão giả nhất trí gật đầu, liền muốn cùng nhau bay xuống thân thể đi, muốn kết thúc đối chiến. Thế nhưng là đúng lúc này, giống một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên phát ra, cái kia đã bị băng xương sắp bao khỏa Diệp Lân, đúng là ngột đến ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Trên thân kim viêm lần nữa cháy hừng hực, thế mà oanh một chút đem tầng kia tầng băng xương bỗng dưng nổ bể ra tới. Mà khóe miệng của hắn, cũng là chảy ra một tia đỏ thẫm máu tươi. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Âu Dương Trường Thanh bất giác cười lạnh, thế mà dùng tâm huyết làm dẫn, đem tiềm lực dẫn xuất. Hừ hừ, vô dụng, bổn công tử dẫn phía dưới thiên địa lực lượng, thế nhưng là vô cùng vô tận, người có bao nhiêu lực lượng chống lại. Dẫn thiên quyết, hét lớn một tiếng. Âu Dương lần nữa kết động ấn quyết. Trường Thanh, không muốn. Đám kia lão gia hỏa thấy một lần, nhất thời giật mình, không khỏi kêu lên. Nhưng là bây giờ Âu Dương Trường Thanh, đã bị tranh cường hiếu thắng choáng váng đầu óc, chỗ nào có thể nghe được bọn họ hô hoán, tiếp tục kết ấn. Kết quả là, lại là nói thiên địa lực lượng, hóa thành kiếm mang, hướng phía dưới bay tới. Ngay sau đó, Âu Dương Trường Thanh lần nữa biến động ấn quyết, phong thiên kiếm quyết. Ra mặt nhìn không được co lại, những lão giả kia hận muốn chết, lại là không kịp ngăn cản. Trong chốc lát công phu, những cái kia từ trên 9 tầng trời dẫn phía dưới kiếm mang còn không có hoàn toàn chặt đứt cùng thiên địa ở giữa hút mắc, đã là trong nháy mắt hóa thành từng đạo hàn khí, phô thiên cái địa hướng Diệp Lân phóng đi. Trong nháy mắt, liền lại đem hắn bao phủ bên trong. Không khỏi trong lòng hoảng hốt, Diệp Lân liều mạng giấy lên trên thân kim viêm, đến chống cự cái này luồng khí lạnh. Lại cũng vô dụng. Bởi vì hai loại ấn quyết sử dụng, đã đánh thông thiên địa mạch lạc. Không cần tiếp tục Âu Dương Trường Thanh khống chế, giữa thiên địa đã là có thể tự mình sinh ra phong thiên kiếm khí, sau đó hóa thành từng đạo luồng khí lạnh, hướng Diệp Lân trên thân đè xuống. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Trường Thanh không khỏi cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, ha ha ha. Nguyên lai hai loại ấn quyết đồng thời sử dụng, có thể phát huy lớn như vậy uy lực. Lực lượng cuồn cuộn không dứt từ thiên địa vọt xuống, lần này ta thắng định, ta trước kia làm sao không có phát hiện đâu. Người phát hiện cái quỷ, đây là thiên địa lực lượng mất khống chế, Trường Thanh, người xông đại hỏa. Thế mà, không đợi hắn tiếng cười dừng lại, một lão giả đã là nhất thời đi vào trước mặt hắn, hét lớn lên tiếng, sau đó ngược lại nhìn về phía hắn người nói, nhanh đi thông báo Lăng Thiên, để hắn cầm phong thiên kiếm đến, chặt đứt thiên địa thông đạo. Không khỏi sững sờ. Âu Dương Trường Thanh một mặt rất là kỳ lạ, nhìn lên trước mặt lão nhân, trưởng lão, này sao lại thế này? Chẳng lẽ ta không là cái thứ nhất, phát hiện hai cái này thủ quyết đồng thời sử dụng đệ nhất nhân sao? Cái thứ nhất cái giám A, ngươi cho rằng thì ngươi thông minh, có thể phát hiện đúng hay không? Da mặt không khỏi hung hăng co lại, lão giả kia một mặt bất đắc dĩ, sau đó đẩy mặt lo âu nhìn về phía cái kia liên tục không ngừng từ trên 9 tầng trời bay xuống kiếm mang. Trong mắt ít có địa toát ra vẻ sợ hãi. Giống. Cùng lúc đó, tại một tiếng kinh thiên giống to phía dưới,
Diệp Lân cái kia to lớn long thân lần nữa bị hàn mang kia bao lấy, mà lại lần này, cái kia hàn khí lại là có chút kỳ quái. Dường như thôn phệ đem Diệp Lân toàn bộ long thân, đều đóng băng ở bên trong, sau đó toàn bộ hỏa long thân thể, lại là nhất thời hóa thành một đầu băng long. Hai con người lạnh lẽo lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt ngửa mặt lên trời thét dài lên tiếng, trong mắt đều là vô tận bạo lệ. Hiu hiu hiu. Từng đạo phi kiếm tại bầu trời toán loạn, tiếp lấy hung hăng nện ở cái kia băng long bên trong, dung hợp vào bên trong. Cái kia băng long cũng là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng ầm vang, đem chọn cái diễn võ đài toàn bộ đạp nát, sau đó hướng về phía bốn phía những cái kia người xem oanh phun một cái long tức, một đạo băng lãnh khí tức nhất thời hướng mọi người chỗ đó phun đi. Không kịp phản ứng tới là chuyện gì xảy ra, cái kia long tức đã là trong nháy mắt xẹt qua trước mặt bọn hắn. Đem bọn hắn đều đóng băng ở nơi đó, động một cái cũng không thể động. Thậm chí ngay cả linh hồn đều đã đóng băng, không có nửa điểm tiếng vang. Ai, hết xong, lần này thật xong, thiên địa bạo động a. Không khỏi bất đắc dĩ, khẽ vỗ đầu, lão giả kia một trận lắc đầu thở dài, trên mặt đều là đắng chát. Âu Dương Trường Thanh nhìn thấy Diệp Lân vậy mà hướng bốn phía các đệ tử xuất thủ, không khỏi giận dữ, hét lớn, ha ha, Tây Châu tiểu tử, người cái này có ý tứ gì? Nổi điên sao? Nổi điên là ngươi, Trường Thanh. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, vị lão giả kia nhất thời cả giận nói, ngươi có biết hay không ngươi xông bao lớn hỏa. Dẫn thiên quyết cùng phong thiên quyết vốn là tương sinh tương khắc, dẫn thiên quyết chính là phá thiên chi đạo, để ngươi khai thiên địa thông đạo, dẫn phía dưới thiên địa lực lượng. Có thể phong thiên quyết chính là phong ấn chi đạo, đem tất cả lực lượng phong ấn. Vốn đến thiên địa lực lượng rơi vào nhân gian. Bị tu giả dẫn đạo vận dụng về sau, liền tan đi trong trời đất, trở lại thiên đạo, đây là thiên địa pháp tắc. Thế nhưng là người đánh khai thiên địa thông đạo, nhưng lại dùng phong thiên quyết đem thiên địa lực lượng phong ấn làm một thể, cái này thì tương đương với cho thiên địa lực lượng tìm một chỗ chỗ. Một khi người đem khống không thiên địa lực lượng lúc, những thiên địa này chi lực liền sẽ liên tục không ngừng địa tụ tập ở cái này vị trí bên trong, thiên địa thông đạo sẽ vĩnh viễn đóng không lên. Bởi vì ngươi đã mất đi đối cái lối đi này nắm giữ, cho nên thiên địa lực lượng liền sẽ bạo động, thành hiện tại bộ dáng. Hơi hơi chớp chớp mê mang mắt to, Âu Dương Trường Thanh bất giác hơi nghi hoặc một chút, gãi đầu một cái nói, trưởng lão, ngươi ý là hiện tại đầu kia cự long không phải tiểu tử kia, là thiên địa lực lượng tụ thành. Vậy nó làm sao tùy tiện công kích người khác, nó không phải một đoàn năng lượng sao? Thiên địa có linh khí, thì tất có linh tính. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trưởng lão kia không khỏi cười khổ một tiếng nói, nếu là tu giả dẫn phía dưới thiên địa lực lượng, tự nhiên bị tu giả nắm giữ, không có cái gì đừng hỏi đề, nhưng hiện tại thiên địa chi lực bạo động, hội tụ đến cùng một chỗ, hơn nữa còn bám vào một cái có linh tính đồ vật phía trên, lúc này thì có ý thức. Thiên địa cuồng bạo, ngươi là chưa thấy qua, đây tuyệt đối là tràng tai nạn, không phải sức người có thể cùng. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Âu Dương Trường Thanh nhìn một chút nơi xa đầu kia băng long. Một mặt do dự nói, như vậy cái kia Tây Châu tiểu tử đây, người nói thiên địa lực lượng tụ ở trên người hắn, khống chế hắn thân thể. Vậy chính hắn ý thức đây, bị thôn phệ. Người còn có mặt mũi hỏi ta. Da mặt nhìn không được hung hăng co lại, lão giả kia không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người vừa mới làm cái gì, người không biết sao. Người dùng đến là phong thiên kiếm quyết, tiểu tử kia hiện tại sớm mẹ hắn đã bị phong ấn, từ đâu tới ý thức. Hiện tại thiên địa này chi lực tất cả đều tụ ở cái này không có có ý thức thân rồng phía trên, thực sự không thể tốt hơn. Đã có linh tính, còn dễ khống chế, cớ sao mà không làm. Ai, lần này đoán chừng so 2000 năm trước lần kia đại nạn còn khó hơn giải quyết, ngươi liền đợi đến chịu cha ngươi đánh đi. Bờ môi bất giác hơi hơi run run, Âu Dương Trường Thanh một mặt đắng chát, như cái. Không, là vốn chính là cái làm sai sự tình hài tử, bất đắc dĩ sở lấy cái mũi. Trong lòng lo sợ. Giống. Từng tiếng huýt dài xé không liệt địa, đầu kia băng long vung lấy to lớn thân rồng, hướng bốn phía hô một tiếng thổ tức, lại là đem bốn phía một mảnh mọi người đóng băng tại một mảnh minh mông hàn sơn bên trong, không nhúc nhích. Chỉ có cái kia gần đóng băng trước kinh khủng ánh mắt, cùng kinh ngạc khuôn mặt, còn rõ ràng địa hiển lộ ra. Thấy tình cảnh này, Vũ Thanh Thu bất giác quá sợ hãi, chặn lại nói, tiểu sư đệ, ngươi làm sao, mau dừng tay. Hô! Không để ý đến hắn, cái kia băng long quay đầu cũng là một đạo băng khí tức nôn tới. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Vũ Thanh Thu biết chiêu này lợi hại, một khi sát bên,
tuyệt đối thì xong đời, sau đó vội vàng lóe lên, rời đi chỗ đó. Mà dưới chân hắn, tại một đạo hàn khí sau đó, đã biến thành hoàn toàn lạnh lẽo lạnh mặt kính. Tiên sinh, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mau dẫn Khuynh Thành rời đi. Lúc trước một mực đang kể chuyện cũ, cũng không có chú ý trên chiến đài tình cảnh, hiện tại thế mà nhìn thấy có một cái quái vật thế mà ở nơi đó tùy ý đóng băng người chơi, Thủy Nhược Hoa không khỏi nhất thời giật mình, nhìn về phía Trác Phàm, sau đó hai tay đã là vội vã hướng Sở Khuynh Thành chỗ đó với tới, hiển nhiên muốn dẫn hắn rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Thật sâu nhìn một chút một mặt không màng danh lợi, tựa ở chính mình đầu vai yên tĩnh ngủ yên kiều thê, Trác Phàm vội vàng chậm rãi khoát tay chặn lại, cười nói, không có gì đáng ngại, không nên quấy rầy nàng, vừa mới cố sự còn chưa nói xong, Thủy cô nương thuận tiện lời nói, mời tiếp tục nói tiếp. Giảng cái rắm a, hiện tại như vậy loạn tình cảnh, ngày tận thế a, lão nương nào có công phu nói với ngươi cố sự. Huống hồ, coi như ta không muốn sống, Khuynh Thành mệnh cũng nên bảo trụ, không phải vậy tính thế nào là hảo tỉ muội. Thế nhưng là, ngay tại nàng khăng khăng muốn dẫn đi Sở Khuynh Thành trước, một tên thương đội hộ vệ lại là vội vã bắt lấy bàn tay nàng, cười nhạt một tiếng nói, cô nương, đã nhà ta tiên sinh nói có thể lưu lại nói tiếp cố sự, đó chính là không có việc gì, xin ngươi tin tưởng nhà ta tiên sinh. Chúng ta cũng ở nơi đây, cho dù có nguy hiểm gì, chúng ta cũng sẽ cản ở phía trước, sẽ không để cho các vị cô nương mạo hiểm. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại nhìn xem những thứ này tin tưởng hắn ánh mắt. Sau đó lại nhìn về phía sau lưng cái kia tàn phá bừa bãi băng long, Thủy Nhược Hoa trong lòng do dự, lại là không có cách nào, chỉ là cau mày, miễn cưỡng gật gật đầu, tiếp tục ngồi xuống. Cười một tiếng, hướng về nàng khẽ gật đầu, Trác Phàm lại nhìn về phía bên cạnh Khuynh Thành, lộ ra vui vẻ nụ cười. Đụng! Trên chiến đài, Hắc Nhiệm Chí Tôn một đạo khí kiếm nhất thời bắn về phía cái kia băng trên thân rồng, muốn đưa nó tầng băng phá vỡ, cứu ra bản thân ái đồ. Có thể cái kia băng long lại là ngột đến thân thể lắc một cái, đúng là đem cái kia cỗ kình khí hoàn toàn hóa thành vụn băng, hấp thu trong thân thể. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, Hắc Nhiệm Chí Tôn không khỏi quá sợ hãi, cái này sao có thể, thứ này đến tột cùng thứ đồ gì. Chí Tôn đại nhân mời chớ muốn xuất thủ, hiện tại mặc kệ chúng ta làm cái gì, đều thương tổn không hắn một phân một hào. Lúc này, hưu một tiếng, một đạo râu trắng lão giả chợt xuất hiện tại hắn trước mắt. Vội vàng nói, hắn là phong thiên kiếm quyết biến thành, bên trong có phong thiên đại đạo, bất luận cái gì năng lượng vũ khí đều sẽ bị phong ấn hấp thu, hóa vì chính mình lực lượng. Cho nên chúng ta mặc kệ đối với hắn làm cái gì, đều thương tổn không hắn, chỉ có thể hết sức yểm hộ hắn để tử thoát đi nơi đây, mới là chính đồ. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Hắc Nhiệm Chí Tôn không khỏi kinh hãi, sau đó liếc liếc một chút những cái kia thất kinh, hốt hoảng thoát đi nơi đây. Nhưng như cũ rất không được bị cái kia long tức phun ra ở đệ tử về sau, vừa nhìn về phía lão giả kia nói, cái kia ấn ngươi nói như vậy, cái đồ chơi này há không phải vô địch, chúng ta như thế nào đối phó? Cũng không thể để hắn như thế náo đi xuống, đem cả cái tông môn người tất cả đều đông cứng đi. Chí Tôn đại nhân yên tâm, thứ này có thể phong ấn thiên hạ vạn vật, lại không phong được ngũ đại thần kiếm chi uy. Vội vã liền ôm quyền. Người kia chỉ lên bầu trời những cái kia vẫn tại không ngừng từ trên 9 tầng trời bay xuống lạnh kiếm, buồn bã nói, ngài mời xem, hiện tại thiên địa thông đạo đã liên thông, thứ này cũng là một cái không biết mệt mỏi động cơ vĩnh cửu, chúng ta chỉ có thể trốn tránh. Đợi Lăng Thiên huynh cầm phong thiên kiếm đem cái này thiên địa thông đạo phong ấn, lại đem vật này đánh nát, tất cả năng lượng tiêu tán về sau, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó hắn hạ thủ nhẹ một chút, vẫn có thể đem cao đồ cứu ra. Mi mắt rừng không ngừng run rẩy lấy, Hắc Nhiệm Chí Tôn thật sâu nhìn cái kia băng long liếc một chút, lại nhìn về phía chung quanh những cái kia ngộ hại mọi người, lại là bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể gật gật đầu, tán đồng. Dù sao thứ này không phân thiên đạo, cũng là cái đánh bất tử quái vật, nhiều đánh một chút, ngược lại để hắn hấp thu càng nhiều năng lượng, khó có thể ứng phó, vẫn là chậm đợi cái kia Âu Dương Lăng ngày qua xử lý cái này cục diện rối rắm a, phản chính là con của hắn làm ra đến, hừ hừ. Mà Âu Dương Trường Thanh mắt thấy đầu này băng long tàn phá bừa bãi, chính mình cũng khống chế không, bốn phía người gặp nạn càng ngày càng nhiều, lại là nhanh muốn khóc lên. Lão cha đến xem đến loại tràng diện này, thật không biết hắn một kiếm kia, là trước chảm con rồng kia, vẫn là trước chảm ta a, ô ô ô. Âu Dương Trường Thanh, đều là bởi vì ngươi duyên cớ, mới làm thành dạng này, bao nhiêu người bởi vì ngươi gặp nạn a.
Lúc này, một cái lắc mình, hai bóng người đẹp đẽ lại là nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Thượng quan Khinh Yên đầy mặt sắc mặt giận dữ, hung hăng theo dõi hắn mắng to lên tiếng, Mộ Dung Tuyết cũng là đầy mặt giận dữ mà nhìn xem hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Chỉ bất quá Mộ Dung Tuyết là thật hận hắn náo ra đại họa như thế sự tình, liên lụy vô tội, thượng quan Khinh Yên lại là càng nhiều bởi vì lo lắng Trác Phàm tình huống, mà giận lây sang hắn. Vừa mắng, còn vừa tại tìm kiếm khắp nơi lấy Trác Phàm cái bóng. Bây giờ mọi người chạy tứ tán, cũng không biết có thể hay không tìm tới. Âu Dương Trường Thanh mặt đối với mình nữ thần chỉ trích, thì là một mặt áy náy địa cúi thấp đầu, không có bất kỳ cái gì cãi lại. Dạng này nhận tội thái độ, đúng là so tại cha của hắn trước mặt còn muốn nhu thuận thuận theo. Tìm tới, ở nơi đó. Rốt cục, thượng quan Khinh Yên tìm tới Trác Phàm mọi người vị trí, nhưng như cũng như người không việc gì giống như ở nơi đó ngồi yên lặng, lắng nghe hắn muốn lắng nghe hết thảy. Đây không phải không coi quái vật là quái vật a, để cái này thiên địa lực lượng ngưng tụ cái quái vật này thật không có tôn nghiêm. Có lẽ thật sự là cảm thấy mình mặt mũi bị hao tổn, cũng bởi là người bên cạnh nhóm đều chạy hết, thì thừa Trác Phàm một đoàn người ở nơi đó đắc chí trang bức. Rốt cục, cái kia băng long một tiếng giống to, cuối cùng phát hiện mình con mồi mới, đạp chân xuống, liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm chỗ đó phóng đi, lạnh lẽo hàn khí, còn chưa tới thông suốt. Liền đã khiến đến bọn hắn quanh người kết lên một tầng thật dày băng xương. Cẩn thận! Thấy tình cảnh này, thượng quan Khinh Yên bất giác giật mình, vội vàng hét lớn lên tiếng, lại là đã không kịp. Mà Mộ Dung Tuyết bọn người quay đầu nhìn qua, nhìn thấy còn có người không có rút lui, lập tức liền muốn trở thành quái vật kia vật hy sinh, cũng là không khỏi giật mình, trong lòng bỗng dưng gấp lên. Thế nhưng là đúng lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, đừng hoang mang. Thứ này giao cho ta. Ông, lạnh lẽo kiếm minh, tại cửu thiên phía trên ngâm khẽ, phát ra trận trận êm tai thanh âm, một đạo bóng người màu xám chớp mắt là tới, đã là hướng nơi này cấp tốc đánh tới. Cha, Âu Dương Trường Thanh kêu to một tiếng, đã kinh hãi vừa vui lại sợ, mà bọn người người lại là nhất thời hai mắt tỏa sáng, lộ ra hy vọng chi sắc. Bắc Châu đệ nhất cao thủ, Âu Dương Lăng Thiên. Rốt cục mang theo Phong Thiên Kiếm đến xử lý cái này phá của nhi tử chọc ra đến tàn cục. Phong Thiên Kiếm kình, đoạn thiên trảm. Mãnh liệt gió lớn ảo ạt lấy màu xám bảo phục bay phất phới, một cái trung niên nho nhã nam tử, trong mắt hiện ra nói đạo tinh mang, cương nghị trên khuôn mặt, tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Trong tay cái kia tản ra màu xanh thăm thẳm trạch trường kiếm, tại u ám trời hư không dưới, lại là phóng ra lóa mắt ánh sáng. Riêng là cái kia sắc bén kiếm mang. Càng là phảng phất muốn đem thiên địa hết thảy vì hai giống như, phát ra tranh tranh leng keng kêu to, ngửa mặt lên trời thét dài. Sắc bén kiếm khí tại mũi kiếm đỉnh đầu như ngút trời chi chủy giống như, lập tức liền muốn phá thể mà ra, vượt qua mênh mông không trung, đâm về cái kia băng long quái vật. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người bất giác giật mình, chờ đợi cái này Bắc Châu đệ nhất cao thủ, xuất thủ một khắc. Thế nhưng là, còn không đợi một kiếm này chém ra. Một tiếng lo lắng hét lớn lại là đột nhiên mà vang vọng vân không, Lăng Thiên huynh thủ hạ lưu tình, cái kia băng long bên trong bịt lại bổn viện đệ tử, còn mời nhẹ nhàng chậm chạp xuất thủ, không cần thiết thương tổn tính mạng hắn. Cái gì, bên trong thế mà còn có người, cùng 2000 năm trước lần kia thiên địa lực lượng thuần túy tụ tập hoàn toàn khác biệt. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Âu Dương Lăng Thiên bất giác trong lòng trì trệ, trong tay muốn chém ra một kiếm, cũng bỗng dưng dừng lại, quay đầu nhìn qua. Đã thấy cái kia hô quát người không là người khác, chính là Tây Châu Hắc Nghiêm Chí Tôn không thể nghi ngờ. Lại nhìn về phía nơi xa lao nhanh hướng Trác Phàm mọi người đầu kia tàn phá bừa bãi băng long, Âu Dương Lăng Thiên lại là có chần chờ. Hiện tại hắn khoảng cách cái kia băng long rất xa, cũng không biết Tây Châu cái kia bị phong ấn đệ tử ở vào nơi nào, tùy tiện một kiếm vung xuống, tất nhiên khó có thể nắm giữ phân tắc, như thương tổn song Long Chí Tôn ái đồ, chẳng phải có hại hai nhà tình nghĩa. Thế nhưng là một kiếm này nếu không ra lời nói, phía trước cái kia một hàng mọi người, tánh mạng tất nhiên bị cái kia băng long độc hại, cả hai so sánh với nhau, lại là tiến thoái lưỡng nan, làm cho cái này Bắc Châu đệ nhất cao thủ cũng không biết như thế nào tự xử. Đến tột cùng là cứu một người, tổn hại mấy người, để duy trì hai châu ở giữa giao tình, vẫn là tổn hại một người mà cứu mấy người tốt đâu. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Âu Dương Lăng Thiên đối mặt cái này cảnh lưỡng nan. Lại là khó có thể lựa chọn. Hai châu lợi ích và có vài nhân mạng so sánh, đến tột cùng cái gì nhẹ cái gì nặng,
cho dù là hắn chỗ này tại danh môn chính phái đỉnh phong nhân vật, cũng rất khó làm ra phán đoán. Mà cũng chính là tại cái này trần chờ ở giữa, tốt nhất xuất kiếm thời cơ đã đi qua, cái này băng long hướng Trác Phàm bọn họ chỗ đó trùng kích cuồng bạo, đá ai cũng ngăn cản không. Cho dù hắn hiện tại lại huy động kiếm phong, đợi kiếm khí đến thời điểm, cái kia băng long chỉ sợ đã sớm đem Trác Phàm một đoàn người xé nát. Đến lúc đó cho dù chảm băng long, cũng không làm nên chuyện gì. Từ nơi sâu xa, Âu Dương Lăng Thiên nhìn như không có làm lựa chọn, nhưng thực đã làm lựa chọn. Diệp Lân là Hắc Nhiêm Chí Tôn tự mình mở miệng mời cầu muốn bảo vệ người, Tây Châu địa vị nhất định không thể coi thường, hắn an toàn cũng là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí hy sinh mấy cái tính mạng, đến bảo đảm hắn an toàn, cũng là có thể. Tuy nói chính đạo thường nói, chúng sinh bình đẳng, nhưng trong mắt mọi người, sinh mệnh lại làm sao bình đẳng qua. Nghĩ tới đây, Âu Dương Lăng Thiên cầm kiếm tay bất giác chăm chú, bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới tại cái này sinh tử trong tích tắc, hắn cuối cùng vẫn thua với thế tục chi tâm. Hắn rất rõ ràng, hắn tuy nhiên muốn cứu phía dưới tất cả mọi người tánh mạng, nhưng một kiếm này cuối cùng không có ra, không phải là bởi vì hắn lo lắng hơn băng long trong thân thể đầu kia sinh mệnh, mà chính là càng chú ý hai châu lợi ích liên minh. Zorier người chết lại nhiều cũng không quan trọng, nhân vật trọng yếu chết một cái, thương tổn một phần đều sẽ khiến đại cục dung chuyển, đây chính là thế tục A. Năm châu đệ nhất cao thủ, từng cái đều thanh cao cực kỳ, nhưng như cũ chạy không khỏi thế tục lợi ích mê trong cục. Mà thượng quan Khinh Yên nhìn đến Trác Phàm gặp nạn, vốn là kinh hãi lo lắng, đợi nhìn đến Âu Dương Lăng ngày qua, trong lòng vừa sinh ra một chút hy vọng, có thể cái này Bắc châu đệ nhất cao thủ cái kia kinh thiên một kiếm, cứu mạng một kiếm lại là tại sắp phát ra thời điểm, lại cho dừng lại là để cho nàng trong nháy mắt ngây người, chuyện gì xảy ra, vì sao hắn chả không xuất thủ. Đúng vậy a, lão cha bình thường gặp người gặp nạn, nhất định rút đao tương trợ. Làm sao hôm nay kỳ quái như thế, là cảm thấy cách quá xa, sợ chạm lại, ngộ thương vô tội sao? Âu Dương Trường Thanh cũng là một mặt kỳ quái, kêu lên sợ hãi. Mí mắt hơi hơi run run, Mộ Dung Tuyết đem hết thảy nhìn ở trong mắt, lại là bất đắc dĩ thở dài, chỉ sợ không phải sợ kiếm lại, mà là mình tâm đã lại. Giống, điếc tai long ngâm kinh thiên hoàn toàn. Mãnh liệt băng long mang theo không gì địch nổi uy áp, bỗng nhiên hướng Trác Phàm mọi người phóng đi, chớp mắt tới gần, băng lãnh luồng khí lạnh càng đem tất cả mọi người bốn phía đều làm thành một đoàn như kết giới giống như băng vụ, chỉ cần thoáng đụng một cái, liền sẽ bị đông, lại là người nào cũng đừng hòng lại chạy. Khuynh Thành sư muội, Thủy sư muội. Thấy tình cảnh này, Vũ Thanh Thu không khỏi quá sợ hãi, vội vã kêu lên, Viêm Ma mấy người cũng lộ ra vội vàng thái độ. Thượng quan Khinh Yên càng là nhịn không được vội la lên, cẩn thận, cao. Thế nhưng là, cái kia cuồng mãng băng long đã không người nào có thể ngăn cản, sớm đã dương nanh múa vuốt đi vào Trác Phàm các loại người trước mặt, băng lãnh song trảo, đột nhiên địa phát ra đạo đạo chói tai phong minh, hung hăng hướng nơi này tất cả mọi người đánh tới. Cái này nếu là thật bị vỗ, còn không lúc này liền bị xé thành mảnh nhỏ không thể. Nhìn lấy cái kia đáng sợ long trảo tập kích qua. Thủy Nhược Hoa hai nữ đã là hoàn toàn ngây người, khóe miệng giật một cái, trên mặt tất cả đều là khổ bức chi sắc, thỉnh thoảng nhìn về phía một bên vẫn như cũ bình thản tự nhiên Trác Phàm, vẫn yên tĩnh an tọa bên trong, trong mắt lại là tràn ngập oán trách chi sắc. Ta nói chúng ta chạy mau, người nhất định phải tại cái này trang bức, hiện tại tốt, muốn chạy đều chạy không, thật sự là không làm không chết a. Mấu chốt là, chính người tìm đường chết, vì sao còn muốn lôi kéo chúng ta? Riêng là Khuynh Thành còn không có khôi phục tâm trí, cứ như vậy đần độn u mê địa cùng ngươi như thế cái người xa lạ chết, thật sự là không cam lòng a. Các ngươi nói, nhà ngươi tiên sinh như thế tùy hứng, hại các ngươi cùng một chỗ chôn cùng, các ngươi có phải hay không cũng hận chết hắn. Nghĩ như vậy, Thủy Nhược Hoa tại chính mình sau cùng thời khắc hấp hối, bất giác quay đầu nhìn một chút còn lại những cái kia thương đội hộ vệ, lại chỉ gặp bọn họ lại vẫn như cũ bình tĩnh như thường, yên tĩnh địa hầu ở Trác Phàm trước mặt. Trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Không khỏi sững sờ, Thủy Nhược Hoa không khỏi trong lòng oán thầm. Làm sao, bọn họ cũng là một lòng tìm chết, cùng như thế cái chủ tử chôn cùng, tuyệt không cảm thấy oan đến hoảng sao. Thế nhưng là nàng lại làm sao biết, theo Trác Phàm một đường đi tới, những người này sớm đã thăm dò Trác Phàm tâm tư, theo khống chế lãnh vũ kiếm vương, đến đối mặt bất bại kiếm tôn, chỉ cần hắn không có lộ ra kinh hoàng thái độ. Đã nói lên hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, căn bản không cần lo lắng.
Mà bây giờ, Trác Phàm chăm chú kéo Sở Khuynh Thành bàn tay, đầu vai để cho nàng nhẹ nhàng dựa vào, lại là cũng không có bất kỳ cái gì hồi hộp cảm giác, trái lại so bình thường càng thêm bình tĩnh, vậy bọn hắn còn có cái gì có thể lo lắng. Tóm lại, cái này một đường đi tới, bọn họ đối Trác Phàm trưởng khống lực, thế nhưng là tâm phục khẩu phục địa đầu dạp xuống đất. Hiện tại đừng nói chỉ có đầu này băng long, coi như rơi vào long trong ổ, vạn long đều tới, Trác Phàm không hoảng hốt, bọn họ liền không biết bối rối, đây cũng là tín nhiệm, thậm chí nói là tín ngưỡng. Hô! Lạnh lẽo lạnh gió vù vù thổi bay, uy áp mạnh mẽ đã là đem bốn phía khắp nơi, tính cả mọi người dưới mông ghế dựa, tất cả đều hung hăng áp tới lòng đất 10 mét trở xuống, cái kia băng lãnh song chảo càng là đã bắt đến bọn họ hai gò má phía trước. Thủy Nhược Hoa hai mắt khẽ đảo, trong lòng trầm xuống, đã là sắp hoảng sợ ngất đi, còn lại người vây xem, như là Vũ Thanh Thu, Viêm Ma, Mộ Dung Tuyết cùng Âu Dương Trường Thanh bọn người, thì là đã lo lắng, vừa bất đắc dĩ, gấp siết chặt quyền đầu, lại là bất lực ra sức, Âu Dương Lăng Thiên Tắc là thật dài phun ra một ngụm chọc khí, bất đắc dĩ nhắm lại hai con ngươi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không đành lòng đi xem. Dù sao phía trước chết bao nhiêu không quan trọng, nhưng những người này chết, lại là hắn không thành tựu tạo thành, hắn đã không còn mặt mũi đúng. Hắc Nghiêm Chí Tôn càng là thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành các nàng ba nữ liếc một chút về sau, khẽ lắc đầu, trong lòng có chút áy náy. Lần này vì có thể cứu ra Diệp Lân cái này Tây Châu tương lai, hắn chỉ có thể bỏ qua những thứ này không trọng yếu đệ tử. Phốc! Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Trác Phàm những người này muốn xong, trong lòng một trận ai thán không lúc ngừng, một tiếng vang trầm lại là đột nhiên vang lên, đồng thời cái kia băng long mãnh liệt một cái băng chảo, cũng là đột nhiên dừng ở không trung bên trong, lại khó hướng phía dưới đè xuống một không có. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, mọi người thấy đây hết thảy, đột nhiên mà kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giờ này khắc này, ngay tại cái kia băng long cùng Trác Phàm ở giữa, một cái đen nhánh long chảo lại là bỗng nhiên theo Trác Phàm trong thân thể thoát ra, trong nháy mắt liền đem cái kia băng long hai cái long chảo cho đỡ được, cứng ngắc trên không trung, để hắn lại khó tiến lên một phần. Cái này sao có thể, cái kia người lực lượng cùng cái này băng long tiếp xúc, thế mà không có bị phong ấn, đây là có chuyện gì? Mí mắt nhìn không được nhảy nhót, một tên tông môn trưởng lão nhìn lấy màn quỷ dị này, bất khả tư nghị nói, cái này băng long vô luận vũ khí thần hồn, thậm chí một chút nguyên lực linh khí, đều ngay lập tức sẽ phong ấn nhập thể nội, làm sao có thể còn có người tiếp xúc đến hắn yên ổn không có chuyện gì đâu. Chính đang lăng không cấp tốc chạy đến Âu Dương Lăng Thiên. Nhìn trước mắt tràng cảnh cũng là bất giác giật mình, phi tốc phi nhanh thân thể chậm chậm lại, trên mặt cũng có chút ngốc trệ. Phong thiên kiếm đạo, thế mà không còn phong thiên. Cái này, làm sao có thể? Mà dĩ nhiên chuẩn bị tốt muốn bỏ mạng tại cái này băng long thủ hạ Thủy Nhược Hoa hai nữ, đợi một lát sau vẫn như cũ không đợi được Tử Kỳ tiến đến, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lấy cái kia như trụ trời chống trời hắc chảo lúc, cũng là bất giác ngơ ngác, hoàn toàn phản ứng không kịp. Cái này băng long không phải vô địch à, lúc trước liền Hắc Nghiêm Chí Tôn đều ngăn cản không tồn tại, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị đỡ được. Tiên sinh, ngươi, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, Thủy Nhược Hoa hai nữ tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Không có nhìn các nàng hai người liếc một chút, Trác Phàm chỉ là nhìn một bên Sở Khuynh Thành cái kia vẫn lạnh nhạt như cũng nghiêng dựa vào hắn đầu vai điềm tĩnh khuôn mặt về sau, không khỏi nở nụ cười hớn hở. Sau đó lại nhìn về phía đỉnh đầu cái kia vẫn là đang không ngừng dùng lực hướng phía dưới bắt băng long liếc một chút, sắc mặt bỗng dưng liền trầm xuống. Nhiệt xúc, người quấy rầy chúng ta thanh tĩnh. Lôi viêm quỷ trảo. Mắt trái bên trong, màu đen lôi viêm điên cuồng tuôn ra, cấp tốc bò lên trên cái kia màu đen long trảo. Mà cũng chính là tại thời khắc này, cái kia màu đen long trảo bỗng dưng liền tăng trưởng mấy lần, hóa vì một con khủng bố lôi viêm cự trảo. Đùng đùng sao không dứt thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, cuồn cuộn bạo liệt tử vong khí tức, bỗng dưng truyền khắp nơi này mỗi một góc. Mà cũng chính là ở trong nháy mắt này, không chỉ có là những cái kia trên diễn võ trường vẫn còn tồn tại các đệ tử, cho dù là Hắc Nghiêm Chí Tôn cùng Âu Dương Lăng Thiên hai cái này tuyệt thế cao thủ, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ sợ hãi. Đến mức vừa mới còn dương nanh múa vuốt đầu kia băng long, giờ này khắc này, tại cái kia màu đen lôi viêm khí tức khủng bố bên trong. Lại là lần đầu hiếm có lộ ra kinh khủng khuôn mặt, thậm chí ngay cả cái kia đầy người vụn băng thân rồng, đều tại dạng rỡ run rẩy không thôi. Oanh! Khủng bố sấm sét hắc chảo hung hăng bóp, cái kia băng long song chảo nhất thời một tiếng ầm vang vỡ thành đầy trời vụn băng,
mà lại cái kia vụn băng vừa muốn trở lại băng long trong thân thể, vô tận lôi viêm đã là trong nháy mắt đem cái kia vụn băng thiêu đốt hầu như không còn, biến mất không còn tăm tích. Thân thể ngăn không được địa run rẩy, cái kia băng long thật sợ hãi, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Hắn làm sao lại muốn đến, cái này yên tĩnh ngồi ở một bên, không nhúc nhích nam tử, thoạt nhìn là tốt như vậy khi dễ một người, trong thân thể tại sao có thể có kinh khủng như vậy năng lượng, liền hắn phong thiên chi lực đều phong ấn không. Long đuôi hơi hơi vung vẩy lấy, cái kia băng long run rẩy thân thể, không ngừng lui về phía sau lấy. Trên trời băng lãnh kiếm mang vẫn như cũ một đạo hướng hắn trên thân bắn tới, dung nhập trong thân thể của hắn, bổ sung hắn mất đi năng lượng, mà hắn song chảo, cũng tại cái này năng lượng bổ sung bên trong, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thế nhưng là Trác Phàm lại có thể để hắn dễ dàng như thế thì thu hoạch được cơ hội thở dốc. Dù sao đã xuất thủ, vậy liền một đám đến cùng. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Trác Phàm tâm niệm nhất động. Cái kia đạo lôi viêm cự trảo nhất thời thừa thắng xông lên, chỉ là trong nháy mắt, liền trong nháy mắt bắt lên cái kia băng đầu rồng, một tiếng ầm vang liền lại một lần bắt thành phấn vụn. Đồng dạng đến, tại vụn băng bay tán loạn bên trong, cái kia từ thiên địa lực lượng ngưng tụ thành bông tuyết, nhất thời tại lôi viêm uy lực kinh khủng dưới, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay sau đó, cái kia lôi viêm quỷ trảo theo băng đầu rồng, một đường hướng về phía trước nắm lấy, mà cái kia trên trăm trượng long thân thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ầm ầm vỡ vụn, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đã tại cái kia lôi chảo một đường hát vang tiến mạnh dưới, bỗng dưng tất cả đều vỡ nát thành bông tuyết, tiêu tán vô tung. Mà sau cùng tại cái kia băng long trong thân thể, cái kia lôi chảo vừa thu lại, lại là cầm ra cái hình người đồ vật trở lại Trác Phàm bên người, nhẹ nhàng buông lỏng, bịch một tiếng, người kia rơi trên mặt đất, lại chính là Diệp Lân không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, hắn tựa hồ vừa mới giải phong, đầu còn 10 phần mơ hồ, lảo đảo ngồi ngay ngắn mặt đất, thân thể có chút phù phiếm. Nhưng là hắn cũng biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, không khỏi chóng mặt địa lẩm bẩm nói, đa tạ, đại ca. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ta vẫn là so ra kém ngươi a. Đừng khách khí, lần sau cẩn thận một chút đi. Đem cái kia long chảo thu nhập thể nội, Trác Phàm không có nhìn Diệp Lân liếc một chút, vẫn như cũ bình tĩnh như thường, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Sở Khuynh Thành cũng là tựa ở hắn đầu vai, từ đầu đến cuối đều không có thức tỉnh. Tuy nhiên bọn họ nơi này mặt đất bởi vì vừa mới ồn ào, đã sụp đổ xuống, lộn xộn. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, Trác Phàm tại Sở Khuynh Thành bên người trông coi, lại là không để cho nàng cảm thấy một tia chấn động. Nhìn lấy đây hết thảy, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi tất cả đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Riêng là cái kia luôn luôn cao ngạo Âu Dương Trường Thanh, càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Trác Phàm chỗ đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, hắn mời đến trợ uy một cái thương đội quản sự, lại là một tuyệt thế cao thủ. Chí ít vừa mới một chiêu kia, đem phong thiên băng long trong nháy mắt bóp nát thần kỹ, coi là thật nhìn mà than thở. Phải biết, nắm giữ phong thiên đại đạo kề bên người băng long, không có có thần kiếm tương trợ, cho dù là phụ thân hắn, cũng chưa chắc có thể phong ấn con quái vật kia a. Thế nhưng là tiểu tử này, em gái ngươi, hắn là thần thánh phương nào a? Thượng quan Khinh Yên nhìn lấy hắn, cũng là dị sắc liên tục, đầy dẫy vẻ sùng kính. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành 10 ngón giữ chặt hai tay, còn có người ngọc kia tựa ở Trác Phàm đầu vai bình tĩnh khuôn mặt lúc, lại là thân thể lắc một cái, mừng rỡ sắc mặt không khỏi rơi xuống, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nữ nhân này, cùng hắn là quan hệ như thế nào? Vì sao hắn đối nàng càng như thế ôn nhu quan tâm, ta còn chưa thấy qua hắn bình tĩnh như vậy cùng người chung đụng. Cổ Nhất Phàm. Thế mà đúng lúc này, một tiếng nhẹ nhàng nỉ non lại là nhất thời tại nàng bên tai vang lên. Không khỏi giật mình, nàng đuổi vội vàng xoay người nhìn qua, lại là chính gặp Mộ Dung Tuyết nhíu mày, nhìn chằm chằm Trác Phàm chỗ đó không thả, trong mắt chớp động lên vẻ phức tạp. Không khỏi giật mình, Thượng quan Khinh Yên nhìn hai bên một chút không có người chú ý tới. Vội vàng hạ giọng, khẩn cấp hỏi, Tuyết tỷ, người có phải hay không nhìn lầm, sao có thể nhìn ra hắn là Cổ Nhất Phàm? Tuy nhiên hắn mang mặt nạ, nhưng là bên cạnh hắn đứa bé kia ta biết. Trong mắt tinh mang lóe lên, Mộ Dung Tuyết 10 phần xác định, mà lại hắn vừa mới chiêu kia bên trong màu đen lôi viêm ta cũng nhận biết, ta đã từng thấy qua. Đưa mắt toàn bộ đại lục, ngọn lửa màu đen cũng rất thưa thớt, tuyệt đối là hắn, sẽ không sai. Hung hăng nắm quyền đầu.
Thượng quan Khinh Yên gấp cắn chặt hàm răng, hơi hơi cúi thấp đầu, trên mặt tràn đầy vẻ chần chừ. Bây giờ cái này đáng đâm ngàn đao bị Tuyết tỷ nhận ra, cái kia giúp hắn như thế nào tròn đi qua đâu. Đáng chết, Tuyết tỷ luôn luôn cương trực công chính, nhận ra hắn nhất định sẽ lúc này bẩm báo cầm xuống, cái kia làm thế nào mới tốt. Gấp thẳng rậm chân, Thượng quan Khinh Yên nhìn xem Trác Phàm, vừa nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, có chút khó khăn. Tựa hồ nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, Mộ Dung Tuyết một mặt nghi ngờ nhìn lấy nàng, thấp giọng nói, Yên Nhi, ngươi sẽ không phải đã sớm biết hắn a? A, cái kia làm sao có thể, ta cũng là nghe các ngươi nói, ha ha. Da mặt bất giác co lại, Thượng quan Khinh Yên cố tự chấn định. Chậm rãi lắc đầu, Mộ Dung Tuyết yên lặng nhìn lấy nàng, nghiêm túc nói, Yên Nhi, ngươi nói ngươi không biết hắn. Cái kia vừa mới nhìn hắn gặp nạn, còn lộ ra vội vã như vậy chi sắc. Ngươi nói thật với ta, có phải hay không đã sớm biết hắn đến? Trên mặt một trận do dự, Thượng quan Khinh Yên không khỏi nhìn xem Mộ Dung Tuyết cái kia lạnh lùng mắt mang, gặp cũng không gạt được, không khỏi bất đắc dĩ gật gật đầu. Vậy ngươi còn giúp hắn giấu giếm? Ngươi có biết hay không, hắn là cỡ nào nguy hiểm một người? Tuyết tỷ, hắn nói, hắn đến nơi đây bất quá là vì cứu nhi tử mệnh, không biết đối với chúng ta bốn châu có uy hiếp. Hắn lời nói ngươi cũng tin tưởng. Ta đương nhiên tin tưởng, hắn giúp chúng ta đoạt lại Trùng Thiên Kiếm. Cổ cứng lên, Thượng quan Khinh Yên nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, một mặt vẻ kiên định, mà lại, ta gặp qua hắn đối hắn nhi tử tình nghĩa, hắn không biết cầm nhi tử làm lấy cớ, riêng là loại này việc quan hệ sinh mệnh lấy cớ. Thật sâu nhìn chằm chằm nàng, Mộ Dung Tuyết trong mắt khẽ run, khẽ cau mày, lại là bỗng dưng trầm mặc. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Khinh Yên trầm ngâm một chút, chặn lại nói, Tuyết tỷ, ta xin ngươi đừng vạch trần hắn, đem hắn giao ra, xin nhờ, hắn thật không phải cái người xấu. Hắn nếu không phải người xấu, thiên hạ liền không có người tốt. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Mộ Dung Tuyết từ chối cho ý kiến, sau đó dò xét nàng liếc một chút, vừa nhìn về phía nơi xa Trác Phàm, bất đắc dĩ thở dài, thực đi qua vừa mới hắn vừa ra tay, chỉ sợ không cần ta vạch trần, hắn cũng trở thành mọi người đích bắn. Hiện tại Hải Minh Tông, đoán chừng hội coi hắn là làm trọng điểm chăm sóc đối tượng, sớm muộn hắn hội lộ hãm. Vậy liền để hắn, nhiều đựng một hồi đi. Không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Thượng quan Khinh Yên quay đầu nhìn xem Trác Phàm chỗ đó, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Mộ Dung Tuyết gặp này, cũng là bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, lại là khẽ nhắm hai con ngươi, không ra tiếng. Trác Phàm chỗ đó, đem tất cả mọi thứ đều nhìn đến trong mắt, một gã hộ vệ lúc này hơi cúi thân thể, tại Trác Phàm bên tai nói nhỏ, tiên sinh, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã bị đẩy đến đèn chiếu dưới, lại khó che giấu thân hình. Ta biết. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía một bên điềm tĩnh Sở Khuynh Thành, lại là mỉm cười, bất quá. Đều là đáng giá, bao nhiêu năm, Khuynh Thành cần phải chưa từng giống như bây giờ, nhắm mắt tu dưỡng qua đi. Đây là ta thiếu nàng, thiếu nàng. Trong miệng thì thào lên tiếng, Trác Phàm hai con người có chút giật mình lo lắng, hộ vệ kia thấy một lần, trong lòng không sai, liền gật đầu một cái, lại lui về. Mà Thủy Nhược Hoa hai nữ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua Trác Phàm cái kia tràn đầy thâm tình hai con ngươi, lại là không khỏi có chút ngây người, tiên sinh, ngài cho chúng ta cảm giác rất quen thuộc a, không biết trước kia nhưng là từng gặp. Không có trả lời, Trác Phàm trầm mặc không nói. Bạch. Đúng lúc này, một bóng người lóe qua, lại chính là cái kia Hắc Nghiêm Chí Tôn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thật sâu nhìn một chút Trác Phàm về sau, Hắc Nghiêm Chí Tôn vội vàng đem trên mặt đất Diệp Lân đỡ dậy. Hướng Trác Phàm ôm ôm quyền nói, đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, không biết xưng hô như thế nào. Tiền gia quản sự, Tiền Phàm, cười nhạt một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Không khỏi khẽ giật mình, Hắc Nghiêm Chí Tôn bỗng dưng có chút sửng sốt, Tiền gia. Cũng là Bắc Châu. Đúng. Ừ, Bắc Châu thật đúng là gia nhân tài a. Không sai gật đầu, Hắc Nghiêm Chí Tôn lại thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút về sau, trong lòng một trận oán thầm. Hắn vẫn cho là Tây Châu gia Diệp Lân cùng Trác Phàm hai người mới, đã không được, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Bắc Châu cũng như thế địa linh nhân kiệt, ra như thế cái quái vật. Quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a. Cái thế giới này, muốn lật trời. Ngay sau đó, Hắc Nghiêm Chí Tôn xem kỹ một chút Diệp Lân suy yếu thân thể, vừa nhìn về phía Thủy Nhược Hoa nói, mang lên Khuynh Thành,
lão phu mang các ngươi trở về Liệu Thương. Chậm đã. Thủy Nhược Hoa nhìn thấy sư tôn có mệnh, vội vàng gật đầu một cái, liền muốn đi mang Sở Khuynh Thành rời đi, nhưng là Trác Phàm lại khoát khoát tay, ngăn cản bọn họ. Quay đầu nhìn một chút một mặt bình tĩnh Sở Khuynh Thành, hai con người còn chưa mở ra, Trác Phàm không khỏi đạm mạc lên tiếng, thụ thương là vị huynh đài này, tiền bối dẫn hắn trở về là đủ. Vị cô nương này cần là bình tĩnh tu dưỡng, thì đừng quấy rầy nàng, ngài vẫn là bận bịu chính ngài đi thôi, dù sao cái kia vị huynh đài đối với ngài tới nói mới càng trọng yếu, tuyệt đối đừng chậm trễ thương thế. Ách! Bất giác trì trệ, Hắc Nhiêm Chí Tôn nghe ra ý trong lời nói, rõ ràng cũng là tại châm chọc hắn lúc đó bảo vệ Diệp Lân mà từ bỏ người khác quyết định, bất giác cũng là bất đắc dĩ thở dài, không nói lời nào, lại liền ôm quyền, vịn Diệp Lân rời đi nơi này. Thủy Nhược Hoa hai người thì là sững sờ tại nguyên chỗ, các nàng muốn làm thế nào? Bạch! Đúng lúc này, lại là một đạo tiếng xé gió vang lên, Âu Dương Lăng Thiên bóng người cuối cùng rơi xuống diễn võ đài phía trên, một gặp chính mình nhi tử cái kia không quan trọng bộ dáng, lúc này liền muốn một bàn tay hô đi xuống, lại là đem cái kia Âu Dương Trường Thanh dọa đến một trận chạy trối chết, thất kinh. Nghịch tử, kém chút xông ra đại họa, người có biết hay không? Ta biết. Vừa mới mấy vị trưởng lão đã cùng ta nói qua. Ôm đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, Âu Dương Trường Thanh vội vàng đổi chủ đề, chỉ bầu trời nói, chỉ là ngươi bây giờ việc cấp bách, có phải hay không cần phải trước tiên đem này thiên địa thông đạo cho phong ấn, miễn cho thiên địa lực lượng tiếp tục tiết lộ. Ách, chuyện gì xảy ra, trên trời tại sao không có kiếm khí? Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Âu Dương Lăng Thiên giọng căm hận nói, thiên địa này thông đạo không dùng phong ấn, bởi vì đã tự động bổ tốt. À, thần kỳ như vậy, cái kia mới vừa rồi còn. Ngươi vẫn là không biết có phải hay không là, còn nói vừa mới trưởng lão đã nói rõ với ngươi. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Âu Dương Lăng Thiên hét lớn một tiếng, thằng nhãi con, ngươi nghe kỹ cho ta. Thiên địa lực lượng cần kíp nổ mới có thể rơi vào nhân gian, bị người khống chế bình thường mà nói tay ngươi quyết, cũng là kíp nổ. Mà thiên địa bạo động, là bởi vì kíp nổ biến thành hắn. Tựa như vừa mới. Đầu kia băng long cũng là kíp nổ, thiên địa lực lượng căn cứ. Nhưng là bây giờ, đầu kia băng long đã bị hủy đến không còn sót lại một chút cặn, kíp nổ tự nhiên không có. Thiên địa lực lượng sẽ không lại hạ phàm, thiên địa tự nhiên khôi phục bình thường. Không sai gật đầu, Âu Dương Trường Thanh cuối cùng minh bạch. Lúc này, một đạo suy yếu lại kiên định lạ thường thanh âm lại là nhất thời vang vọng tại tất cả mọi người mà thôi trước, Âu Dương Trường Thanh, lần sau tái chiến. Chuyển mắt nhìn đi, đã thấy người kia không là người khác, chính là bị Hắc Nhiêm Chí Tôn nâng Diệp Lân không thể nghi ngờ. Hừ, đánh thì đánh, lần sau ta dùng một loại kiếm quyết, như cũ thắng ngươi. Nói cho ngươi, bốn châu vị thứ nhất tử, sớm muộn là bổn công tử, ha ha ha. Đụng, thế mà, hắn tiếng cười còn chưa rơi xuống, Âu Dương Lăng Thiên đã là nhìn không được tại hắn cái ót hung hăng vỗ, tái chiến cái rắm. Còn ngại cho lão tử đâm rắc rối đâm đến không đủ lớn đúng hay không? Lại nói, thế hệ trẻ tuổi tránh thức bốn châu đệ nhất, không đã quyết ra a? Nói, Âu Dương Lăng Thiên nhãn bên trong tinh mang lóe lên, chậm rãi chuyển hướng Trác Phàm cái kia bình tĩnh bóng người. Mọi người nhìn thấy, cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ đó, trong lòng nhất thời không sai hết thảy. Có lẽ người này, cũng không chỉ bốn châu đệ nhất đơn giản như vậy, cũng nói không chừng đấy chứ. Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm cái hướng kia, Âu Dương Trường Thanh trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, tuy nhiên cũng ý thức được đối phương cường đại, nhưng miệng phía trên vẫn như cũ có chút không phục, thì thào lên tiếng, không có chính thức so qua, ai biết đến lúc đó ai thắng ai thua. Còn dùng chính thức so a, chỉ là vừa mới cái kia một chút, liền có thể nhìn ra giữa các ngươi chênh lệch đủ lớn. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Âu Dương Lăng Thiên lại ngược lại nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt tinh mang rạng rỡ. Một mặt nghiêm túc nói, phải biết, vừa mới cái kia băng long lực lượng, xem như ngươi cùng cái kia Tây Châu đệ tử hợp lực tạo ra quái vật, tương đương với hai người các ngươi liên thủ ra oai. Lấy một địch hai, người ta có thể tùy tiện ngăn lại, ngươi cùng hắn chênh lệch không thể đạo lý mà tính toán. Công lực của hắn làm mạnh ngươi gấp 5 lần trở lên, mà lại. Ngữ khí bất giác hơi chậm lại, Âu Dương Lăng Thiên nói đến đây, sắc mặt không khỏi càng thêm ngưng trọng tiếp theo, lại là cũng không tiếp tục nói. Âu Dương Trường Thanh gặp này, bất giác một trận kỳ quái, mà lại cái gì? Mà lại đầu kia băng long lực lượng mạnh nhất là ngươi phong thiên kiếm quyết, nhưng hắn có thể dễ dàng như thế giải quyết,
chính nói rõ hắn lực lượng cùng lực lượng ngươi tương khắc, thậm chí là áp chế, ngươi như cùng hắn đọ sức thế nhưng là cùng cái kia Tây Châu đệ tử đầu tiên đọ sức khác biệt, căn bản không có nửa phần ưu thế có thể nói, căn bản thắng không. Lúc này, một bên Mộ Dung Tuyết nhấc chân tiến lên một bước, nhất thời đón lấy Âu Dương Lăng Thiên còn chưa nói hết lời nói. Nhìn chằm chằm cha mình, trong mắt tràn đầy hỏi thăm. Thật sâu nhìn Mộ Dung Tuyết liếc một chút, Âu Dương Lăng Thiên tán thưởng gật đầu, Tuyết Nhi sở thuyết không tệ, đúng là như thế. Chỉ là lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kiếm kiếm quyết bị khắc chế tình huống phát sinh, cho dù là bất bại kiếm tôn bá thiên kiếm đạo, cũng không có dạng này lực lượng, nhưng là tiểu tử này. T, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Ánh mắt hơi hơi suýt híp mắt một chút, Âu Dương Lăng Thiên hung hăng nhìn chằm chằm nơi xa Trác Phàm không thả, trong mắt đều là nghi hoặc. Bọn người người gặp, cũng là một mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, suy đoán nhân vật thần bí này lai lịch. Chí ít không phải là giống chính hắn chỗ nói, một cái thương nhân tiểu quản sự mà thôi. Mộ Dung Tuyết thì ở một bên nhìn lấy, thực hiện cùng Thượng Quan Khinh Yên ước định, không có vạch trần. Nhưng là giờ này khắc này, hắn nói cùng không nói cũng không khẩn yếu, bởi vì Trác Phàm đã triệt để bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt, đèn chiếu toàn bộ đánh ở trên người hắn, muốn lui là lui không. Mà Hải Minh Tông cũng sẽ không mặc cho một cái nguy hiểm như thế thần bí nhân vật lẫn vào trong tông, không quan tâm. Tất cả mọi người như thế nhìn chằm chằm hắn, không nhúc nhích, giống như đang quan sát một cái hy hữu động vật giống như. Mà Trác Phàm cũng như chuyện gì đều không phát sinh giống như, cứ như vậy ngồi yên ở đó, bên cạnh người ngọc bất động, hắn liền bất động, miễn cho quấy rầy người ngọc tu dưỡng. Tại hạ Hải Minh Tông Âu Dương Lăng Thiên, không biết tiên sinh là ai, đến từ chỗ nào. Đến ta Hải Minh Tông có gì muốn làm? Trầm ngâm một chút, cũng tỉ mỉ quan sát kỹ một trận, chỉ thấy Trác Phàm như thế lộn xộn tràng diện phía dưới y nguyên bình tĩnh tự nhiên, khí độ phi phàm, nhất định không phải hạng người bình thường. Âu Dương Lăng Thiên cuối cùng chậm rãi tiến lên, đi vào Trác Phàm chỗ đó. Tuy nhiên đối mặt là một cái nhìn qua thần chiếu cảnh tu giả, nhưng theo vừa mới Trác Phàm một chiêu kia, hắn cũng không dám coi như không quan trọng, cung kính liền ôm quyền, đạm mạc lên tiếng. Trong lòng bất giác run lên, mọi người thấy đây hết thảy, tất cả đều là sắc mặt nghiêm một chút. Riêng là Âu Dương Trường Thanh, càng là khó có thể tin, bỗng dưng mở to hai mắt. Cha mình, đường đường Bắc Châu đệ nhất cao thủ, thế mà lại đối một tên tiểu bối, thi ngang hàng chi lễ, hơn nữa còn như thế lễ đãi, có thể thấy tại vị này Bắc Châu đệ nhất nhân trong lòng, đối Trác Phàm coi trọng, đúng là không chút nào tại còn lại các châu trưởng sự người phía dưới. Đơn giản là Trác Phàm vừa mới cái kia một cái kinh hãi thiên long chảo. Dù sao, đây chính là đem không gì địch nổi phong thiên kiếm nói trong nháy mắt phá hủy một chiêu, nói trắng ra cũng là phong thiên kiếm khắc tinh. Cái này lại làm sao có thể không cho hắn cái này phong thiên kiếm cầm kiếm người, trong lòng càng thêm coi trọng. Tuy nói người này thực lực cùng hắn cách xa nhau rất xa, nhưng chiêu số lại lệnh hắn hoảng sợ, không dám tùy tiện đãi chi. Dương mắt nhẹ liếc một cái hắn. Trác Phàm biết trải qua chuyện này, chính mình lại cũng khó có thể che giấu thân hình, cũng liền không lại như vậy câu nệ, trái lại khôi phục bản tâm, tùy ý mà làm. Nhìn thấy vị này Bắc Châu tiền bối, cũng không đứng dậy hành lễ, thì như thế ngồi an tĩnh, đạm mạc lên tiếng, Âu Dương tiền bối minh giám, tại hạ tiền ra một quản sự mà thôi, tới đây vì quý tông vận chuyển vật tư, tạm thời lưu này nghỉ chân, chỉ thế thôi. Tiền ra quản sự, ha ha ha. Tiên sinh cầm lão phu làm ba tuổi trẻ em sao? Tiền gia nội tình chúng ta rõ rõ ràng ràng, cũng sẽ không ra tiên sinh dạng này người tài ba. Mỉm cười lấy lắc đầu, Âu Dương Lăng Thiên từ chối cho ý kiến, tiên sinh không muốn tỏ rõ chân tình, tại hạ vốn không liền ép hỏi. Nhưng trước mắt chuyện quá khẩn cấp, giống tiên sinh người như vậy đột nhiên xuất hiện nơi đây, coi là thật làm cho bọn ta một trận sợ hãi. Không khỏi chỗ sơ suất, không thể nói được còn muốn ủy khuất tiên sinh. Nếu có cái gì chỗ đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Vừa dứt lời, Âu Dương Lăng Thiên đã là sắc mặt lạnh lẽo, cho bên cạnh những lão giả kia đánh cái ánh mắt. Lập tức minh bạch hắn ý tứ, một đám quy nguyên cảnh cao thủ, đủ có vài chục người nhiều, lập tức cùng nhau đi vào Trác Phàm trước mặt, đem một hàng thương đội người trở vây ở bên trong, nước chảy không lọt. Thấy tình cảnh này, thương đội mọi người bất giác sắc mặt siết chặt. Cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, chờ lấy hắn phân phó. Thượng quan Khinh Yên cũng là không khỏi giật mình, song quyền nhẫn không có ở đây ở ngực nắm lấy, chau mày, một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi bên trong.
Mộ Dung Tuyết thấy được nàng như thế bộ dáng, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, còn lại những cái kia Tây Châu đệ tử cùng Hải Minh Tông các đệ tử, thì là kinh ngạc nhìn đây hết thảy, chờ đợi sự tình phát triển. Riêng là cái kia Thủy Nhược Hoa hai nữ, càng là triệt để che kín, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, trong mắt đều là mê vẻ nghi hoặc. Làm sao vị tiên sinh này một trận công phu, thì biến thành phần tử nguy hiểm, muốn bị bắt lên đâu? Hắn đến tột cùng ai vậy? Vẫn không có bất kỳ động tác gì, Trác Phàm cảm thụ lấy đầu vai phần kia ấm áp, khóe miệng xẹt qua lạnh nhạt đường cong, lại là hoàn toàn không có đem những này người để vào mắt. Dương mắt khẽ liếc Âu Dương Lăng Thiên liếc một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, Âu Dương tiền bối, có thể hay không lại cho ta chút thời gian, nhưng ta ở chỗ này, lại cẩn thận ngồi một chút. Lại cẩn thận ngồi một chút, ngươi muốn làm gì, mi mắt lắc một cái, Âu Dương Lăng Thiên không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn chung quanh một chút, lại là căn bản nhìn không ra Trác Phàm đang đùa cái gì nhiều kiểu. Thản nhiên cười, Trác Phàm sâu kín lắc lắc đầu, Âu Dương tiền bối không cần hồ nghi, tại hạ liền muốn tại cái này ngồi một chút, không có gì khác mục đích. Lại nói, đi qua vừa mới cái kia băng long một trận ồn ào, cái này phế tích phía dưới, băng tuyết trắng như tuyết trời chiều chi cảnh. Ngược lại là rất không tệ phong cảnh. Thưởng phong cảnh. Mi mắt nhìn không được nhảy nhót, Âu Dương Lăng Thiên hồi bài nhìn bốn phía một cái đổ nát thê lương, phong sương mưa tuyết, lại là vừa nhìn về phía Trác Phàm cái kia vạch lên thần bí mỉm cười đường cong, trong nháy mắt mơ hồ. Tên này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, muốn bị tóm lên đến, thế mà không có kinh khủng, không có bối rối, không khiếp đảm, không có nổi giận, lại còn có tâm tư thưởng phong cảnh, hắn trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì? Thật sâu nhìn lấy cái kia ưng dưới mặt, sâu không thấy đáy song đồng, Âu Dương Lăng Thiên lại là ngột đến sửng sốt, trong mắt chỉ có vô tận nghi hoặc. Trác Phàm yêu cầu, để hắn làm sao cũng không hiểu rõ. Người chung quanh nhìn đến Âu Dương Lăng Thiên nhất cắm thẳng có quyết định, liền cũng không biết như thế nào hành sự. Bỗng dưng, tất cả mọi người ngốc như vậy lăng lăng vây quanh ở Trác Phàm bên người mọi người, nhìn lấy cái kia khoan thai sắc mặt, xa xa nhìn chằm chằm nơi xa mặt trời lặn. Lại là không biết nên làm thế nào cho phải. Nói thật, nhiều năm như vậy bọn họ những lão gia hỏa này cũng được chứng kiến đủ loại đối thủ, lại giảo hoạt hồ ly cũng đấu thắng, nhưng giống Trác Phàm dạng này như thế kỳ hoa, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Anh! Bỗng nhiên, một tiếng ươm vang lên, Sở Khuynh Thành hơi hơi run run mí mắt, cuối cùng chậm rãi mở ra cái kia long lanh hai con ngươi, tuy nhiên so lúc trước sáng ngời rất nhiều. Nhưng vẫn còn có chút vô thần, chậm rãi theo Trác Phàm đầu vai rời đi. Khuynh Thành tỉnh. Thấy tình cảnh này, Thủy Nhược Hoa không khỏi hai mắt tỏa sáng, kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Bao nhiêu năm, nàng còn không có bình tĩnh như vậy địa nghỉ ngơi qua, không nghĩ tới tại cái này ồn ào chi địa, nàng lại ngủ thời gian dài như vậy, cũng xem như kỳ tích. Nói, Thủy Nhược Hoa trong mắt bất giác chảy ra nước mắt mang. Trác Phàm thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút. Cũng là khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Lăng Thiên đạo, Âu Dương tiền bối, chúng ta đi thôi. Thủy cô nương, Sở cô nương thì giao ngươi chiếu cố. Chẳng lẽ nói, vừa mới ngươi một mực không động thân, là sợ quấy rầy nàng. Trong lòng bất giác run lên, Âu Dương Lăng Thiên chăm chú mà nhìn xem Trác Phàm cái kia giếng cổ không gợn sóng sắc mặt, lại là chợt minh bạch cái gì, hơi hơi gật gật đầu, thì ra là thế, lão phu minh bạch. Tiên sinh, mời đi. Nói, Âu Dương Lăng Thiên vung tay lên, mấy tên lão giả đã là bỗng dưng đi vào Trác Phàm bên người, chuẩn bị đem hắn áp đi. Mà Trác Phàm cũng không phản kháng, thẳng đem Sở Khuynh Thành giao cho Thủy Nhược Hoa trên tay, liền muốn quay người rời đi, trong mắt tràn đầy rạng rỡ tinh mang. Khuynh Thành, người yên tâm, chờ lần này đem tiểu tam tử cứu, ta liền trở về mang ngươi rời đi, một thế này cũng sẽ không lại buông ra ngươi tay. 3. Thế mà, còn không đợi hắn rời đi mấy bước. Một tiếng vang nhỏ lại là đột nhiên phát ra. Sở Khuynh Thành cái kia như ngọc bàn tay lại là chẳng biết lúc nào, bỗng dưng duỗi ra, như kìm sắt chăm chú lôi kéo Trác Phàm bàn tay không thả. Trong lòng bất giác lắc một cái, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, trong mắt mang theo một tia hy vọng. Chẳng lẽ nói, Khuynh Thành khôi phục. Thế mà, tiếc nuối là, hắn nhìn đến giai nhân ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ, không có nửa phần thần thái thoáng hiện. Chỉ bất quá cái tay kia lại dường như nắm lấy sinh mệnh bên trong cực kỳ trọng yếu đồ vật chuyển, càng ngày càng gấp, vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. Mặc kệ Thủy Nhược Hoa nghĩ như thế nào kéo ra, hai người bàn tay như là lớn lên cùng một chỗ, thế nào đều không thể tách rời.
Điều này không khỏi làm Thủy Nhược Hoa trên mặt một trận xấu hổ, không biết như thế nào mới tốt, đồng thời trong lòng nghi ngờ, hôm nay Khuynh Thành là làm sao? Chỉ có Trác Phàm dường như đã minh bạch hết thảy, Sở Khuynh Thành một chảo này, cũng không phải là nàng khôi phục tâm trí, chỉ là bản năng gây nên thôi. Bất cứ lúc nào chỗ nào, cho dù tâm trí mất, trí nhớ không, thế nhưng phần cảm giác là sẽ không thay đổi. Giờ này khắc này Sở Khuynh Thành, cũng là tại bằng cảm giác, tìm kiếm lấy Trác Phàm. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trong lòng bất giác lại là đau xót, ngược lại nhìn về phía Âu Dương Lăng Thiên, kiên định nói, Âu Dương tiền bối, mặc kệ ngươi muốn đem tại hạ mang đi chỗ nào, có thể mang lên vị cô nương này sao? Có thể, chỉ cần Tây Châu người không ngại liền tốt. Thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, cũng minh bạch nàng tình huống, coi như đi theo Trác Phàm bên người, cũng giúp không hắn cái gì. Mà nhìn đến hai người cái kia mười ngón giữ chặt bàn tay, cùng lúc trước đủ loại hết thảy, Âu Dương Lăng Thiên cũng đại khái đoán được hai người quan hệ, liền giúp người hoàn thành ước vọng, đạm mạc gật gật đầu. Hiện tại còn không biết Trác Phàm là bạn là địch, thân phận bối cảnh, xuất từ nơi nào, Âu Dương Lăng Thiên làm việc lão luyện, đương nhiên sẽ không tùy tiện trách móc nặng nề. Nghe được lời này, Trác Phàm cũng là hài lòng gật đầu, hướng hắn cười cười, sau đó vừa nhìn về phía Thủy Nhược Hoa chỗ đó, trong mắt mang theo chờ đợi. Minh bạch hắn ý tứ, lại nhìn thấy Sở Khuynh Thành cùng nam tử này như thế không muốn, cần phải giao tình không ít. Đem Khuynh Thành giao cho hắn, có lẽ đối bệnh tình rất có ích lợi. Sau đó nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu, buông ra lôi kéo Sở Khuynh Thành hai tay. Mà cũng ngay một khắc này, Sở Khuynh Thành khóe miệng không lý do địa nhếch lên một cái bí ẩn đường cong, cuối cùng đi vào Trác Phàm bên người, nắm lấy hắn tay cũng càng gấp rất nhiều. Ngay sau đó, tại Hải Minh Tông một hàng tông môn trưởng lão áp giải dưới, Trác Phàm cùng một đám thương đội bị toàn bộ mang đi, trọng điểm giám sát lên, cùng ngồi tù không có gì khác nhau. Một bên nhìn lấy đây hết thảy Thượng Quan Khinh Yên, lại là một mặt lo âu nhìn lấy Trác Phàm rời đi, một phương diện trong mắt lại tràn ngập nồng đậm hồ nghi. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Trác Phàm, như thế cẩn thận quan tâm địa đối một nữ nhân, thậm chí nàng tại ngủ yên lúc, đều mảy may không cho nàng bị quấy rầy. Chỉ là nữ nhân kia, đến tột cùng là ai a? Thủy sư muội, vừa mới chuyện gì xảy ra, người kia là ai, vì sao ngươi đem Khuynh Thành sư muội giao cho hắn? Ta cũng không biết thân phận của hắn, chỉ biết hắn tựa hồ cùng Khuynh Thành tương đối quen biết, Khuynh Thành ở trước mặt hắn, mới sẽ biến bình tĩnh. Ta cảm thấy để Khuynh Thành ở bên cạnh hắn, khả năng đối bệnh tình có chỗ tốt. Lúc này, Vũ Thanh Thu nhìn đến vừa mới tình cảnh, vội vàng hướng Thủy Nhược Hoa nghe ngóng, nhưng Thủy Nhược Hoa cũng là bằng cảm giác đi, cũng không có đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nghe đến cái này, một bên Viêm Ma bất giác rên lên một tiếng, ngươi làm sao hồ đồ như vậy, người kia không biết ngọn ngành, hiện tại lại bị Hải Minh Tông nhìn quản, người đem Sở Khuynh Thành giao cho hắn. Vạn nhất đến lúc cái kia Sở Khuynh Thành làm con tin làm sao bây giờ? Hiện tại là Hải Minh Tông địa bàn, chúng ta cứu hay là không cứu? Người ta cũng sẽ không bởi vì ngươi một cái Tây Châu đệ tử, cùng người kia đạt thành điều kiện gì. Khuynh Thành nhất định phải cùng hắn, ta có biện pháp nào? Ngươi cũng không phải là không thấy được, vừa mới trừ phi đem tay nàng chặt, nếu không nàng là không biết buông tay. Nàng hiện tại mất trái tim trí, tự nhiên cố tình gây sự. Chẳng lẽ ngươi cũng không tâm trí sao? Ngươi, Viêm Ma cùng Thủy Nhược Hoa một trận nhao nhao, Vũ Thanh Thu lại là trao mày, suy nghĩ lấy hết thảy, trầm ngâm một chút, lúc này đi hướng Âu Dương Lăng trời ơi bên trong, liền ôm quyền nói, Âu Dương tiền bối, vừa mới ta cái kia đến bị điên sư muội theo cái kia không rõ nội tình người đi, đến lúc đó còn xin tiền bối nhiều quan tâm, không cần thiết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để hắn. Ngươi không cần nhiều lời, ta minh bạch ý tứ. Chỉ là ngươi yên tâm, người kia đối sư muội của ngươi, không có bất kỳ cái gì ác ý. Chậm rãi khoát khoát tay, Âu Dương Lăng Thiên trong nháy mắt đánh gãy hắn lời nói. Không khỏi sững sờ, Vũ Thanh Thu ánh mắt lộ ra nghi hoặc, tiền bối, ngài làm sao xác định như vậy? Người kia vừa mới đối làm sư muội tình cảm rõ như ban ngày, làm sư muội đối với hắn cũng ỷ lại đầy đủ, phần nhân tình này là không biết gạt người. Bất giác mỉm cười cười một tiếng. Âu Dương Lăng Thiên từ chối cho ý kiến, lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm, là không biết nhìn nhầm. Làm sư muội tại bên cạnh người kia, hẳn là tuyệt đối an toàn, người yên tâm tốt, ha ha ha. Không khỏi cười lớn một tiếng, Âu Dương Lăng Thiên hung hăng vỗ vỗ hắn đầu vai, thẳng rời đi,
chỉ lưu hắn một người tại nguyên chỗ âm thầm suy tư, trong mắt tinh quang cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Ngay sau đó, Âu Dương Lăng ngày qua đến hắn nhi tử bên người, lại là sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, một bàn tay hung hăng nâng lên, liền muốn vỗ xuống, Âu Dương Trường Thanh thấy một lần, nhất thời co rụt lại đầu, câm như hến ngồi xổm xuống. Nhìn lấy chính mình cái này cả ngày gây chuyện thị phi nghịch tử, Âu Dương Lăng Thiên hung hăng cắn răng, sau cùng một trưởng này lại là bỗng dưng thất bại, mắng to lên tiếng, thằng nhãi con, hôm nay ngươi có biết hay không xông bao lớn hỏa. Không chỉ là những thứ này bị phong ấn trọng thương đệ tử, một hồi muốn nhấc vào phong thiên các, từng cái giải phong. Mấu chốt là cái này phong thiên kiếm một khi rời đi phong thiên các, tông môn kết giới liền sẽ đại yếu. Đến lúc đó cái kia bất bại kiếm tôn thừa cơ đánh tới làm sao bây giờ? Nếu là tông môn có sai lầm, người chính là thiên cổ tội nhân. Hôm nay lão tử nhất định phải lập tức trước tiên đem kiếm thả trở lại, lại hướng tông chủ bẩm báo tiền kia quản sự sự tình. Người hôm nay việc này trước hết ghi lại, chờ hết thảy đều bình tĩnh về sau, lão tử lại thu thập ngươi, hừ. Hung hăng phất ống tay áo một cái, Âu Dương Lăng Thiên nhất thời một bước chân, trong nháy mắt bay đi. Chỉ để lại cái kia Âu Dương Trường Thanh, một mặt ủy khuất ánh mắt. Nhìn lấy lão cha rời đi bóng lưng, hung hăng méo miệng. Trong lòng thầm nghĩ, cái kia hy vọng cái thế giới này vĩnh viễn không bình tĩnh a, lão cha có việc làm, liền sẽ không tìm ta thu được về tính sổ sách. Cái này Âu Dương Trường Thanh a. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Mộ Dung Tuyết không khỏi cười khổ một tiếng, ngược lại nhìn về phía một bên thượng quan Khinh Yên, Yên Nhi, ngươi nói hắn làm sao lại không giải điểm. Ách, Yên Nhi. Thế nhưng là, chẳng biết lúc nào thượng quan Khinh Yên bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà một phương diện khác, Phú Thanh Thu được đến Âu Dương Lăng Thiên chuẩn xác trả lời chắc chắn, liền trấn an một chút Viêm Ma, Thủy Nhược Hoa bọn người tâm, liền ai đi đường nấy. Nhưng là gần trước khi đi, Phú Thanh Thu lại là tâm tư nặng nề, trong đầu không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Thủy Nhược Hoa thì là rời đi cái kia diễn võ trường về sau, còn đi chưa được mấy bước, trước mặt lại là nhất thời xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Làm nàng bất giác sững sờ, tiểu thư, ngươi là Đông Châu, thượng quan Khinh Yên, xinh đẹp nho nhã liền ôm quyền, thượng quan Khinh Yên hướng Thủy Nhược Hoa làm một lễ thật sâu. Trong mắt chớp động lên nghi hoặc, Thủy Nhược Hoa một mặt không hiểu, thượng quan tiểu thư, thất kính, chỉ là ngươi đột nhiên ngăn lại ta đường đi, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Ta muốn biết, vừa mới cái cô nương kia tất cả mọi thứ, không rõ chi tiết, ngươi có thể nói cho ta biết không? Cầu ngươi, thật sâu nhìn lấy Thủy Nhược Hoa hai con ngươi, thượng quan Khinh Yên mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết. Mi mắt khẽ run, Thủy Nhược Hoa bất giác giật mình, trong mắt cũng là phủ đầy vẻ kỳ dị. Vì sao nàng sẽ đối với Khuynh Thành sự tình, cảm thấy hứng thú như vậy? Nhưng là nhìn lấy nàng cái kia gấp không thể chờ ánh mắt, Thủy Nhược Hoa suy nghĩ một chút, lại hơi hơi gật gật đầu, xem như đồng ý. Nửa canh giờ về sau, mặt trời lặn phía tây, trên ánh trăng ngô đồng. Đã là màn đêm buông xuống thời khắc. Hưu một tiếng, một đạo lưu quang chợt hiện, thượng thiên ở trên đảo, tối đỉnh phong một gian rộng thùng thình lầu các phía trên, núi liền đất trời, trắng như tuyết mây trắng thỉnh thoảng lướt qua, rất nhiều tiên cung quỳnh lâu thái độ. Một cái lắc mình, Âu Dương Lăng Thiên bóng người nhất thời xuất hiện tại cái này địa phương. Nhìn về phía trước, đã thấy lầu các lớn nhất vị trí trung tâm, trưng bày một cái cao 2 mét, đường kính nửa mét đồng đài. Từng đạo quỷ dị ký hiệu, tại đồng đài phụ cận điêu khắc, phát ra rạng rỡ ánh sáng. Thật sâu hít một hơi, Âu Dương Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc, trong tay phong thiên kiếm quét ngang, hai tay đụng tới, thì đối với cái kia đài cao xa xa cung kính bái hạ, đệ tử Âu Dương Lăng Thiên, mượn bản tông phong thiên thần kiếm dùng một lát, nay này trả lại, nhìn bốn vị cung phụng mở ra kết giới, khiến thần kiếm quy vị. Ha ha ha, lần này ngược lại là còn phải lưu loát. Bỗng dưng toàn bộ thông thiên các bên trong, phát ra một tiếng già nua cười khẽ, ngay sau đó, bốn đạo hoa lão đầu râu bạc, liền thăm thẳm xuất hiện tại cái kia đồng trụ bốn phía, nhìn về phía Âu Dương Lăng Thiên, cười nói, Lăng Thiên, hôm nay ngươi mượn kiếm, nói là trong tông ra tính mệnh nguy hiểm đại sự, chúng ta cũng không nhiều hỏi, thì cho mượn đi, dù sao thời gian cấp bách. Hiện tại ngươi đến đây trả lại kiếm, dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết lý do chứ. Sắc mặt không khỏi một thẹn đỏ mặt. Âu Dương Lăng Thiên bất giác bất đắc dĩ lắc đầu, ra môn bất hạnh a, nghịch tử gặp rắc rối, suýt nữa tạo thành đại nạn. Một trận thở dài, Âu Dương Lăng Thiên tướng chân tướng nói một lần. Cái kia bốn vị lão giả nghe xong,
sắc mặt cũng không thấy hơi hơi nặng nề. Trường Thanh đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, vốn là mầm mống tốt, đáng tiếc thích làm lớn thích công to, tâm tính không chừng. Thực lực càng mạnh, mầm tai vạ càng lớn. Lăng Thiên, hắn là ngươi nhi tử, ngươi làm cực kỳ dạy bảo mới tốt. Mặc kệ hắn sau này thành thì như thế ấy, nếu là đi đến chính đạo, nhất định tông môn đại hạnh. Nếu là đi đường tà đạo, cũng là thế gian di độc, không thể dung túng. Cẩn tuân bốn vị cung phụng chỉ giáo, Lăng Thiên minh bạch. Thật sâu cúi đầu, Âu Dương Lăng Thiên đã thẹn vừa thẹn, bốn người gặp này, cũng là khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ấn quyết trong tay cùng nhau vừa bấm, nhưng ngửi ông một tiếng vang nhỏ, cái kia đồng trụ bốn phía một trận không gian ba động, đã là mở ra tứ phương kết giới. Một vị lão giả vung tay khẽ vẫy, Âu Dương Lăng Thiên thủ phía trên phong thiên kiếm liền nhất thời lăng không bay lên, rơi xuống cái kia đồng trụ trên không nửa mét chỗ, thăm thẳm phiêu đãng. Mà những lão giả kia cũng là trong tay lại một biến quyết, lại là một trận không gian ba động về sau, chung quanh kết giới lần nữa khép lại. Nhưng thì ở trong nháy mắt này, hoa một chút, phong thiên kiếm lại là hào quang tỏa sáng, từng trận băng lãnh thấu xương u lam quang mang, một địa tỏa hào quang mạnh. Chỉ bất quá, có kết giới khống chế, cái kia quang hoa lại là không có phát tán đi ra, mà là tại giây lát công phu, liền bị dưới thân đồng trụ trong nháy mắt hấp thu. Cùng lúc đó, cả cái tông môn kết giới cũng là hơi chấn động một chút, hiện ra từng đạo băng lãnh ánh sáng màu lam, tà mị mà quỷ dị. Thấy tình cảnh này, cái kia bốn tên lão giả khẽ gật đầu tốt, cứ như vậy, tông môn kết giới không việc gì, xem như lại an toàn. Cho dù là cái kia bất bại kiếm tôn đích thân đến, cũng không phải tốt như vậy dễ dàng tiến đến, ha ha ha. Không sai, bốn vị cung phụng, Lăng Thiên còn có chuyện quan trọng cùng tông chủ thương lượng, như vậy trước cáo từ. Khẽ gật đầu, Âu Dương Lăng Thiên lần nữa thật sâu cúi đầu. Bốn người hơi gật đầu, hướng hắn phất phất tay, xem như đồng ý. Hắn liền cung kính từng bước lui lại, sau đó một bước chân, hướng nơi khác bay đi. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có phát hiện là, ngay tại cái này phong thiên trong các, trừ bọn họ năm người bên ngoài, còn có một đạo bóng hình xinh đẹp ẩn tàng một bên, ngó nhìn nơi này tất cả mọi thứ, trong mắt giống như rắn độc để đó tinh mang. Khó trách nơi này trọng yếu như vậy phong thiên các, lại không một người trông coi, nguyên lai đúng là để Bắc Châu mạnh nhất thủ kiếm giả, Tuyết Phong tứ lão chăm sóc a. Một cái che trời trụ lớn bóng mở tiếp theo trận nhúc nhích, Bách Lý Ngự Vũ bóng người nhất thời xuất hiện tại cái kia trong bóng tối, nhìn lấy đồng trụ bên cạnh bốn cái ngồi ngay ngắn cùng một chỗ lão giả, mí mắt bất giác hơi hơi động động, mặt hiện ngượng nghịu, cái này bốn cái lão gia hỏa liên thủ, nhưng là tương đương với kiếm vương thực lực, không tại Âu Dương Lăng trời phía dưới. Muốn theo trong tay bọn họ đoạt kiếm cũng không dễ dàng. Lại giả thuyết, một khi chiến lên, tất nhiên là bền bỉ chi chiến, dẫn tới người khác cùng một chỗ vây công, nhưng là phiền phức. Nên làm cái gì bây giờ? Trong bóng tối, nhìn chằm chằm cái kia bốn cái lão giả kia không thả, Bách Lý Ngự Vũ trong lòng một trận do dự. Tuy nói Trác Phàm để cho nàng tối nay cướp kiếm, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, tại Hải Minh Tông cái này Bắc Châu đệ nhất tông môn cướp kiếm. Quả nhiên không phải cái gì chuyện dễ dàng. Thì liền nàng cái này cửu kiếm vương, cũng không dám tùy tiện động thủ. Đáng chết, muốn làm sao, dùng đầu óc không phải ta cường hạng A. Mi mắt một mực nhíu lại, Bách Lý Ngự Vũ do dự nửa ngày, lại vẫn không có biện pháp, chỉ là trong lòng lại là một lén nói thầm lấy. Muốn là tiểu tử kia gặp phải loại cục diện này, nên xử lý như thế nào đâu. Nhìn hắn ngày bình thường luôn luôn bày mưu tính kế bộ dáng. Loại sự tình này hẳn là cũng không nói chơi đi. Làm sao ta thì cái gì cũng không nghĩ đến đâu. Mày ngài ở giữa đã vặn thành một cái vấn đề, Bách Lý Ngự Vũ do dự không ngừng, thế nhưng là mặc nàng minh tư khổ tưởng, vẫn không có cái gì biện pháp giải quyết. Giờ này khắc này, kiếm tại trong kết giới, lấy phong thiên kiếm lực lượng, một khi cùng kết giới tương hợp, cho dù là nàng kiếm vương thực lực cũng phá không thể. Huống chi, còn có bốn cái mạnh nhất lão đầu ở nơi đó trông coi. Chính hầu như là công phòng cực hạn, hoàn mỹ vô khuyết, dạng này tường đồng vách sắt, nàng lại nên như thế nào công phá? Nếu không, đi về hỏi hỏi tiểu tử kia ý kiến. Hai mắt Châu khoảng trừng chuyển, Bách Lý Ngự Vũ không thể phỏng đoán, nhưng rất nhanh vừa hung ác lắc đầu, phủ định chính mình dự định. Không nên, nói tốt là tối nay cướp kiếm, nếu là cướp không quay về, còn muốn cầu trợ với hắn, chẳng phải là để hắn chế giễu. Ta đường đường lãnh vũ kiếm vương còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chỉ là cứng rắn đoạt lời nói,
căn bản không giành được a, vậy phải như thế nào là tốt? Huống hồ, hoàn mỹ như vậy phòng ngự, ngay cả ta Lãnh Vũ Kiếm Vương đều không triệt, hắn có thể có biện pháp nào? Không sai, hắn nhất định cũng không có cách nào, mà lại thì tình huống trước mắt nhìn, hắn để lão nương liền dò xét địa hình, mang cướp kiếm chỉ có một buổi chiều công phu mà thôi, rất hiển nhiên thời gian không đủ, cái này hoàn toàn cũng là hắn kế hoạch có vấn đề, cùng ta Lãnh Vũ Kiếm Vương nửa xu quan hệ đều không có. Coi như ta trở về đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho hắn, hắn cũng nhất định một chút triệt không có. Ân, không sai, hắn khẳng định không có cách, vậy ta cũng không tính mất mặt, đây chính là cái khó giải chi đề a. Nghĩ như vậy, Bách Lý Ngự Vũ một trận cho mình trấn an, sau đó rất tự nhiên tìm tới từ bỏ bậc thang, thân thể lắc một cái, lần nữa dung nhập cái kia trong bóng tối, đã là lặng lẽ rút lui. Nàng muốn trở về hướng Trác Phàm oán trách, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hừ. Thế nhưng là, nàng lại làm sao biết, giờ này khắc này Trác Phàm đã sớm bị Hải Minh Tông người nhìn quản. Một phương diện khác, Hải Minh Tông tông chủ trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, siêu một tiếng vang nhỏ, Âu Dương Lăng Thiên đã là đột nhiên địa xuất hiện ở đây, ngẩng đầu xem xét, vẫn không khỏi sững sờ. Chỉ thấy giờ này khắc này, nơi này trừ tông chủ Lăng Vân Thiên bên ngoài, còn có Tây Châu Hắc Nghiêm Chí Tôn cùng Hải Dương Tông tông chủ, Bộ Hành Vân hai người tại chỗ. Trong lòng suy nghĩ một chút, Âu Dương Lăng Thiên tâm phía dưới đã là rõ ràng, khom người liền ôm quyền nói, tông chủ, chắc hẳn ngài đã biết hết thảy đi. Đương nhiên, khẽ gật đầu, Lăng Vân Thiên chỉ hai người kia nói, vừa mới Hắc Nghiêm Chí Tôn cùng bộ tông chủ đã cùng bản tông báo cáo hết thảy, thật sự là không nghĩ tới a, tiền kia quản sự lão phu tuy nhiên nhìn ra hắn không tầm thường, nhưng cũng không ngờ tới đúng là một vị thân thủ phi phàm kỳ nhân, một chiêu liền đem Từ Phong Thiên Đại Đạo hình thành tinh linh cho diệt, quả nhiên là làm cho người sợ hãi thán phục. Phải biết, nếu là không có thần kiếm tương trợ, cho dù là chúng ta cũng là không có cách nào đối phó cái kia thiên địa lực lượng tụ hợp thể. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Bộ Hành Vân không khỏi bĩu môi, Lăng tông chủ, ngài làm sao còn khen phía trên hắn. Hắn cũng là một cái mật thám, Trung Châu mật thám, bản tông buổi sáng liền đã phát hiện. Bây giờ xem xét, không sai đi. Cũng không thể nói như vậy. Thế mà, hắn vừa dứt lời, Hắc Nghiêm Chí Tôn lại là bật cười một tiếng, khoát tay một cái nói. Tuy nói người này công pháp quỷ dị, thực lực cường hãn, nhưng còn không thể xác định hắn đến Hải Minh Tông là có cái gì ác ý. Như thế suy đoán lung tung, không cần thiết oan uổng người tốt. Còn oan uổng người tốt, loại này bối cảnh thật không minh bạch ra hỏa, đến Hải Minh Tông còn có thể có cái gì thiện ý hay sao? Chẳng lẽ hắn không phải vì Trung Châu làm thám tử, là đến cho Lăng Tông chủ mừng thọ hay sao? Huống hồ, coi như oan uổng hắn lại như thế nào? Loại thời khắc mấu chốt này, thà giết lầm, chớ buông tha, tất yếu xuất ra thủ đoạn phi thường mới được. Không thể không thể, không biết đối phương địa vị, tùy ý chém giết, coi chừng gây không nên dây vào thế lực, vậy càng phiền toái hơn. Thế nhưng là nghe đến Bộ Hành Vân lời nói, Hắc Nghiêm Chí Tôn lại là vội vã khoát khoát tay, mi mắt thật sâu nhíu lại, tràn đầy ngưng trọng, dường như lại nghĩ tới cái gì đáng sợ chuyện cũ giống như. Nhìn đến hắn cái dạng này. Bộ Hành Vân không khỏi suy cười một tiếng, châm chọc nói, ngươi nói là tại Tây Châu xôn xao qua một trận Thiên Ma Sơn đại nạn a? Hừ hừ, Hắc Nghiêm Chí Tôn thật sự là nhất chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng a. Đừng nói tên Thiên Ma này núi ai cũng chưa thấy qua, có lẽ cũng là giả dối không có thật đồ vật. Coi như thật tồn tại, cũng 10 phần đáng sợ, hắn đệ tử chẳng lẽ thiên hạ đều là. Làm sao lại như thế tức, lại bị chúng ta đụng phải. Có lẽ cũng là như thế tức. Cũng không nhất định a. Ra mặt nhìn không được co lại, Hắc Nghiêm Chí Tôn đạm mạc lên tiếng, người kia thực lực mạnh, hiếm thấy trên đời. Toàn bộ Nam Châu, có mấy người trẻ tuổi có thể so sánh. Trừ Thiên Ma Sơn cái kia thế ngoại chi địa, người nào có thể dạy dỗ dạng này đệ tử. Mà lại, người kia nếu thật là đến từ Thiên Ma Sơn lời nói, chúng ta còn thật không nên đắc tội. Chí Tôn thật đúng là bị tên Thiên Ma này núi sợ mất mật. Nếu là tên Thiên Ma này núi đệ tử thật đối với ta Bắc Châu có ác ý, chẳng lẽ chúng ta còn muốn vẻ mặt vui cười đón chào, ủy khúc cầu toàn không được. Thiên Ma Sơn xưa nay không tham gia chuyện thế tục, chỉ cần chúng ta không trêu chọc bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đối địch với chúng ta. Vậy bọn hắn như tham gia đâu? Không biết, chỉ ít theo trước kia đến xem sẽ không. Tốt! Hắc Nghiêm Chí Tôn cùng Bộ Hành Vân ầm ĩ không thôi,
Lăng Vân Thiên bỗng dưng vung lên ống tay áo, hét lớn lên tiếng, nơi này là Hải Minh Tông khu vực, muốn xử trí như thế nào người hiểm nghi các loại, vẫn là chúng ta Hải Minh Tông tự mình làm chủ tốt, cũng không nhọc đến hai vị hao tâm tổn trí. Liếc nhìn nhau, hai người giận hừ một tiếng, lại là không còn nói. Bất đắc dĩ xem bọn hắn, Lăng Vân Thiên dài ra một ngụm chọc khí, vừa nhìn về phía Âu Dương Lăng Thiên đạo, Lăng Thiên, hắn xử trí như thế nào? Không có tông chủ phân phó, không dám tùy ý xử trí, mà lại ta nhìn cái đứa bé kia khí vũ phi phàm, tuyệt không phải là kẻ tầm thường, cũng không dám làm khó dễ. Liền tạm thời để mấy vị trưởng lão đem bọn hắn một hàng mọi người, phong nguyên lực, đầu nhập kết giới, tạm thời giam lỏng, chỉ chờ tông chủ phân phó. Vậy thì tốt, cái kia trùng thiên kiếm phá phong thủ tục thì thế nào? Hơi hơi gật gật đầu, Lăng Vân Thiên lại hỏi. Hơi hơi trầm ngâm một chút. Âu Dương Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta phong thiên kiếm đạo, ngậm phong thiên quyết cùng phá thiên quyết hai bộ phận. Theo lý thuyết, chúng ta bất luận là phong ấn thuật, vẫn là phá mở phong ấn, đều là thiên hạ phần độc nhất. Nhưng là duy chỉ có cái này trùng thiên kiếm phong ấn rất là kỳ quái, không biết như thế nào giải phong, chúng ta cũng thử rất nhiều biện pháp, đều không thể làm gì. Thật không biết phong ấn thanh kiếm này người là thần thánh phương nào, phong ấn thuật coi là thật. Muốn giải phong. Chúng ta còn phải lại nghiên cứu một chút. Đúng vậy a, cái kia thượng quan phi hùng cũng thật sự là đầu cưỡng con lừa, khó như vậy phong ấn thế mà chính mình nghiên cứu phá giải chi đạo, làm hơn nửa năm đều không mở ra. Nếu không phải ba ngày trước hắn phá phong lúc bị chúng ta hai cái lão gia hỏa đụng vào, hắn đoán chừng cả một đời đều sẽ không nói ra bí mật này a, ha ha ha. Bất giác bật cười một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng là thở dài. Hơi hơi gật gật đầu. Âu Dương Lăng Trời cũng là bất đắc dĩ bĩu môi, Hắc Nghiêm, ngươi còn có mặt mũi nói hắn. Các ngươi hai cái phát hiện, cũng không nói cho ta một tiếng. Nếu không phải hôm nay Mộ Dung Liệt gọi ta đi kết ấn, ta còn một mực bị mơ mơ màng màng đâu. Là lão gia hỏa kia để chúng ta hai cái bảo thủ bí mật, sợ thể diện bị hao tổn. Ai, các ngươi hai cái lão gia hỏa cũng không biết nặng nhẹ, hắn để cho các ngươi giữ bí mật, các ngươi còn thật sự bảo vệ a? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Âu Dương Lăng Thiên không khỏi bật cười lắc đầu. Chậm rãi khoát khoát tay, Lăng Vân Thiên sắc mặt bỗng dưng nghiêm một chút tốt, các vị vẫn là nắm chặt mở ra trùng thiên kiếm phong ấn lại yếu vụ, hết thảy sau đó gác lại. Đợi phong ấn mở ra, các châu trưởng sự người đều tề tựu về sau, chúng ta lại đến thật tốt nghiên cứu một chút, vị này tiền quản sự lai lịch bối cảnh, cộng đồng lựa chọn xử trí như thế nào. Khẽ gật đầu, mọi người nhất chỉ tán đồng. Chỉ có Bộ Hành Vân cau mày, gấp không thể chờ nói, còn dùng nghiên cứu cái gì, trực tiếp giết chẳng phải hết. Còn có. Thế mà, hắn vừa dứt lời, Lăng Vân Thiên đã là lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Bộ Tông Chủ, nơi này dù sao cũng là Hải Minh Tông, có thể hay không xin ngài tôn trọng một chút chúng ta tông môn quy củ, đừng cho ngài tai mắt bốn phía đi lại. Ách! Xuất chúng trì trệ, Bộ Hành Vân ra mặt co lại nói, Lăng Tông Chủ. Lời này của ngươi là có ý gì? Ha ha ha, Bộ Tông Chủ hẳn phải biết, nơi này là Hải Minh Tông khu vực, tất cả mọi người nhất cử nhất động, lão phu đều tương đối rõ ràng. Ngài phái tông môn đệ tử, một mực giám thị tiền phàm một nhóm người động tĩnh, ta cũng tất cả đều rõ ràng. Không phải vậy lời nói, vì sao chỗ của hắn vừa ra sự tình, cái thứ nhất hướng bản tông cáo trạng cũng là ngài đâu. Ta đây không phải cũng là vì Hải Minh Tông an toàn muốn a? Lăng Tông Chủ tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều a. Ra mặt nhìn không được co lại, Bộ Hành Vân không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Ba, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ hắn cánh tay, Lăng Vân Thiên không khỏi thản nhiên cười nói, tình ngay lý gian, Bộ Tông Chủ muốn cho lão phu không nghĩ ngợi thêm lời nói, còn muốn mời chính ngài được đầu, ngồi chính mới được. Vượt biên sự tình, về sau cũng không muốn làm tiếp. Trong lòng bất giác run lên, Bộ Hành Vân thật sâu nhìn Lăng Vân Thiên liếc một chút. Hơi hơi lay động thân thể, gật gật đầu. Lão gia hỏa này, xem ra hoàn toàn không giống bình thường như vậy hiền lành, hảo lợi hại a. Cùng một thời gian, một gian chiếm cực kỳ rộng rãi trong địa lao, Trác Phàm một đoàn người đều bị phong tu vi, yên lặng ngồi ở chỗ này, bốn phía là tường đồng vách sắt, cứng rắn cố chấp, còn có tầng tầng vô hình không gian kết giới, đem tất cả mọi người giam ở bên trong, không được bước ra một bước. Tước Nhi ở một bên ngược lại là không quan trọng. Bởi vì là tiểu cô nương, cũng làm cho những cái kia Hải Minh Tông các trưởng lão đem nàng xem nhẹ, dù sao một đứa bé có thể lợi hại đi nơi nào.
mà Trác Phàm cũng là sắc mặt bình thản cực kỳ, không để ý chút nào cái này trong lao tối tăm, chỉ cần trong tay hắn còn nắm chặt người ngọc kia tay liền đầy đủ. Tiên sinh, chúng ta muốn làm sao? Cái này cùng chúng ta lúc trước dự tính, một trời một vực a. Một gã hộ vệ đi vào Trác Phàm trước mặt, thăm thẳm lên tiếng. Thản nhiên cười, Trác Phàm chậm rãi lắc lắc đầu, không có gì đáng ngại, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, tương kế tự kế liền có thể. Nếu không, chúng ta ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, lại đi ra làm việc cũng không muộn. Bọn họ hiện tại đối với chúng ta nhìn đến thế nhưng là rất gấp, tiên sinh thật có nắm chắc. Không có nắm chắc lời nói, ta sẽ như vậy an tâm ổn thỏa buông cần sao. Lắm miệng, không khỏi hung hăng nguyết hắn một cái, Trác Phàm không khỏi vừa nhìn về phía một bên sắc mặt vẫn như cũ ngốc trệ Sở Khuynh Thành, thật dài phun ra một ngụm chọc khí đến, ngược lại. Mượn cơ hội này nhiều bồi bồi hắn, ta ngược lại là cảm thấy rất tốt. Dù sao lần này đi Bắc Hải, nguy cơ sớm tối. Ta như nhiều cùng hắn một ngày, cũng là một ngày. Ba ba ba. Chợt, một tiếng bà tai đột nhiên vang lên, một đạo cười to cũng là bỗng nhiên vang vọng tại cái này lao gian tất cả mọi người trong tai, ha ha ha. Ta quả nhiên đoán không sai. Trác huynh, thật là ngươi. Ngươi còn chưa có chết, lại còn sống trở về. Mi mắt hơi hơi lắc một cái, thông qua cái kia ưng mặt mũi cỗ, Trác Phàm không khỏi chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia cửa nhà lao chỗ. Theo một tiếng cọt kẹt, nhà tù cửa mở ra, một đạo quen thuộc bóng người lại là nhất thời xuất hiện tại hắn trước mắt, lại chính là Vũ Thanh Thu không thể nghi ngờ. Khóe môi nhếch lên không sai nụ cười, trong mắt của hắn bất giác có chút kích động, từng bước một bước qua tầng kia tầng bậc đá xanh bậc thang, hướng Trác Phàm mọi người bên này đi tới. Không khỏi mỉm cười địa lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa thăm thẳm lên tiếng, ngươi làm sao lại xác định như vậy? Bởi vì ta biết. Thiên hạ to lớn, đối Khuynh Thành sư muội như thế chí tình người, chỉ có Trác huynh. Mà chúng sinh, có thể làm Khuynh Thành sư muội phát từ đáy lòng tin cậy, cũng chỉ có Trác huynh. Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm, Vũ Thanh Thu trong mắt tinh mang rạng rỡ, bất giác thở dài, vốn là ta cũng rất khó tin tưởng đây là thật, một cái chết đi nhiều năm lão bằng hữu, như thế nào lại một lần nữa trở về. Bất quá khi đó Âu Dương tiền bối mấy câu nói, lại là nhường ta lại có cái này nhất đại gan phỏng đoán. Hắn nói người đối sư muội chi tình, tuyệt sẽ không thương tổn nàng, hắn không biết nhìn lầm. Mà kiên định như vậy không rời chân tình, cũng chỉ có ngươi có. Cho nên đến sau cùng, cái này khó nhất sự tình, duy nhất không khả năng người, lại thành lớn nhất khả năng. Bởi vậy ta mới đến đặc biệt nhìn một chút, ngươi là có hay không thật trở về. Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm chậm rãi lắc lắc đầu, thân thủ nhẹ nhàng xoa chính mình gương mặt trên mặt nạ, chậm rãi lấy xuống. Lộ ra cái kia khiến cho mọi người quen thuộc khuôn mặt, Vũ huynh quả nhiên tâm tư cẩn thận, còn thật bị ngươi đoán đúng. Nếu là lúc trước Tây Châu không có ta cùng Diệp Lân hai cái này dị loại lời nói, Tây Châu đệ tử đầu tiên danh hào, quả nhiên là Vũ huynh thực chí danh quy a. Quả nhiên là ngươi, ngươi, thật trở về. Không có để ý Trác Phàm đằng sau nói cái gì, Vũ Thanh Thu chỉ là chăm chú nhìn cái kia lạnh nhạt nụ cười, trong mắt thỉnh thoảng có tinh mang lóe qua, cảm xúc ngổn ngang. Qua rất lâu mới thở dài một hơi, dần dần vuốt lên tâm tình kích động, sâu xa nói, vốn là ta chỉ là thử đoán một chút mà thôi, không nghĩ tới còn thật cho đoán đúng. Chỉ là ngươi nhiều năm như vậy, đã không việc gì, lại là bỏ xuống thê tử, lại chạy đi nơi đâu. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn lấy hắn. Hít thật sâu, Vũ Thanh Thu nhẹ nhàng liếc liếc một chút Trác Phàm bên người cái kia như cũ vô thần Sở Khuynh Thành. Có chút đau thương lấy lắc lắc đầu, nam nhi chí tại bốn phương, ngươi nếu có cái gì chuyện quan trọng nhất định phải giải quyết, cũng không có người cản được ngươi. Khuynh Thành sư muội càng là hợp lý người, càng sẽ không ngang ngược can thiệp. Nhưng ít ra, ngươi mang hộ cái bình an trở về, cũng không cần đến sư muội vì ngươi biến thành bây giờ bộ dáng, tóc trắng phơ như tuyết không nói, liền trái tim trí đều đã mất. Ngược lại là ngươi, đã từng đau lòng giống như có lẽ đã khôi phục, nhìn cái này một đầu tóc đen dày đặc. Ngược lại là được bảo dưỡng rất tốt ha, đều nhanh không nhận ra ngươi. Nói càng về sau, Vũ Thanh Thu trong lời nói đã là có chút nộ khí, như Sở Khuynh Thành nhà mẹ đẻ huynh trưởng giống như, đối Trác Phàm cái này nhẫn tâm em rể đủ loại không thành tựu, lạnh lời mỉa mai lên. Không có một câu phản bác, Trác Phàm cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, yên lặng lắng nghe đối phương chỉ trích. Vốn là làm vì đời chúng ta bên trong đệ nhất nhân, bất luận là Viêm Ma vẫn là ta. Thậm chí là tiểu sư đệ,
đối ngươi đều là từ trong đáy lòng bội phục. Ngay sau đó, Vũ Thanh Thu hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm, tiếp tục nói, luận tài trí, luận thực lực, ngươi đều là trong chúng ta nổi bật, chúng ta đối ngươi tâm phục khẩu phục. Cho nên tại về sau nghe nói ngươi lâm nạn, muốn báo thù cho ngươi trả thù, lấy lại công đạo huynh đệ cũng có khối người. Mà xem như ngươi Trác Phàm quả phụ, huynh đệ chúng ta nhóm cũng tận tâm tận lực địa chiếu cố. Thì liền Viêm Ma cái kia vô pháp vô thiên gia hỏa, đối Khuynh Thành sư muội cũng là chiếu cố có thêm, đây cũng là bởi vì ngươi là chúng ta cái này bối đệ tử chứng nhận Tây Châu đứng đầu. Thế nhưng là ngươi đây, giả chết trốn đi, vừa biến mất cũng là 4-5 năm. Không chỉ có lỗi với một mực hy vọng ngươi trở về Khuynh Thành sư muội, càng lạnh các huynh đệ nhiều năm như vậy quyền tâm ý. Vũ Thanh Thu càng nói càng giận, sau cùng cơ hồ là gào thét lên tiếng. Trác Phàm cứ như vậy yên lặng nghe lấy, ánh mắt bất giác có chút giật mình lo lắng, thở sâu, lẩm bẩm nói, không biết là 4 năm vẫn là 5 năm, thời gian cũng không ngắn. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, thời gian luôn có thể san bằng một ít gì. Từ khi ta bỏ mình khi đó đến bây giờ, Khuynh Thành mặc dù đau lòng, nhưng cũng nên có chỗ làm dịu. Tiếp qua cái 1-20 năm, có lẽ đau lòng liền không còn khó chịu như vậy, 4-50 năm sau, nàng làm đã coi nhẹ đây hết thảy. 100 năm về sau, nàng cái kia đem ta quên, lại thâm tình phân, cũng sẽ bị thời gian hòa tan, không phải sao? Thế nhưng là, nói, Trác Phàm lại chậm rãi nhìn về phía một bên người ngọc cái kia vô thần hai con ngươi, lại là lại trong lòng một địa đau xót, chậm rãi hai mắt nhắm lại, rốt cuộc nói không được. Thế nhưng là Khuynh Thành sư muội chờ không thời gian dài như vậy, tại xác nhận ngươi đã sau khi chết, nàng tâm liền đã theo ngươi cùng chết. Thật sâu nhìn chằm chằm hắn không thả, Vũ Thanh Thu cũng là sắc mặt nghiêm túc, một mặt nặng nề, ta chỉ là muốn biết, đã ngươi không việc gì, vì sao không trở lại sớm một chút. Theo vừa mới trong diễn võ trường đủ loại đến xem, bất luận ngươi biến thành cái dạng gì, nàng đều có thể nhận ra ngươi tới. Nếu là ngươi có thể tại bên người nàng, có lẽ nàng khôi phục tâm trí, cũng không phải là không được sự tình. Tâm bệnh còn cần tâm dược y, trên đời này không có bất kỳ cái gì linh đan có thể cứu nàng. Người mới là nàng thuốc tốt ha. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm lại là một mặt đau thương nói, ta không thể gặp nàng, bởi vì ta vốn là muốn mượn này để cho nàng quên mình. Vì sao? Đây là vì tốt cho nàng, ta không muốn hại nàng. Thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, Trác Phàm nắm lấy tay nàng bất giác lại chăm chú, sau đó vừa nhìn về phía Vũ Thanh Thu nói, nếu là ta ngày mai sẽ phải chết, ta có thể kéo lấy nàng cùng một chỗ chịu chết sao? Mi mắt bất giác lắc một cái, Vũ Thanh Thu không khỏi giật mình nói, người đây là ý gì? Ta hiện tại mệnh đã không phải là chính mình, chẳng biết lúc nào thì sẽ bị người cầm lấy đi, ta không muốn liên lụy nàng. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm một mặt ảm đạm lên tiếng. Thật sâu nhìn lấy hắn, Vũ Thanh Thu trong mắt kinh nghi bất định, tuy nhiên ta không biết ngươi gặp phải phiền toái gì, nhưng cũng có thể hiểu được ngươi ý tứ. Ngươi nói là... Ngươi làm như vậy đều là vì để cho nàng còn sống. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm ánh mắt ảm đạm, lại là không tiếp tục lên tiếng, tựa hồ tương đương mệt mỏi bộ dáng. Xin lỗi, vừa mới ta thất thố, ta hẳn phải biết, ngươi đối Khuynh Thành sư muội không hội tuyệt tình như thế. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Vũ Thanh Thu không khỏi hơi khom người một cái, nói xin lỗi. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, không có gì. Ngươi vừa mới cái kia một trận mắng chửi, ngược lại để trong lòng ta dễ chịu một chút. Còn nữa, những năm này Khuynh Thành nhờ có các ngươi chiếu cố, ta cái kia cảm tạ các ngươi mới đúng. Bật cười lắc lắc đầu, Vũ Thanh Thu lại là một mặt mỉm cười chi cho, đều là sư huynh đệ, cần phải. Hừ, cái gì cần phải, các ngươi căn bản không hiểu nữ nhân. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng giận dữ mắng mỏ lại là nhất thời theo cái kia cửa nhà lao miệng vị trí truyền đến. Ta muốn nói, ngươi cái này làm xong Long Viện đại sư huynh, cần phải lại đem cái này vứt bỏ thê tử nhẫn tâm nam nhân, mắng lại hung ác một chút. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm hai người cùng nhau hướng chỗ đó nhìn qua, lại là chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Thượng quan Khinh Yên bóng người đã là đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó, hai mắt đỏ bừng, rõ ràng khóc qua, hơn nữa còn mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Bất giác hơi chậm lại, Trác Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, làm sao ngươi tới? Cái này Hải Minh Tông phòng giam, là cá nhân liền có thể tới sao, cũng quá không an toàn a. Đúng vậy a, ta không phải nói cho bên ngoài những cái kia tiền bối, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy chúng ta trò chuyện à,
làm sao ngươi sẽ? Vũ Thanh Thu cũng là một mặt rất là kỳ lạ, nhìn lấy Thượng Quan Khinh Yên cái kia chu cái miệng nhỏ nhắn, một trận rất là kỳ lạ. Phanh phanh phanh, Hận Hận giẫm lấy to khỏe tốc độ, Thượng Quan Khinh Yên một đường mắng to đi xuống đến, ta biết ngươi là Song Long Viện đại sư huynh Vũ Thanh Thu, tại Song Long Viện có chút địa vị, bên ngoài những cái kia Hải Minh Tông các trưởng lão, cũng thẳng bán mặt mũi ngươi. Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là đệ tử mà thôi. Bản tiểu thư thế nhưng là Thượng Quan gia đại tiểu thư, cha ta hòn ngọc quý trên tay. Ngươi nói, bên ngoài đám kia lão già kia là bán mặt mũi ngươi nhiều, vẫn là bán ta mặt mũi nhiều. Hừ, ách, bất giác trì trệ, Vũ Thanh Thu khóe miệng có chút co lại là nhất thời im lặng. Đúng vậy a, Song Long Viện mặc dù là Tây Châu đứng đầu, nhưng hắn tại Song Long Viện chỉ tính là một tên phổ thông đệ tử, coi như lại đến sủng, cũng chỉ là mấy chục năm công phu. Mà đợi đám tiếp theo đệ tử đến, thì lại là một đám tân nhân. Nhưng là cái này Đông Châu Thượng Quan gia thế nhưng là gia tộc chế, người ta đại tiểu thư một ngày vì đại tiểu thư, trung thân chính là đại tiểu thư, ảnh hưởng lực kia cũng không phải bình thường đến mạnh a, địa vị tự nhiên so với hắn cái này Song Long Viện đệ tử cao. Như thế so sánh, bên ngoài đám kia lão gia hỏa, tự nhiên càng không muốn đắc tội cái này có thể thủy chung ảnh hưởng Đông Châu quyết ý đại tiểu thư. Vừa nghĩ đến đây, Vũ Thanh Thu không khỏi nhất thời trợn mắt một cái, trong lòng một trận phiền muộn. Cái này Hải Minh Tông trưởng lão, thật đúng là đầy đủ thế lực. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, người ta không thế lực, làm sao có thể thả người cái này Tây Châu đệ tử tùy tiện tới gặp cái này cái trọng yếu người bị tình nghi đâu. Còn không phải là bởi vì sau lưng ngươi Song Long Viện thẻ bài, để người ta kiêng kỵ ba phần a. Đắc tội Song Long Viện, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Tây Châu thế lực. Bọn họ cũng gánh không nổi cái này ngoại giao trách nhiệm. Đồng dạng, đối Thượng Quan Khinh Yên cũng giống vậy. Kết quả là, vị đại tiểu thư này liền quang minh chính đại, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa đứng ở Trác Phàm trước mặt, hung hăng theo dõi hắn, lại là để hắn một trận rất là kỳ lạ. Ây, Thượng Quan tiểu thư, ta chỗ nào đắc tội ngươi sao? Gãi đầu một cái, Trác Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nàng. Bờ môi hơi hơi run run. Thượng Quan Khinh Yên hung hăng gật gật đầu, cắn răng nói, đúng vậy a, ngươi là đắc tội ta, bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu nữ nhân chúng ta. Ách, đây là ý gì? Thân thể không khỏi bỗng dưng trì trệ, Trác Phàm nhất thời một mặt mơ hồ bộ dáng, ngược lại nhìn về phía Vũ Thanh Thu chỗ đó. Thế nhưng là Vũ Thanh Thu cũng không biết, bất đắc dĩ nhún nhún vai, lộ ra một bộ lực bất tòng tâm biểu lộ. Trác Phàm, ngươi cùng thê tử ngươi sự tình, ta đã tất cả đều nghe nói. Một chút một đều không lọt. Thật sâu nhìn lấy hắn, gặp hắn vẫn như cũ mê hoặc, Thượng Quan Khinh Yên lại là hai mắt càng phát ra phẫn hận, cắn răng nói, nhưng là các ngươi đều đã kinh lịch nhiều như vậy đại nạn mới cùng một chỗ, vì sao ngươi cái này du mộc đầu, vẫn còn không biết rõ trong nội tâm nàng muốn là cái gì a? Thân thể chấn động mạnh một cái, Trác Phàm không khỏi biến sắc, bỗng dưng nghiêm túc lên. Nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia một mặt mê mang không thả, Thượng Quan Khinh Yên vẫn như cũ hồ đồ, không khỏi trong lòng yên lặng ai thán một tiếng, sắc mặt cũng biến thành nhu hòa tiếp theo, sâu xa nói, tại Trung Châu thời điểm, ta đã nghe ngươi nói, ngươi vứt bỏ thê tử, là bởi vì vợ theo ngươi liền sẽ chết, thật sao? Thế nhưng là, như thê tử ngươi căn bản không thèm để ý đâu. Có thể ta để ý. Ánh mắt bất giác nhất định, Trác Phàm chính trọng nói, ta không thể để cho nàng bởi vì ta quan hệ, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Vậy tương đương là ta đưa đem nàng, đẩy tới Thâm Uyên, ta mặc dù không phải người tốt, nhưng loại sự tình này ta tuyệt đối làm không được. Nhưng thê tử ngươi nguyện ý cùng ngươi xuống địa ngục. Vậy cũng không được, hung hăng lắc đầu, Trác Phàm thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, nàng nguyện ý bồi ta lại làm sao không muốn theo nàng. Thế nhưng là ham nhất thời gặp nhau, lại bị mất nàng tánh mạng, không phải ta chi nguyện. Cùng như thế, ta tình nguyện nàng từ đó quên ta. Vĩnh viễn quên. Nói, Trác Phàm quay đầu chậm rãi vuốt ve Sở Khuynh Thành cái kia đầu đầy tơ trắng, nhìn nàng kia vũ thần hai con ngươi, lại là bỗng dưng trong lòng đau xót, hai con ngươi lại có chút mông lung, nhưng là... lại không phải như vậy quên, ta hy vọng nàng quên, chỉ có một mình ta mà thôi. Thế nhưng là nàng quên tất cả mọi người, bao quát chính nàng, lại duy chỉ có không có quên ngươi, không phải sao? Lúc này... Thượng Quan Khinh Yên nhìn lấy Sở Khuynh Thành ngốc trệ khuôn mặt, cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung, nghẹn ngào lên tiếng. Thân thể nhỏ khẽ run run,
Trác Phàm bất đắc dĩ nhắm mắt lại, lại là song quyền hung hăng nắm lại. Nhớ tới lúc trước trên diễn võ trường Sở Khuynh Thành đối tất cả mọi người kháng cự, duy chỉ có đối với hắn cái này mang theo ưng mặt người xa lạ thân cận, lại là ngăn không được địa đau lòng. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Khinh Yên cũng lại yên lặng cúi thấp đầu, thở dài nói, không muốn thiên trường địa cửu, chỉ nguyện đã từng có được. Trác Phàm, đây là Sở Khuynh Thành sau cùng nói ra một câu, người biết nàng ý tứ sao? Ta vừa mới kỹ càng hỏi qua nước Nhược Hoa sư tỷ, tại Sở cô nương thất thần trước câu nói sau cùng, vẫn tại thì thảo câu này. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, Thượng quan Khinh Yên mặt mũi tràn đầy giật mình lo lắng, sâu xa nói, Trác tiên sinh là cái phiên giang đảo hải nhân vật, mặc kệ là Trác Phàm cũng tốt, Cổ Nhất Phàm cũng được, đi tới chỗ nào, tất nhiên đều là một phen chấn động dị thường, tự nhiên cũng là tình thế nguy hiểm trùng điệp. Điểm này, Sở cô nương chỉ sợ đã sớm chuẩn bị. Đã nàng lựa chọn ngươi, thì có nguyện cùng ngươi tiếp nhận hết thảy chuẩn bị. Không quan tâm theo ngươi thiên trường địa cửu, chỉ để ý cùng ngươi một chút, đây chính là nàng rất muốn nhất. Thế nhưng là, những thứ này lại tất cả đều bị ngươi chuyên quyền độc đoán cho tước đoạt. Ngươi nói là vì nàng an toàn cân nhắc, cho nên mới rời xa nàng. Nhưng ngươi nhưng là từng nghĩ tới, nàng rất muốn nhất là cái gì? Ngươi cho nàng ngươi có khả năng cho, lại cướp đi nàng rất muốn nhất. Bây giờ nàng là thật tốt còn sống, lại như là cái xác không hồn. Trác tiên sinh, ngươi cảm thấy đây chính là ngươi đối nàng thích sao? Như thế tự tư, mí mắt nhìn không được hung hăng nhảy, Trác Phàm hơi hơi run run thân thể, chậm rãi nhìn về phía bên cạnh Sở Khuynh Thành, lại là vô lực co quắp ngã xuống đất, trong lòng một mảnh hối hận. Ta sai, thật sai. Với tư cách là ma đạo đỉnh phong tu giả, có thể phá thế gian hết thảy gian tà giả ý, lại duy chỉ có cái này chân tình có thể không phá, ha ha ha. Cười khổ dao động cái đầu, Trác Phàm trong mắt tràn đầy đau thương. Đây chính là ma, vốn không nên có tình a. Tình quan chính là ma đạo đại nạn, bởi vì nhìn không ra, liền hãm sâu mê cục. Thế gian hết thảy lợi ích tính toán, tại chữ tình trước mặt đúng là như thế bất lực, hỗn độn dị thường. Chính mình vốn định thay thê tử tuyển một đầu tốt nhất đường ra, nhưng kết quả là lại là hại người hại mình. Nếu là vậy cũng là một loại phản phệ lời nói, cái kia Trác Phàm tự nhận lần này tính toán, xem như hoàn toàn thất bại. Không chỉ có ái thê bị thương thành bộ dáng như thế, chính hắn cũng mình đầy thương tích. Ngơ ngác ngồi liệt mặt đất, Trác Phàm đầy giấy giật mình lo lắng, Thượng quan Khinh Yên cùng Vũ Thanh Thu gặp này, cũng là bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đồng dạng sầu não. Trên đời này thống khổ nhất sự tình, không ai qua được không như mong muốn. Vốn là nghĩ đến là xong toàn mỹ biện pháp, nhưng sau cùng lại là lưỡng bại câu thương kết quả, thật khiến cho người ta bóp cổ tay thở dài. 3. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ lại là đột nhiên phát ra, trì trệ như ngọc bàn tay nhẹ nhàng địa vỗ một cái Trác Phàm đầu. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn qua, lại chính gặp Sở Khuynh Thành chẳng biết lúc nào, đã là đưa tay xoa Trác Phàm tóc, chậm rãi vuốt ve, tựa như đang an ủi hắn giống như. Thế nhưng là, cái kia vô thần đôi mắt, lại vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Trước mắt bất giác sáng lên, Vũ Thanh Thu lúc này vỗ tay một cái nói, Trác huynh chớ nhụt chí, Khuynh Thành sư muội từ khi cảm thấy Trác huynh sau khi trở về, thế nhưng là rất nhiều chuyển biến tốt đẹp a. Yên tâm, ta muốn chỉ cần Trác huynh cái này thuốc tâm dược vẫn còn, Khuynh Thành sư muội bệnh tình ở trong tầm tay. Không sai, hiện tại ta trở về, nhất định sẽ đem nàng chữa cho tốt, cũng không tiếp tục rời đi nàng. Chậm rãi bắt lấy trên đầu cái kia mềm mại bàn tay, Trác Phàm chăm chú địa chộp trong tay, rằng giặc đứng lên, nhìn chằm chằm Sở Khuynh Thành cái kia không tì vết khuôn mặt nói, yên tâm, từ nay về sau, cho dù chết ta cũng sẽ một mực lôi kéo tay ngươi, sẽ không lại để ngươi cô độc tại thế. Nghe được lời này, Thượng quan Khinh Yên cùng Vũ Thanh Thu hai người đều là khẽ gật đầu, vui mừng cười cười. Riêng là Thượng quan Khinh Yên, tại vui mừng sau khi, đáy lòng còn có một vệt đắng chát. Nàng vì Trác Phàm có thể một lần nữa cùng ái thê đoàn tụ mà cao hứng, nhưng cùng lúc lại bởi vì chính mình lại không có cơ hội mà đau thương. Nhưng tóm lại, nàng vẫn là chúc phúc Trác Phàm hai người, hy vọng hai người có thể đoàn viên mỹ mãn, vượt qua cả đời còn chính nàng, thực một mực làm tiểu tam tử cô, cũng là rất không tệ. Nghĩ tới đây, Thượng quan Khinh Yên bất giác lộ ra hiểu ý cười một tiếng, đúng là so trong ngày thường lúc nào đều càng mỹ lệ. Vũ Thanh Thu nhìn đến, bất giác hơi ngơ ngác, tiếp lấy cũng là cười nhẹ gật đầu.
Mà tất cả mọi người không có chú ý tới là, đúng lúc này, Sở Khuynh Thành khóe miệng cũng không thấy hơi hơi cong cong, trong mắt thần quang cũng nhẹ nhàng run run động một cái, lại là lóe lên liền biến mất, người nào đều không có phát hiện. Đụng! Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ cái này cửa nhà lao miệng nổ tung, mọi người bất giác cùng nhau giật mình, ào ào quay đầu nhìn qua, lại là trèo lên gặp một cái gãy chân tay gãy thi thể ngột đến bay vào được, toàn thân máu me đầm đìa, cũng đã không có khí tức. Ngay sau đó, nhưng gặp một đạo mười phần dũng mãnh bóng hình xinh đẹp, sải bước địa liền đi tới, hướng phía dưới xem xét Trác Phàm chỗ đó, liền quát to, uy, tiểu tử, các ngươi không có sao chứ, ta tới cứu các ngươi. Ngươi là ai, bên ngoài thế nhưng là có Hải Minh Tông 20-30 cái quy nguyên cao thủ trấn giữ, như thế nào tha cho ngươi dễ dàng như vậy thì xông tới. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Vũ Thanh Thu không khỏi hoảng hốt lên tiếng. Nhếch miệng cười một tiếng. Người kia khinh thường liếc nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến nói, 20-30 cái quy nguyên lão đầu tính là thứ gì, lão nương muốn làm việc, bọn họ có thể đỡ nổi một giây, thì coi như bọn họ bản sự, hừ hừ. Chỉ là lão nương vạn vạn không nghĩ đến a, cái này Hải Minh Tông địa lao làm sao thiết kế, tầng cuối cùng cửa khẩu, lại là hai cái dung hồn cảnh thằng nhóc con chấn giữ, quả nhiên là kim ngọc bên ngoài thối giữa bên trong, càng ngày càng kém a, ha ha ha. Vừa dứt lời, người kia liền một cái đứng dậy, trong nháy mắt liền đi đến hai người trước người, cường đại sát khí nhất thời đem hai người bao khỏa, trong nháy mắt thì hạ tử thủ. Trong lòng nhịn không được siết chặt, Vũ Thanh Thu không khỏi tròng mắt lắc một cái, quá sợ hãi. Người này thực lực cao như thế, muốn giết bọn hắn căn bản không cần tốn nhiều sức, khó trách bên ngoài những cái kia quy nguyên các cường giả, đều không có nghe được cái gì động tĩnh, thì đều bị từng cái mặt sát, người này quả thật là đáng sợ cùng cực a. Giờ này khắc này, người này muốn xuống tay với bọn họ, quả thực so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng, làm thật không có nửa phần sinh cơ có thể nói, bọn họ liền lớn tiếng kêu gọi cơ hội đều không có a. Nghĩ tới đây, Vũ Thanh Thu bất giác sắc mặt trầm xuống, đã là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn hôm nay thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, làm sao lại hết lần này tới lần khác đuổi lên loại này sự tình đâu. Dừng tay, Ngự Vũ. Thế mà, thì tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên. Kít! Cái kia tràn đầy sát khí một cái kiếm chỉ nhất thời dừng lại, người kia lạnh lùng nhìn hai người liếc một chút, vừa nhìn về phía Trác Phàm, thế nào, người lưu bọn họ hữu dụng. Không sai, người này chính là Bách Lý Ngự Vũ, vốn là nàng tại Phong Thiên Các cướp kiếm không thành, vừa muốn trở về cùng Trác Phàm bọn họ thương lược, lại nhất thời phát hiện. Bọn họ thương đội một đoàn người lại tất cả đều bị Hải Minh Tông nhân quan áp giám quản. Kết quả là, não tử không dễ dùng lắm, nhưng thực lực lại vượt mức bình thường Bách Lý Ngự Vũ, liền nhất thời quyết định nện cái này địa lao, đem đầu óc mình Trác Phàm cứu ra, nhìn hắn kế hoạch. Không phải vậy lời nói, khốn ở cái này lồng chim bên trong, nàng thật không biết nên như thế nào hành sự. Bọn họ là bằng hữu ta, là tới thăm ta, không phải nơi này thủ vệ, cho chút thể diện. Không muốn làm thương tổn bọn họ. Nhẹ nhàng khoát khoát tay, Trác Phàm thì thào trấn an nói. Nghe được lời này, Bách Lý Ngự Vũ trong lòng không sai, không biết là quen thuộc vẫn là sao, ngược lại thật sự là rất nghe Trác Phàm lời nói, thờ ơ nhún nhún vai, vỗ vỗ hai người nói, nguyên lai là người một nhà a, ha ha ha. Vừa mới nhiều có đắc tội a, chớ để ý. Ách, không ngại, không ngại, không dám để ý, ha ha ha. Khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười khổ, Vũ Thanh Thu sắc mặt có chút cứng ngắc lên tiếng, đồng thời nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử này gần nhất mấy năm này đều làm gì, chỗ nào tìm là như thế cường thủ? Chẳng lẽ cũng là Thiên Ma Sơn? Đúng a, Thiên Ma Sơn. Vừa mới chỉ riêng nhìn lấy cùng hắn ôn chuyện, đều không có cơ hội lên tiếng hỏi nhiều năm như vậy nghi hoặc. Thiên Ma Sơn, đến tột cùng là cái thứ đồ gì, có tồn tại hay không a? Bất quá, quay đầu nhìn nhìn lại cái kia Bách Lý Ngự Vũ hung ác, Vũ Thanh Thu lại hơi hơi co rụt đầu lại, không cần phải nhiều lời nữa. Vấn đề này, còn là lúc sau hỏi lại đi. Mà thượng quan khinh yên tiểu cô nương này, tức thì bị vừa mới Bách Lý Ngự Vũ đe dọa dọa đến câm như hến, lại là nửa chữ cũng nói không nên lời. Không có để ý hai cái này bị kinh hãi quá độ thỏ trắng nhỏ, Bách Lý Ngự Vũ chỉ là vẻ mặt đắc ý địa đi vào Trác Phàm trước mặt, châm chọc nói u, tiền quản sự. Đây là có chuyện gì a? Lão nương nửa ngày không thấy, các ngươi làm sao đều biến thành tù nhân,
còn phải để lão nương không ngại cực khổ tới cứu các ngươi. Tiền quản sự, ngài bày mưu tính kế đây, tính sai sao? Hắc hắc hắc, tiểu nhân đắc chí, nhẹ liếc nàng một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn về phía người khác khẽ cười nói, mọi người nhớ kỹ gương mặt này, ta tiền quản sự tại chỗ dạy học, dạy các ngươi biết người phân biệt đồ vật. Về sau gặp phải loại người này, có thể dẫm thì dẫm, có thể dẹp thì dẹp, tuyệt đối đừng khách khí. Bởi vì hắn một khi đắc chí, lộ ra như thế khuôn mặt, người thì sẽ hối hận, vì sao lúc trước không nhiều dẫm hắn hai cước. Phốc, mọi người nghe đến, bất giác cùng nhau che miệng cười khẽ, Bách Lý Ngự Vũ lại là da mặt co lại, sắc mặt cấp tốc liền trầm xuống. Hung hăng cắn hàm răng, Bách Lý Ngự Vũ bất giác oán hận lên tiếng, đáng chết xú tiểu tử. Thành tù nhân đều không quản được ngươi tấm kia miệng thúi. Lão nương thế nhưng là tới cứu các ngươi không mang ơn cũng coi như, còn tới nói móc ta. Coi chừng lão nương lửa, không cứu các ngươi ra ngoài, xem các ngươi làm sao bây giờ. Không cứu thì không cứu, người nào cầu ngươi cứu tới, hừ. Mi mắt bất giác vẩy một cái, Trác Phàm không khỏi suy cười một tiếng, nắm chặt bắt Sở Khuynh Thành bàn tay, ôn nhu nhìn về phía nàng nói, thực ở chỗ này ở lâu mấy ngày. Ta đang cầu mà không được. Nếu như Ngự Vũ cô nương không có việc gì lời nói, có thể rời đi, ta hiện tại bị kết giới nhốt, liền không thể tiến xa, gặp lại. Hắc, người cái này. Da mặt nhìn không được co lại, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời ăn bế môn canh, một trận phiền muộn. Nàng là tới cứu người, làm sao bây giờ nhìn cái này Trác Phàm một đoàn người ở chỗ này không giống như là ngồi tù, mà giống ở khách sạn một dạng, còn không tiễn. Giống như nơi này là nhà ngươi a, đi tới tự do, lão nương ngược lại thành xâm nhập nơi này ngoại nhân. Trong lòng một cỗ không tên hỏa diễm bỗng dưng luồn lên, Bách Lý Ngự Vũ lúc này thì muốn chửi ầm lên, nhưng khi nàng nhìn thấy Trác Phàm mười ngón đan sen lấy Sở Khuynh Thành bàn tay lúc, lại không khỏi trì trệ, trong lòng hỏa khí bỗng dưng liền tiêu tán hầu như không còn, thay vào đó lại là vô tận nghi hoặc. Trác Phàm, nàng là, người nào? Ta thê tử. Thê tử ngươi, thân thể hơi chấn động một chút, Bách Lý Ngự Vũ không biết sao, trong lòng run run một hồi, lại là có chút ê ẩm cảm giác, có điều nàng dù nói thế nào cũng là kiếm vương chi tôn, nữ hán tử bên trong máy bay chiến đấu, há có thể đem trong lòng cái kia mềm sợi tính tùy tiện bày ra. Sau đó nhẹ hít một hơi, sắc mặt lại là giếng cổ không gợn sóng, lẩm bẩm nói trước kia. Làm sao không nghe ngươi nhắc qua, cũng chưa từng thấy qua a. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, hừ nhẹ nói, ngươi là ta người nào, ta cái gì đều đề cập với ngươi sao? Hừ, dù sao lần này có thể cùng ta thê tử gặp lại, cũng coi là ta duyên phận, ta sẽ trân quý. Mấy ngày nay lao ngục tai ương, có thể có hiền thê làm bạn, cũng coi như giá trị. Trác Phàm, mấy ngày nay ngươi cùng Khuynh Thành sư muội thật tốt ở Trung A, những năm này ngươi thiếu nàng quá nhiều. Trác Phàm thâm tình chậm rãi nhìn qua Sở Khuynh Thành. Vũ Thanh Thu nghe đến, cũng là khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng, lại là nhất thời quên còn có cái nữ ma đầu ở bên người đây. Đây chính là trong nháy mắt chém giết mấy chục quy nguyên cảnh, còn không có phát ra âm thanh cao thủ a. Nhìn lấy đây hết thảy, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi một trận mê mang, sau đó lại chăm chú nhìn Trác Phàm, vội vàng nói, vậy ta trước đem các ngươi từ nơi này cứu ra ngoài, sau đó chúng ta cùng một chỗ chạy khỏi nơi này lại nói. Không cần. Ta thê tử tinh thần nhận qua bị thương, không nên quá động càn qua, ta cảm thấy ở chỗ này lấy rất tốt. Vậy còn không dễ dàng, đem nàng đánh ngất xỉu, gánh lấy đi không phải là được sao? Ngươi nói cái gì? Ánh mắt bất giác lạnh lẽo, Trác Phàm hung hăng nhìn chằm chằm nàng, Bách Lý Ngự Vũ, ngươi hãy nghe cho kỹ, nàng là thê tử của ta, ngươi dám động nàng một sợi lông, ta đối với ngươi không khách khí. Trong mắt không khỏi hung hăng run run. Bách Lý Ngự Vũ cho tới bây giờ chưa thấy qua Trác Phàm lạnh lùng nghiêm nghị như vậy ánh mắt, bất giác hơi hơi ngơ ngác, cũng minh bạch nữ nhân này tại Trác Phàm trong lòng địa vị, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, lại là không nói, chỉ là buồn bực cúi đầu. Bên cạnh hộ vệ gặp, không khỏi dàn xếp nói, tiên sinh bất giận, Ngự Vũ cô nương bất quá là vì tiên sinh suy nghĩ thôi, đưa ra cái thích đáng phương án, tiên sinh không đồng ý, tự nhiên coi như thôi, tội gì thương tổn hòa khí nha, ha ha ha. Đây không phải hòa khí vấn đề, là vấn đề nguyên tắc, ta không cho phép có người động nàng. Chăm chú lôi kéo Sở Khuynh Thành tay, Trác Phàm nói năng có khí phách. Bách Lý Ngự Vũ gặp, giữ im lặng, chỉ là sắc mặt một mực âm trầm,
gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Mà thượng quan Khinh Yên thì là cười khổ dao động cái đầu, trên mặt cũng là lóe qua vẻ cô đơn. Cái này Trác Phàm đối đãi Sở Khuynh Thành, quả nhiên cùng hắn nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Cái kia Nước Nhược Hoa sư tỷ nói quả nhiên không sai, cái này Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành lẫn nhau đều là đối phương độc chiếm a, không có người có thể đem bọn họ mở ra. Chỉ có Vũ Thanh Thu đang người nghe người vừa mới một phen đối thoại về sau, ra mặt nhịn không được co lại, lại là run rẩy hỏi ra trong lòng nghi hoặc ây. Trác Phàm a, vừa mới ngươi gọi vị cô nương này cái gì tới? Bách Lý Ngự Vũ, làm sao cùng Trung Châu Lãnh Vũ Kiếm Vương tục danh, giống như đúc a, thật sự là quá khéo, ha ha ha. Cái gì quá khéo, chính là nàng a. Hơi hơi nhấc khiêng xuống ba, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là Vũ Thanh Thu cùng Thượng Quan Khinh Yên hai người nghe được câu này, lại là bỗng dưng thân thể cứng đờ, triệt để ngây người. Trung Châu Lãnh Vũ Kiếm Vương thế mà lẫn vào Hải Minh Tông, còn cùng Trác Phàm cái này vừa chính vừa tà ra hỏa cuối cùng một chỗ, bọn họ muốn làm gì? Không có để ý chính mình thân phận bị tiết lộ, Bách Lý Ngự Vũ chỉ là dầu dĩ không vui, nhìn về phía Trác Phàm nói, ngươi không muốn rời đi nơi này, vậy ngươi muốn làm sao? Ngươi không phải muốn đi Bắc Hải sao? Không rời đi nơi này, làm sao đến đó? Cái kia rời đi thời điểm, ta thì sẽ rời đi, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Hiện tại ta chỉ muốn nhiều bồi vợ mình một hồi, ngươi có thể rời đi. Ta rời đi, vậy ta muốn rời khỏi, người nào tới cứu các ngươi? Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ lớn tiếng nói, ngươi cho rằng cái này Hải Minh Tông địa lao, ai cũng có thể xông tới sao? Lão nương đi, các ngươi hoặc là chết, hoặc là trong này ngốc cả một đời, nhốt đến chết mới thôi. Cái kia cũng không cần ngươi quan tâm, ta muốn rời khỏi, không có người có thể ngăn được, ta muốn lưu lại, cũng không có người đuổi kịp đi. Hung hăng nhìn chằm chằm nàng không thả, Trác Phàm cũng là bình tĩnh lên tiếng, Lãnh Vũ Kiếm Vương, chúng ta bây giờ tất cả mọi người bị giam giữ, ngươi không cần ở lại chỗ này nữa, có thể đi trở về cùng Bất Bại Kiếm Tôn báo cáo. Ta Trác Phàm chỉ có ngần ấy bản sự, bị Hải Minh Tông người cho bắt được. Thiên Ma Sơn đệ tử không có gì quan trọng, thậm chí Thiên Ma Sơn đều là giả dối không có thật tồn tại, ngươi có thể như thế nói với hắn, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Gấp siết chặt quyền đầu, Bách Lý Ngự Vũ hung hăng cắn môi đỏ, lại là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hai con ngươi hận hận nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, ngươi thật không cần ta lưu lại giúp ngươi. Không cần, đi thôi. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm thở ra một hơi thật dài, ta thê tử ở bên người bồi tiếp. Không cần khác nữ nhân xuất hiện, gây nên hiểu lầm. Mà ngươi làm ta người, tối nay là ngươi sau cùng nhiệm vụ, ấn lúc trước kế hoạch đã hoàn thành, có thể mỗi người đi một ngả. Nếu là làm Bách Lý Ngự Thiên người, ngươi bây giờ thấy ta hạ tràng, cũng có thể đi trở về bẩm báo. Tóm lại, ngươi đã không có lưu lại tất yếu. Thân thể nhịn không được run run, Bách Lý Ngự Vũ cùng Thượng Quan Khinh Yên lại là đồng thời trong lòng đau xót. Chỉ vì Trác Phàm câu kia, có vợ làm bạn. Không cần hắn nữ nhân xuất hiện, lại là để hai người cùng nhau cảm thấy lạnh cả tim. Bất quá, dù vậy, Bách Lý Ngự Vũ lại là vẫn là không có khởi hành, trầm ngâm một chút, lại lạnh lùng nói, ngươi cho rằng lão nương nguyện ý tại bên cạnh ngươi ở lại a, thực lão nương cũng đã sớm chịu đủ. Chỉ là hiện tại Hải Minh Tông kết giới mạnh như vậy, lão nương cũng không biết làm sao lao ra. Thế nào, Phong Thiên Kiếm không có trộm được sao? Trộm, làm sao trộm, ngươi nói dễ dàng. Không khỏi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi hừ nhẹ lên tiếng, Phong Thiên trong các, Trùng Thiên Kiếm đặt ở trong kết giới, bản thân thì không phá nổi. Lại có Bắc Châu mạnh nhất người bảo vệ, Tuyết Phong Tứ Lão nhìn lấy, ta lại chỗ nào có thể đắc thủ. Bốn người bọn họ lão già kia liên thủ, thế nhưng là có thể so với Âu Dương Lăng Thiên tồn tại, như thế tường đồng vách sắt, ngươi nhường ta làm sao ra tay. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể trộm được sao? Không thể. Cái kia không phải. Nhưng ngươi có thể, trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm không khỏi bình tĩnh lên tiếng. Không khỏi sững sờ, Bách Lý Ngự Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi vừa mới điếc à, ta đánh không lại cái kia bốn cái lão gia hỏa liên thủ, lại không phá nổi kết giới kia, sao có thể tới tay? Ta nói ta không thể, là ta không có thực lực kia, cùng kiếm vương cấp cao thủ so đấu, nhưng ngươi có, cho nên ta có thể để ngươi tới tay. Nhẹ nhàng liếc nàng một cái. Trác Phàm sâu xa nói, ngươi nghe nói qua cái gì gọi là dương đông kích tây sao? Con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh,
Bách Lý Ngự Vũ nhất thời không sai, người nói là nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi bọn họ. Thế nhưng là bốn người bọn họ lão gia hỏa, đều là sống mấy ngàn năm lão giang hồ, há có thể dễ dàng như vậy trúng kế. Mà lại kết giới kia ta cũng mở à không? Đối phó những lão gia hỏa này, một loại đối sách đương nhiên không có tác dụng, cho nên nhất định phải dùng liên hoàn kế. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, lão nhân gia kinh lịch cả một đời, nắm giữ đến nhiều nhất, cho nên tay cầm cũng nhiều nhất, tốt nhất tìm, ba người thành hổ có từng nghe chưa? Trong mắt tràn đầy mê mang, Lãnh Vũ Kiếm Vương một mặt không hiểu. Hơi hơi ngoắc ngoắc tay, để Lãnh Vũ Kiếm Vương đi tới, Trác Phàm cứ như vậy ngăn cách tầng tầng lao ngục kết giới, hướng Bách Lý Ngự Vũ mật ngữ lên tiếng. Đợi sau cùng nghe tất cả kế hoạch, Bách Lý Ngự Vũ thật sâu liếc hắn một cái, nghi nói, dạng này. Thật có tác dụng. Yên tâm đi, quan tâm sẽ bị loạn, lão nhân gia lớn nhất dễ lừa gạt, cho dù bọn họ là lão giang hồ cũng giống vậy. Trong mắt chớp động lên nhấp nháy tinh quang, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Rõ ràng gật đầu, Bách Lý Ngự Vũ quay người lại, thẳng đi ra ngoài, ta đi thử xem, nếu là còn không được, ta trở lại tìm ngươi tính sổ sách, hừ. Nhưng là tuyệt đối đừng cố ý thất bại, hồi tới tìm ta, chiêu này chỉ có thể dùng một lần, đừng lãng phí ta tâm huyết cùng tế bào não. Yên tâm đi, nếu là một lần thành công, quỷ tài nguyện ý trở lại tìm ngươi, hừ. Ngoài cửa Bách Lý Ngự Vũ một tiếng gầm thét truyền đến, nghe thanh âm, lại là đã đi xa. Nhìn đến nữ ma đầu kia rốt cục rời đi, Vũ Thanh Thu mới một mặt kinh dị nói, Trác Phàm, người bây giờ đầu nhập vào Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc. Đúng vậy a, người không phải nói không biết gây bất lợi cho Bắc Châu a. Thượng quan Khinh Yên cũng là vội vã lên tiếng. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đúng vậy a, ta không biết gây bất lợi cho Bắc Châu. Cũng không có đầu nhập vào Trung Châu, ta chỉ đang vì mình làm việc mà thôi. Các ngươi có thể hiện tại đi cáo trạng, nhưng sẽ không cải biến ta kế hoạch. Các ngươi vừa mới cũng nghe nói, ta muốn đi Bắc Hải, Hải Minh Tông tuyệt sẽ không vì ta đem kết giới bỏ đi. Cho nên ta chỉ có thể mượn Bách Lý Ngự Vũ chi thủ, đem kết giới này lực lượng yếu bớt, tốt khởi hành tiến về, ngược lại là có thể tiết kiệm một khỏa long tức đan, cớ sao mà không làm đây, ha ha ha. Trác Phàm khóe miệng vĩnh viễn treo cái kia nhìn không thấu nụ cười, hai người gặp này lại là càng thêm mê hoặc. Mà địa lao bên ngoài, một chỗ xác chết trước đó, Bách Lý Ngự Vũ mặt mũi tràn đầy phẫn uất chi sắc, hít thật sâu về sau, bỗng nhiên xuất ra một đạo lệnh bài, liền muốn hung hăng ném đi, nhưng là vừa vặn huy động cánh tay, lại là lại bỗng dưng dừng lại. Cầm tới trước người, nhìn thật kỹ, lại chính là cái kia Trác Phàm làm cho người cho nàng tạo tiền ra lệnh bài. Tiền Phàm tiền mưa phu phụ, tự mình áp giải vật tư đến bản tông. Lúc đó Hải Minh Tông quản sự tiếng vẫn như cũ vẫn cứ bên tai bờ quanh quẩn, Bách Lý Ngự Vũ chăm chú cầm lấy tấm lệnh bài kia chăm chú nhìn, lại là nhất thời cái mũi tính toán, hung hăng xoa xoa, trong mắt đã là có nước mắt mang chớp động. Tiếp lấy đem lệnh bài kia thu hồi, liền dưới chân bỗng nhiên một bước, thoáng chốc hướng nơi xa thông thiên các phương hướng bay đi. Yên tĩnh đêm tối, ngôi sao phủ đầy bầu trời. Thâm thúy mà vắng vẻ, không có một tia tiếng vang, cùng thường ngày yên ổn. Phong thiên trong các, bốn tên lão giả tóc trắng cũng lạnh nhạt ngồi vây quanh tại một cái đồng trụ trước tính tọa, hai con người khép hờ, sắc mặt bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng. Cái kia đồng trụ phía trên, phong thiên kiếm rạng rỡ sâu ánh sáng màu xanh lam, lại là thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài tản ra thần bí ánh sáng, phản chiếu bốn phía tầng kia vô hình kết giới, cũng thỉnh thoảng nổi lên từng trận dập dần gợn sóng. Oanh! Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng ngút trời tiếng vang lại là mãnh liệt mà vang vọng giữa trời. Thượng thiên đảo xa xa mới, ngoài 10 dặm, hỏa quang nổ thiên, xông thẳng lên trời, phản chiếu nửa cái bầu trời đều thành đỏ thẫm chi sắc. Thân thể nhìn không được chấn động, bốn tên lão giả bị cái này nổ vang rung trời đồng thời bừng tỉnh, xa xa nhìn về phía nơi xa cái kia đang hỏa lan san chi địa, trong tai nghe lấy từng tiếng ồn ào bắt đầu dần dần liên tiếp ra. Nghĩ đến là trong tông môn người tất cả đều đến đó xem tình huống, mi mắt bất giác cùng nhau nhăn lại tới. Cái này là làm sao, tốt đại động tĩnh a, trong tông sao sẽ xuất hiện chấn động mạnh như vậy động, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ. Nhẹ nhàng địa vuốt vuốt râu dài, một lão giả trong mắt hiện ra hồ nghi, nhìn về phía người khác nói. Hơi hơi trầm ngâm một chút, một tên lão giả khác lại là chậm rãi lắc lắc đầu, tiếp tục hợp mắt nhắm mắt, thì thào lên tiếng. Dường như cái gì đều không phát sinh giống như, không có gì đáng ngại,
lại lớn sự tình có tông chủ và Lăng Thiên chăm sóc, chúng ta bốn người chức trách cũng là ở chỗ này trông coi mà thôi. Làm tốt chính mình bản phận là được, hắn sự tình không cần quản. Liếc nhìn nhau, còn lại mấy người suy nghĩ một chút, lại nhìn xem nơi xa hồng quang, đều là khẽ gật đầu, đúng là lần nữa thở sâu, bình tĩnh tâm tình, lại tĩnh tâm bắt đầu tính tọa. Dường như vừa mới cái kia âm thanh nổ tung, không tại bọn hắn Hải Minh Tông khu vực bạo giống như. Báo. Thế nhưng là, bốn người bọn họ lão gia hỏa lần nữa nhập định, vẫn chưa tới một phút thời điểm, một tiếng thất kinh hét lớn lại là đột nhiên từ các bên ngoài vô cùng lo lắng địa truyền vào tới. Ngay sau đó, một tên thân mang Hải Minh Tông đệ tử trang phục nam tử, liền vội vội vàng vàng bay vào được, nhìn thấy bốn người, lúc này liền cúi đầu thân thể, khóc kể lể bốn vị cung phụng, việc lớn không tốt. Không, Bất Bại Kiếm Tôn cùng Ngũ Đại Kiếm Vương bọn họ đã đánh vào đến, tông chủ lâm nạn, Âu Dương Lăng Thiên sư thúc cũng nhanh chịu không được, mời bốn vị cung phụng tranh thủ thời gian cứu viện. Cái gì? Không khỏi nhất thời quá sợ hãi, lúc trước còn sắc mặt bình tĩnh bốn người, chợt nghe như thế làm người nghe kinh sợ tin tức, không khỏi tất cả đều bỗng nhiên một cái thông minh, lúc này mở hai mắt ra, không thể tin nhìn về phía người kia nói, chuyện này là thật. Sao lại có thể như thế đây, ta tông kết giới vẫn chưa bị phá hư, Bất Bại Kiếm Tôn bọn họ coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có lý do từ trống rỗng xuất hiện tại trong tông A. Hơn nữa còn phát động đột nhiên như vậy tập kích, đánh chúng ta một trở tay không kịp, đến tột cùng làm sao làm được. Trầm mặc. Người kia nghe đến cái này bốn cái cung phụng nghi vấn, không hề nói gì, chỉ là ánh mắt sợ hãi, thân thể một mực đang run rẩy, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, dường như bị sợ mất mật giống như, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Uy, ngươi là vị nào trưởng lão tọa hạ đệ tử, cha hỏi ngươi đây, tại sao không trở về phục? Ánh mắt khẽ híp một cái, một tên cung phụng trong mắt mang theo một chút hồ nghi, lạnh lùng theo dõi hắn, quá to, là ngươi tận mắt thấy Bất Bại Kiếm Tôn bọn họ bóng người. Còn có tông chủ lâm nạn sao? Một mặt sợ hãi địa gật đầu, người kia vẫn như cũ đầy mặt sợ hãi nói, là, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực, bốn tên lão giả liếc nhìn nhau, trong lòng đều là nổi lên nói thầm. Cái này báo tin tiểu tử, làm sao kỳ quái như thế a? Coi như lại bị dọa sợ, vừa mới báo tin lúc nói thẳng chuồn mất, làm sao hiện tại ấp a ấp úng. Bốn vị cung phụng đại nhân, Phong Thiên Kiếm, nhanh lấy Phong Thiên Kiếm. Thế mà, còn không đợi bọn hắn tiếp tục vặn hỏi, lại là hét lớn một tiếng lại là bỗng dưng từ các bên ngoài lần nữa truyền đến. Sau đó lại là một tên đệ tử dạng nhân vật, phong trần mệt mỏi, một thân chật vật thì từ bên ngoài bay vào được. Vừa tới đến trước mặt bọn hắn, liền bịch một tiếng nằm sấp tại dưới chân bọn hắn, quát ầm lên, Lăng Thiên sư thúc trọng thương, Song Long Viện cùng Đông Châu Thượng Quan gia chư vị minh hữu cũng tất cả đều bị thương tại thân, lại khó đứng vững. Sư thúc thỉnh cầu bốn vị cung phụng, nhanh mang theo thần kiếm tiến đến chợ chiến A. Nói xong, người kia liền run một cái, phốc một tiếng phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, trong nháy mắt ngất đi. Xem xét cũng là trọng thương tại thân, nỗ lực chạy đến cầu viện. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, bốn người không khỏi càng thêm lớn kinh hãi. Không thể nào, bên ngoài chiến sự kịch liệt như vậy A, vừa mới bắt đầu giống như thì bẻ gãy nghiền nát cũng bị người nhà toàn diệt. Thực lực đối phương, thật mạnh mẽ như vậy sao? Trong lòng mang hồ nghi, bốn trên mặt người cũng là lộ ra chấn kinh khuôn mặt, nhưng nghĩ đến có Bất Bại Kiếm Tôn tỏa chấn, bốn người cũng liền nhất thời tiêu tan. Có cái kia lão yêu quái phía trước trùng phong, phe mình nếu không có thần kiếm trợ trận, xác thực là rất khó cản hắn một phân một hào. Nghĩ tới đây, ba tên lão giả không khỏi vội vã nhìn về phía một tên tuổi tác hơi lớn lão giả nói, đại ca, cái này. Mi mắt chăm chú ngưng tụ thành cái vấn đề, tên lão giả kia nguyên bản bình tĩnh tâm cũng không thấy nhất thời loạn. Vốn là lấy hắn ý kiến, ổn thỏa trong lúc đó, vẫn là biết rõ ràng chân tướng làm tiếp hành động mới tốt. Nhưng là bây giờ, hắn còn chưa kịp hỏi ngoài sáng là từ, liền đã đến như vậy sống còn thời khắc, lại là để hắn nhất thời phân không rõ thật giả. Giờ này khắc này, đến tột cùng như thế nào chỗ chi đâu? Bốn vị cung phụng đại nhân, cứu mạng A. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thế mà, ngay tại hắn cái này nhất thời do dự ở giữa, một tiếng càng thêm thê lương hô hoán lại là nhất thời từ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến. Trong lòng bất giác bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, bốn người đồng thời sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Quả nhiên, lần này bay vào được là một tên nữ đệ tử,
toàn thân 7-8 đạo bị thương, tràn đầy ô uế, khuôn mặt tức thì bị huyết sắc bao trùm, mới vừa vào đến thì bỗng dưng ngã sấp tại bốn người dưới chân, khóc thảm kêu rên nói, bốn vị cung phụng đại nhân, Âu Dương sư thúc hắn. Bốn khỏa già nua tâm bất giác hung hăng run run, bốn người vội vàng cùng nhau lên tiếng, mặt mũi tràn đầy háo sắc, Lăng Thiên hắn làm sao? Sư thúc hắn bị Bất Bại kiếm tôn một kiếm đánh chết, ô ô ô. Nữ tử kia thật sâu nhìn lấy bốn người, run rẩy nửa ngày, mới cuối cùng một tiếng kêu thảm kêu đi ra, tiếp lấy liền mắt tối sầm lại, cùng phía trước người kia một dạng, lại cho ngất đi. Thế nhưng là, cái này bốn cái lão gia hỏa đã không để ý tới nàng, liếc nhìn nhau, đều là một mặt kinh hãi chi sắc. Âu Dương Lăng Thiên, bọn họ Hải Minh Tông thậm chí Bắc Châu mạnh nhất tu giả, cũng là duy nhất có thể đem Phong Thiên Thần Kiếm vận dụng đến xuất thần nhập hóa nam nhân, vậy mà mất mạng tại Bất Bại kiếm tôn thủ hạ. Như thế tới nói, bọn họ Hải Minh Tông thế nhưng là không người kế tục, cả đời tâm huyết, mấy ngàn năm hy vọng hoàn toàn sụp đổ. Trong lúc nhất thời, bốn người bất giác tất cả đều giật mình chứng, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Bên ngoài tiếng ồn ào càng ngày càng vang, một lão giả ngốc một lát sau, cuối cùng lấy lại tinh thần, không nói hai lời nhìn về phía lão đại bọn họ nói, đại ca, tông môn đại nạn, chúng ta nhanh đi trợ chiến A, bằng không chờ tông môn một số đệ tử ưu tú chết sạch, vậy chúng ta thì thật không kịp, tông môn muốn bị diệt A. Đúng, không sai, chỉ là kiếm này theo quy củ. Hơi hơi gật gật đầu, cái kia đại cung phụng cũng đã không còn qua lo lắng nhiều, mà chính là liên tục không ngừng nhìn về phía cái kia Phong Thiên kiếm chỗ, lại có chút chần chờ nói, theo lý không có lý do đặc biệt. Kiếm này không thể lấy chồng, hôm nay chúng ta đem kiếm tùy tiện xuất ra đi, tựa hồ. Gấp đến độ thẳng rậm chân, còn lại ba tên lão giả nhìn lấy đây hết thảy, lại là cùng nhau kêu rên lên tiếng, ta đại ca, đến lúc nào rồi, ngươi còn quản quy củ này. Không có cái này Phong Thiên kiếm, chúng ta làm sao đi cản cầm lấy Bá Thiên kiếm Bất Bại kiếm tôn. Chẳng lẽ nói chê hắn giết người không đủ nhiều, chúng ta cho hắn góp đủ số đi sao? Khẩn cấp như vậy tình huống. Đại ca ngài thì đừng như vậy nhiều lo lắng. Chẳng lẽ ngài còn sợ cái này Phong Thiên kiếm, tại mình trên tay ném sao? Thân thể nhịn không được chấn động, cái kia đại cung phụng thật sâu nhìn ba người liếc một chút, suy nghĩ một chút, cuối cùng tròng mắt ngưng tụ, hung hăng gật gật đầu. Không sai, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, ngăn lại cái kia lão yêu quái mới là chuyện khẩn yếu. Tuy nhiên tại bên trong như có cái gì chỗ kỳ hoặc, nhưng nói chung vẫn không có gì lớn. Có bốn người bọn họ liên thủ nhìn lấy, cho dù Phong Thiên kiếm lấy ra, cũng không có gì quan trọng. Nghĩ như vậy, cái kia đại cung phụng cuối cùng ánh mắt nhất định, hét lớn lên tiếng tốt, kết ấn, lấy kiếm. Vừa dứt lời, còn lại ba người cũng là cùng nhau gật đầu một cái, liền đột nhiên bắt đầu kết động ấn quyết. Chỉ một thoáng, bốn người thủ ấn cùng một chỗ tung bay, nhưng nghe đạo đạo không gian chấn động thanh âm không ngừng, từng đạo vô hình gợn sóng. Từ kết giới kia chỗ phát ra, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, nhưng nghe ông một tiếng vang nhỏ, kết giới kia đã là hoa một chút, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Phong Thiên kiếm cái kia băng lãnh khí tức, vù vù hướng ra phía ngoài tản ra từng trận hàn khí, nương theo lấy từng đạo trường kiếm ngâm khẽ kêu to, thân kiếm kia tại đồng trụ phía trên hơi hơi rung động một chút, chậm rãi địa phi ra cái kia đồng trụ phía trên. Song đồng ngưng tụ. Cái kia đại cung phụng nhất thời hơi vung tay, đến. Bạch, dường như nghe hiểu hắn lời nói, trường kiếm kia hóa thành một đạo băng lãnh lưu quang, bỗng nhiên hướng trong tay hắn bay đi. Hiu 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 hiu. Thế mà, ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Từng đạo xen lẫn ngân sắc tia điện kiếm khí, lại là không biết từ nơi nào, ào ào hướng bốn người trước người bắn tới, chớp mắt tới gần. Cái kia khí tức khủng bố. Mới vừa tới đến trước người bọn họ, liền để bọn hắn ngăn không được thân thể run một cái, cảm nhận được tử vong khí tức. Không dám chậm trễ chút nào, bốn người bản năng quay người lại, ào ào nhảy đến một bên, né tránh đi. Đụng! Thế nhưng là, bọn họ né tránh, nhưng là cái kia chính hướng đại cung phụng trong tay chạy như bay Phong Thiên kiếm lại là hoàn toàn không có tránh thoát một kiếm này khí tập kích. Nhưng ngửi một tiếng thanh thúy tiếng vang phát ra. Người thánh binh kia đã là đột nhiên bị cái này bất chợt tới chặn đánh, đánh cái thất điên bát đảo, chuyển vài vòng, đã là không phân rõ đại cung phụng phương hướng, bỗng dưng ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh. Mà cũng ngay một khắc này, một bóng người xinh đẹp nhất thời tại bốn người cái kia kinh dị trong ánh mắt bay qua, một thanh liền đem cái kia Phong Thiên kiếm vững vàng chộp trong tay,
sau đó chậm rãi rơi xuống cách bốn người ngoài trăm thước địa phương, lộ ra băng lãnh đôi mắt, lại chính là mới vừa rồi cái kia sau cùng bay vào Phong Thiên Các, hướng bọn họ báo tin nữ đệ tử không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ này khắc này, cái này người nữ đệ tử trên thân lại là tản ra cực kỳ cường hãn khí tức khủng bố, cho dù là bốn người bọn họ cảm giác được, cũng ngăn không được địa một trận kinh hãi. Ngươi, đến tột cùng là ai, mau đưa Phong Thiên Kiếm để xuống. Trong mắt chớp động lên kinh nghi, bốn người cùng nhau hét lớn lên tiếng, nhìn chòng chọc người kia khóe mắt, song quyền chăm chú nắm lại tới. Thế nhưng là người kia cũng không có xem bọn hắn liếc một chút, chỉ là mặt không thay đổi nhìn trong tay thần kiếm, trong mắt lại rất kỳ quái, không có vui sướng chút nào chi sắc. Đám kia lão gia hỏa hành tẩu giang hồ mấy ngàn năm, đơn giản dương đông kích tây là không lừa được bọn họ. Huống hồ, cho dù đem bọn hắn dẫn đi, cất giữ Phong Thiên Kiếm kết giới, người cũng không phá nổi. Cho nên, cuối cùng vẫn là phải dùng dẫn xà xuất động chiêu này, để chính bọn hắn thanh kiếm lấy ra cho thỏa đáng. Mà dưới tình huống nào, bọn họ hội không để ý chính mình chức trách, không chút do dự cầm kiếm. Rất đơn giản, tông môn đại nạn thời điểm, đám lão gia này đều là tông môn xương cánh tay chi thần, cái này tông môn cũng là bọn họ máy nguồn, cũng là bọn họ cả đời cầm giữ có thành tựu, cũng là bọn hắn xương sườn mềm chỗ. Ngươi dùng cái này đến dẫn dụ bọn họ, là không thể tốt hơn. Mà như thế nào dẫn dụ, cũng là tiếp theo mà tính, ba người thành hổ. Ta biết giống những lão hồ ly này, cả đời cẩn thận chặt chẽ, tuyệt đối là rất khó lừa gạt. Chỉ là chuyện gì, nói người nhiều, người không tin cũng phải tin, nhân tính vốn nhiều nghi, ai cũng cùng dạng. Lại nói, chúng ta cũng không cần bọn họ hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần bọn họ có một chút hồ nghi, lại thêm sự kiện này trọng đại, lý do an toàn, bọn họ nhất định sẽ tự mình lấy kiếm. Đương nhiên, cớ cũng là cớ, bên trong sơ hở khẳng định không ít, cho nên người muốn lấy nhanh đánh nhanh. Vội vàng phía dưới, những lão già kia trong lòng quính lên, thì cái gì đều chú ý không? Lại thêm cao thủ đồng dạng đối với mình đều thẳng tự phụ, cho nên. Ha ha ha, cầm tới kiếm hậu, đi đường cẩn thận, lãnh vũ kiếm vương. Nhìn chằm chằm cái kia vừa mới tới tay Phong Thiên Kiếm bất động, trong tai dường như còn vang trở lại Trác Phàm tại địa lao bên trong cùng với nàng bố trí hết thảy, Bách Lý Ngự Vũ hơi hơi run run động một cái bờ môi, lại là có chút phẫn nộ. Sau đó hung hăng chừng cái kia bốn cái đồng dạng tại một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng lão gia hỏa về sau, mắng to lên tiếng, bốn người các ngươi lão gia hỏa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao đần như vậy, dễ dàng như vậy ở giữa tiểu tử kia mà tính, các ngươi não tử là bị chó ăn sao? Ách! Không khỏi bỗng dưng trì trệ, cái kia bốn cái lão đầu tử lẫn nhau nhìn xem về sau, lại là nhất thời mắt trợn tròn. Ân, nữ tử này vừa mới có ý tứ gì? Nàng đoạt mình thần kiếm, còn trách mình trúng kế, tựa như là nàng vốn không muốn đoạt, là mình không phải làm cho nàng đoạt một dạng, cái này đạo lý gì? Trên đời này, có bức kẻ cướp đoạt chính mình người sao? Vẫn là nói nhà đầu này tại nhục nhã mình bốn cái. Hắn nãi nãi, thực sự khinh người quá đáng, cướp người ta đồ vật còn làm nhục người IQ, quá không tử tế. Nhà đầu, người đến tột cùng là ai, dám thiết kế cướp ta tông Phong Thiên thần kiếm? Mau mau còn tới, chúng ta còn có thể tha cho ngươi rời đi, nếu không mà nói, hừ hừ. Hung hăng cắn răng, bốn cái lão gia hỏa lại vội vừa giận, mắng to lên tiếng. Thế nhưng là Bách Lý Ngự Vũ nghe đến, lại là khinh thường bĩu môi, bốn cái lão già kia, các ngươi cái này bất lực kêu gào, vẫn là lưu cho các ngươi Hải Minh Tông chính mình đệ tử trước mặt khoe oai đi. Muốn tại ta Bách Lý Ngự Vũ trước mặt hô to gọi nhỏ, các ngươi còn không có tư cách này. Cái gì? Lãnh Vũ Kiếm Vương, Bách Lý Ngự Vũ. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, bốn tên lão giả bất giác cùng nhau giật nảy cả mình, ngươi làm sao lại tại bản tông bên trong, ngươi là làm sao trà trộn vào đến. Cười lạnh, Bách Lý Ngự Vũ từ chối cho ý kiến, lão nương muốn tiến các ngươi như thế cái tiểu địa phương, còn dùng mất bao công sức nhỉ à, đương nhiên nghênh ngang tiến đến, hừ hừ hừ. Hiện tại lão nương muốn đi, tin tưởng các ngươi cũng không làm gì được ta, không tiễn. Hơi hơi một phát miệng, Bách Lý Ngự Vũ liền muốn đứng dậy, thế nhưng là còn không đợi nàng động một cái cước bộ. Ông một tiếng vang nhỏ, cái kia Phong Thiên Kiếm đúng là mãnh liệt địa chấn động, phảng phất muốn tuột tay mà bay một dạng. Minh bạch đây là thần kiếm phản kháng, đối với không có sửa qua Phong Thiên Kiếm đạo nhân, muốn lấy đi Phong Thiên Kiếm, cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá trăm dặm Ngự Vũ là ai, cửu kiếm vương thực lực,
lại là bá thiên kiếm nói tu luyện giả. Mà lại ngũ đại thần kiếm, đồng xuất một môn, lẫn nhau chung. Sau đó nàng chỉ là trong mắt ngưng tụ, cường đại sấm sét kiếm kình nhất thời quán chú thân kiếm, liền trong nháy mắt áp chế thần kiếm bạo động. Cái này cũng may mà là nhân loại cầm kiếm, thần kiếm đối với nhân loại không có ác ý, nếu là gặp phải thánh thú lời nói, đoán chừng cái này thần kiếm vô luận như thế nào đều sẽ đem dã thú kia xé nát. Mà thần kiếm không còn rung động về sau, Bách Lý Ngự Vũ lúc này một cái thủ quyết, liền đem thần kiếm thu nhập chính mình trong giới chỉ. Bách Lý Ngự Vũ, thanh kiếm lưu lại, nếu không ngươi mơ tưởng rời đi. Thấy tình cảnh này, Phong Thiên Kiếm đã hoàn toàn nhập người ta hầu bao, Tuyết Phong Tứ Lão bất giác lúc này quá sợ hãi, ngay sau đó bốn người cùng nhau xuất trường, từng đạo lạnh kiếm mang nhất thời đem Bách Lý Ngự Vũ trước sau trái phải đường đi toàn bộ phủ kín, đoàn đoàn bao vây. Khinh thường nhếch nhếch miệng, Bách Lý Ngự Vũ không chút phật lòng, trên thân khí thế bỗng nhiên đại phóng, hai tay huy động liên tục, từng đạo sấm sét nhất thời nổ vang, lạnh lẽo kiếm mang trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng tán đi. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, tại từng đạo kịch liệt liên tục bạo hưởng bên trong, toàn bộ Phong Thiên Các ầm vang một chút, hoàn toàn nổ tung thành hư vô, toàn bộ chân trời cũng nhất thời hóa thành ngân quang nhấp nháy cùng hàn mang phi tuyết. Mỗi người một nửa giang sơn chi cảnh. Chờ giây lát về sau, hết thảy bình tĩnh, bụi mù tiêu tán, Tuyết Phong Tứ Lão lại nhìn về phía trước lúc, lại nơi nào còn có cái kia Lãnh Vũ Kiếm Vương cái bóng đâu. Người, sớm liền không biết chạy đi đâu. Tuy nói Tuyết Phong Tứ Lão bốn người liên thủ, tương đương với Âu Dương Lăng Thiên thực lực, Bách Lý Ngự Vũ đối lên tuyệt đối đánh không lại. Nhưng tương tự, Tuyết Phong Tứ Lão đối phía trên Bách Lý Ngự Vũ, cũng không thể để người ta thế nào. Ngang nhau dưới thực lực, người ta muốn từ bốn người bọn họ trong tay đoạt kiếm, căn bản làm không được, nhưng bốn người bọn họ muốn giữ người ta lại, cũng hoàn toàn lưu không được. Tám lạng nửa cân, chỉ thế thôi, ai cũng không có mạnh hơn người nào bao nhiêu. Cho nên, tuy nhiên vừa mới bốn người bọn họ kêu gào địa lợi hại, nhưng có lẽ sớm đã nghĩ đến, cái này Phong Thiên Kiếm một khi rơi vào Bách Lý Ngự Vũ trong tay, bằng bốn người bọn họ là đừng nghĩ lại cướp về. Vừa mới xuất thủ. Cũng chỉ là sau cùng tận trách mà thôi. Xa nhìn cái kia trống rỗng nửa đêm hư không, không có một bóng người, bốn người liếc nhìn nhau, lại đều là ảo não lắc lắc đầu, tràn đầy hối hận chi sắc. Mà cái kia một phương diện khác, lúc trước ánh lửa ngút trời chỗ, giờ này khắc này cũng đã vây đầy người, lại chính là Âu Dương Lăng Thiên, Lăng Vân Thiên cùng Song Long Chí Tôn chờ một đám các châu cao tầng tề tụ. Hải Minh Tông đệ tử các trưởng lão, cũng ào ào ở bên cạnh chờ lấy. Ngó nhìn nơi này hết thảy, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, nhưng như cũ cái gì cũng nhìn không ra. Lăng Tông Chủ, nơi này là địa phương nào a? Mộ Dung Liệt mi mắt sâu nhăn, yên tĩnh nhìn lấy cái này bán kính một dặm đám cháy, nghiêm túc nói, đối phương có thể tại trong khoảnh khắc đem nơi này hủy thành bộ dáng như vậy, nhất định không phải hạng người bình thường. Chỉ sợ đã có các châu đệ nhất cao thủ thực lực, chỉ là nơi này có cái gì quan trọng? Để hắn nóng lòng ở chỗ này làm lớn như vậy phá hư. Mi mắt thật sâu nhíu lại, còn lại người cũng là khẽ gật đầu, nhìn về phía Lăng Vân Thiên chỗ đó. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Lăng Vân Thiên thở dài một tiếng, sâu xa nói, nơi này là Hải Minh Tông phòng luyện đan, rất nhiều dược tài ở chỗ này chứa đựng luyện chế, chẳng lẽ bọn họ muốn hủy chúng ta đan dược? Khẳng định là như vậy, Trung Châu thám tử đã lăn lộn đến trong tông môn đến, ngay tại trắng trợn phá hư đâu. Hung hăng gật gật đầu, bộ hành vân nhất trí tán đồng, nhìn về phía Lăng Vân Thiên cung kính liền ôm quyền nói, Lăng Tông Chủ, còn mời ngài tăng lớn thăm dò cường độ, mau chóng đem cái này mật thám tìm ra. Xem ra trừ tiền kia nhà thương đội, còn có đồng bọn không có bị bắt. Ta cảm thấy, cần phải bất chợt tới xem xét tiền phàm kia mới đúng. Liếc nhìn nhau, mọi người suy nghĩ một chút, cũng là khẽ gật đầu. Lăng Vân Thiên khẽ vuốt cái này rear map, trầm mặc không nói. Lại là không biết tại suy nghĩ cái gì. Dường như nhìn ra khác ý nghĩ, Âu Dương Lăng Thiên không khỏi khẽ cười một tiếng, Tông Chủ, giống như ngài cũng không tán đồng đây là thám tử gây nên đi. Đúng vậy a, người vừa mới cũng nói, trong nháy mắt có thể tạo thành như thế lực phá hoại cao thủ, dù nói thế nào cũng là giống như ngươi cường giả. Mà Trung Châu người như vậy, cũng chỉ có Cửu Kiếm Vương. Rear mép khẽ run, Lăng Vân Thiên trong mắt tinh mang nhấp nháy, đạm mạc lên tiếng. Mà Cửu Kiếm Vương lăn lộn đến nơi đây, thế mà chỉ vì nổ chúng ta một cái phòng luyện đan. Đây cũng quá đi đi, cái này muốn truyền đi,
như thế trộm đạo hành động, chính hắn cũng không tốt nghe đi. Yên tĩnh địa suy nghĩ một chút, mọi người cũng là khẽ gật đầu, không tệ, thực lực đến cửu kiếm vương đẳng cấp này cao thủ đều là muốn mặt mũi người, làm sao sẽ làm xấu xa như vậy sự tình. Có lẽ, cũng không phải là cửu kiếm vương, mà chính là hắn thế lực cao thủ đây. Lúc này, Mộ Dung Tuyết ánh mắt giật mình lo lắng, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, thì thào xuất khẩu. Nghe được lời này, mọi người bất giác sững sờ, cùng nhau nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy không hiểu. Trừ Trung Châu cửu kiếm vương bên ngoài khác cao thủ, vậy cũng chỉ có các châu tối cường giả. Bài trừ Tây Châu cùng Đông Châu cái kia hai tên phản đồ, cũng chỉ có Nam Châu Mộ Dung Liệt cùng Bắc Châu Âu Dương Lăng Thiên có như vậy công lực. Chẳng lẽ nói ngươi là hoài nghi ngươi đại ca, vẫn là hoài nghi Âu Dương Lăng Thiên chính mình cho chính mình thiêu hậu viện a? Mọi người không hiểu, cũng chỉ có Mộ Dung Liệt, gặp qua Trác Phàm bên người Bách Lý Ngự Vũ, lại cũng không biết Bách Lý Ngự Vũ là thần thánh phương nào, mới hiểu được chính mình muội tử ý tứ Tuyết Nhi, ngươi nói là nữ nhân kia. Hơi hơi gật gật đầu, Mộ Dung Tuyết không nói gì, nhưng trong mắt đã là lóe qua trần trụi hàn mang. Ầm ầm. Thế mà, đúng lúc này, từng tiếng sấm sét nổ vang lại là nhất thời theo cái kia Phong Thiên Các truyền đến, âm thanh chấn thương khung. Hỏng bét, Phong Thiên Kiếm. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Âu Dương Lăng Thiên nhất thời kinh hãi, vội vã hướng Phong Thiên Các phương hướng đột ngột đến bay đi. Mọi người gặp này, cũng là dường như nghĩ đến cái gì, cùng nhau hướng chỗ đó bay đi. Chỉ bất quá, tại Mộ Dung Liệt muốn đứng dậy tiến đến lúc, Mộ Dung Tuyết lại là bỗng dưng bắt hắn lại, lẩm bẩm nói, đại ca, người trước đi xem một chút, ta còn có việc, thì không qua. Người có chuyện gì? Mi mắt lắc một cái, Mộ Dung Liệt mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, hiện tại chuyện gì, có thể so sánh Hải Minh Tông cái này đột nhiên tiếp liền gặp tập kích phải lớn. Ai, người đừng quản, ta đi xem kỹ một chút liền đến. Tốt a, chú ý an toàn. Cái này Hải Minh Tông có như thế cao thủ cất giấu, cũng lại không là bình tĩnh. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Mộ Dung Liệt thấy được nàng cái kia ánh mắt kiên định, cũng không nhiều lời, chỉ là dặn dò một tiếng, trực tiếp từ rời đi, đuổi theo mọi người tốc độ. Mộ Dung Tuyết thì là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bỗng nhiên hướng địa lao phương hướng đi đến, miệng phía trên còn thì thào không ngừng, đáng chết tiểu tử, bọn họ thương đội duy chỉ có thiếu nữ nhân kia, nhất định là nàng làm. Tiểu tử này tại trong lao còn không yên ổn, làm ra lớn như thế án, không có chút nào hối cải chi tâm. Lần này bất luận như thế nào, nhất định muốn giết hắn mới được. Không phải vậy Hải Minh Tông không biết còn sẽ có bao nhiêu tai họa, lại sẽ có bao nhiêu người vô tội hy sinh. Oanh! Thế mà, ngay tại lúc này, nàng lời còn chưa dứt, tối nay tiếng thứ ba tiếng vang lại là lần nữa phát ra. Ngay sau đó, nhưng thấy bầu trời run run một hồi về sau. Liền bỗng dưng như miệng thủy tinh giống như, rầm rầm nứt ra, trên đầu ngôi sao, cũng phát ra càng thêm hào quang óng ánh, không trở ngại chút nào địa hạ xuống đến. Ngay tại hướng Phong Thiên Các tiến đến mọi người, không khỏi bỗng dưng trì trệ, cùng nhau dừng thân, nhìn lấy đây hết thảy, tất cả đều ngốc ở. Nam Châu mạnh nhất kết giới, Hải Minh Tông Phong Thiên kết giới, vậy mà. Bị người phá vỡ. Vũ huynh, người cảm thấy ta thủ pháp thế nào? Tối tăm trong địa lao. Sở Khuynh Thành ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, Trác Phàm chậm rãi đứng ở sau lưng nàng, trong tay cầm một thanh cây lược gỗ, từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng chậm rãi trải dưới, trong mắt tràn đầy địa ánh sáng nhu hòa. Từ khi ta cùng Khuynh Thành thành thân ngày đầu tiên, liền bị bách chạy tới Song Long Viện, còn chưa bao giờ cho nàng trải qua búi tóc, cái này là lần đầu tiên. Có lẽ có chút phụng về, nhưng tốt xấu hoàn thành tâm nguyện ta. Nếu là có gì không ổn chỗ, hai vị cho ta xách một chút, ta tốt cải thiện. Da mặt nhìn không được co lại, Vũ Thanh Thu nhìn lấy đây hết thảy, đã im lặng, Trác Phàm, người thật đúng là rất nhàn nhã đâu. Cái kia Lãnh Vũ Kiếm Vương là nghe ngươi lời nói, đi đoạt Phong Thiên Kiếm. Nếu là nàng thất bại, truy cứu tiếp theo, ngươi cùng Trung Châu những người kia cấu kết, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, khẳng định chết chắc. Nếu là nàng thành công, Hải Minh Tông người không làm gì được vị kia cô nãi nãi. Thế nhưng là đối ngươi lại hận thấu xương a, ngươi liền càng thêm chết chắc. Ta thì không hiểu, ngươi làm sao lại còn có thể như thế ngồi vững Thái Sơn, cùng người không việc gì một dạng đâu. Đúng vậy a, thực vừa mới cái kia Lãnh Vũ Kiếm Vương muốn cứu các ngươi ra ngoài, các ngươi cùng với nàng cùng đi chẳng phải hết. Cần gì phải lưu lại chịu chết đâu. Không khỏi hơi hơi bĩu môi, Thượng Quan Khinh Yên cũng là một mặt ai thán.
hoàn toàn không nghe bọn hắn đang nói cái gì, Trác Phàm chỉ là bốn phía quan sát đến ái thê sợi tóc, thỉnh thoảng bên này động động, bên kia nhìn một cái, khẽ cười nói cái này còn có chút loạn, quả nhiên. Loại sự tình này ta không quá am hiểu, còn phải luyện nhiều quen mới là. Khuynh Thành, vất vả ngươi. Uy, Trác Phàm, ta vừa mới nói, ngươi nghe đến không có. Nghe đến. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa cười một tiếng. Đầu tiên, ta đã sớm nói, ta cùng Trung Châu những người kia không có gì cấu kết, chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Thế nhưng là Hải Minh Tông những người kia là sẽ không tin tưởng. Không quan trọng. Thản nhiên cười, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, dù sao bọn họ tin tưởng hay không, cùng tính mạng của ta không có quan hệ gì. Tóm lại, ta sẽ không chết chính là, ha ha ha. Không khỏi sững sờ, Vũ Thanh Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào hắn, làm sao lại không quan hệ, bọn họ sẽ không để cho một cái Trung Châu thám tử, còn gián tiếp giết bọn hắn nhiều cao thủ như vậy người sống. Ngoài cửa những cái kia quy nguyên những cao thủ, tuy nhiên không phải ngươi giết, nhưng là Bách Lý Ngự Vũ vì cứu ngươi giết, ngươi thoát không can hệ. Bọn họ dưới cơn nóng giận, chắc chắn lấy tính mạng ngươi. Ai, đáng thương liền có thể thương hại Khuynh Thành, thật vất vả trông ngươi trở về, ngươi nhưng lại. Xuyệt, hướng hắn làm im lặng thủ thế, Trác Phàm bất giác cười thần bí, lẩm bẩm nói, Vũ huynh a, ngươi quả nhiên là chính đạo chi sĩ, ý nghĩ đều như thế chính thống a. Giết người thì thế nào, mật thám thì thế nào, cái này cùng ta sống hay chết, không hề quan hệ. Giết người liền muốn đền mạng à, cái kia trên đời này ai còn dám phạm sát giới đâu. Hừ hừ, chỉ là dọa người chơi đồ vật mà thôi. Giữa thiên địa cho tới bây giờ cũng là mạnh được yếu thua, chỉ cần ngươi đủ mạnh, chỉ có ngươi giết người khác không có cơ hội đòi mạng ngươi. Trác Phàm một bên đi tới đi lui, cho Sở Khuynh Thành trải lấy búi tóc, là như thế ấm áp. Trong miệng lại là nói trong thiên hạ lãnh khốc nhất lời nói. Tán đồng địa gật gật đầu, Vũ Thanh Thu thở dài, người nói đạo lý ta đều hiểu, quan trọng ngươi bây giờ là người yếu, người là dao thớt, ngươi là thịt cá, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Sợ, ta có gì mà phải sợ? Bất giác thản nhiên cười, Trác Phàm trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, lộ ra tà dị tiếu dung, trong tay bọn họ có đao, chẳng lẽ trong tay của ta liền không có đao sao? Trừ phi bọn họ muốn theo ta cái này một nghèo hai trắng xứng sở tiểu tử đồng quy vu tận, nếu không mà nói, bọn họ dám bắt ta như thế nào? Ngươi cho rằng ta dám công khai bị bọn họ phong tu vi, tiến cái này địa lao đến, hội không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Trong lòng bất giác run lên, Vũ Thanh Thu thật sâu nhìn lấy hắn, lại là càng phát ra nhìn không hiểu. Khóe miệng xẹt qua nụ cười quỷ dị, Trác Phàm thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, lại là đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút. Kiên định nói, trước kia ta không thể chết, là bởi vì ta ngóng trông cũng có ngày có thể phu thê đoàn tụ, hiện tại ta càng không thể chết, là bởi vì nàng cần ta. Ta sẽ không dễ dàng đem mệnh ta giao ra, ai cũng cầm không đi. Vậy ta tới cầm mạng ngươi, ngươi ác ma này. Đụng. Thế mà, ngay tại lúc này, nhưng ngửi một tiếng vang thật lớn phát ra, cái kia cửa nhà lao đụng một tiếng liền bị người đá văng ra. Đồng thời, một đạo réo rắt giọng nữ đột ngột đến truyền vào tới. Ngay sau đó, Mộ Dung Tuyết cái kia phẫn nộ khuôn mặt, nhất thời xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, đăng 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 đi xuống cái kia bậc đá xanh bậc thang, thẳng hướng về vẫn tại cho Sở Khuynh Thành tĩnh tâm trang điểm Trác Phàm đi tới. Thế nhưng là Trác Phàm, lại căn bản không có liếc nhìn nàng một cái. Không khỏi giật mình, Thượng Quan Khinh Yên gặp là mình thân mật tỉ tỉ Mộ Dung Tuyết đến, còn như thế vẻ giận dữ, không khỏi đuổi bước lên phía trước nghênh tiếp. Khuyên lơn, Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi làm sao, làm gì lớn như vậy hỏa khí a? Ngươi còn hỏi ta làm sao, chẳng lẽ ngươi không thấy được, bên ngoài từng bầy Hải Minh Tông trưởng lão xác chết. Hận hận chừng nàng liếc một chút, Mộ Dung Tuyết ít có hướng vị này đáng yêu muội muội gào thét lên tiếng, nhất thời liền đem Thượng Quan Khinh Yên hoảng sợ run một cái, lui về phía sau lui. Không tiếp tục ý biết cái này bị Trác Phàm sắc mê tâm khiếu muội muội ngốc. Mộ Dung Tuyết chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm, chất vấn Cổ Nhất Phàm, ta hỏi ngươi, bên ngoài những người kia là không phải ngươi giết. Tại Hạ Thường Văn Nam Châu Y Tiên Mộ Dung Tuyết cực kỳ thông minh, nhưng hôm nay xem xét, hoàn toàn cũng là cái ngốc cô nương, IQ là số âm A. Hơi hơi xây một chút Sở Khuynh Thành hai tóc mai, Trác Phàm bất giác thăm thẳm lên tiếng, ta hiện tại nguyên lực bị phong, tại kết giới này trung quan lấy, làm sao có thể ra đi giết người, ngươi ngốc sao?
Hận Hận thở câu chửi thề, Mộ Dung Tuyết cười lạnh, ngươi là không thể nào, nhưng bên cạnh ngươi nữ nhân kia đâu, bên ngoài người có phải hay không nàng giết? Vâng, Trác Phàm cũng không có không kiêng kỵ, lúc này mở miệng. Hung hăng gật gật đầu, Mộ Dung Tuyết chăm chú khẽ cắn môi quan nói, cái kia nàng giết bên ngoài những người kia, là muốn làm gì, có phải hay không là ngươi sai xử? Đương nhiên là xông tới cứu ta. Ta hỏi có phải hay không là ngươi sai xử, để cho nàng giết người cướp ngục. Cho nên ta nói ngươi ngốc sao, nếu là ta sai xử, ta còn đứng ở chỗ này làm gì, không đã sớm cùng với nàng cao chạy xa bay à. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm nhẹ liếc mắt một cái nàng cái kia tràn đầy phẫn hận ánh mắt, bất giác suy cười ra tiếng, không có lý do ta để cho nàng tới cứu ta, sau đó đi một vòng, thì lại làm cho nàng đi thôi. Cái này làm gì, địa lao chuyến du lịch một ngày sao? Phốc, nhịn không được che miệng, Thượng quan Khinh Yên nhất thời cười khẽ một tiếng. Mộ Dung Tuyết nghe đến, lại là hung hăng chừng nàng liếc một chút, nhất thời đem nàng dọa đến run một cái, không dám lên tiếng. Chốc lát, mới lại run rẩy lôi kéo vị này nổi giận đùng đùng tỉ tỉ tay áo, lên tiếng xin xỏ cho Tuyết tỉ, hắn nói đều là thật. Nữ nhân kia tới cứu hắn lúc, chúng ta đều tại chỗ. Là hắn kiên quyết không đi, nhận tội thái độ rất thành khẩn, nghĩ đến đã hối cải để làm người mới. Ngài có thể hay không để cho Mộ Dung Liệt đại ca cùng Lăng Tông chủ bọn họ van nài, thả hắn. Hối cải để làm người mới. Hừ, ta nhìn hắn là bản tính cũng khó rời đi. Không khỏi hung hăng phất ống tay áo một cái, tránh thoát cái kia Thượng quan Khinh Yên nũng nịu, Mộ Dung Tuyết lần nữa hung dữ trừng mắt về phía Trác Phàm, cắn răng nói, ta hỏi lại ngươi, vừa mới trong tông cái kia hai tiếng bạo hưởng, có phải hay không là ngươi sai xử nữ nhân kia làm? Ngươi đừng nghĩ phủ nhận, chúng ta vừa mới đi xem, ấn cái kia phá hư uy lực, chỉ có kiếm vương cao thủ mới có thể làm đến. Bây giờ trừ Trung Châu kiếm vương bên ngoài, cũng chỉ có bên cạnh ngươi nữ nhân kia. Nhưng bây giờ nàng lại tung tích không rõ, rất hiển nhiên. Là ba tiếng bạo hưởng đi. Thế mà, còn không đợi nàng lời nói xong, Trác Phàm đã là tà mị cười một tiếng, nhìn lấy nàng sâu xa nói, tiếng thứ nhất tại cách Phong Thiên Các chỗ xa xa địa phương, tiếng thứ hai cũng là Phong Thiên Các, tiếng thứ ba a. Nói, Trác Phàm không nói, chỉ là tà dị mà nhìn xem nàng. Mà nàng cũng là hung hăng cắn răng, song quyền cót ca cót két địa nắm lại. Trợn mắt nhìn tông môn kết giới. Quả nhiên, đây là ngươi dở trò quỷ. Không sai, đây là ta gọi nàng làm như thế, ngươi có thể thế nào? Ta giết ngươi. Trác Phàm mười phần lưu manh gật đầu thừa nhận, Mộ Dung Tuyết nghe đến lại là nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên nhất trưởng liền hướng Trác Phàm chán đánh tới, uy danh hiển hách. Thế nhưng là đối mặt cái này bôn lôi nhất trưởng, đã hoàn toàn bị phong tu vi Trác Phàm lại là không chút nào gấp gáp. Trái lại lộ ra một bộ khinh miệt ý cười. Đụng, một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm đứng ở đằng kia vẫn như cũ cười, không nhúc nhích. Thế nhưng là Mộ Dung Tuyết lại là ngăn không được lui về hai bước, cánh tay bởi vì lực phản chấn, càng không ngừng run rẩy. Hai mắt nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, càng là như muốn phun lửa, một miệng răng ngà đều nhanh cắn nát. Phốc phốc phốc, tại hư vô trong không khí liền gõ ba lần, nói năng có khí phách. Trác Phàm không khỏi một mặt cười đùa nói, Mộ Dung tiểu thư về sau không thể lại nói mình thông minh, hẳn là ngu xuẩn mới là. Ta hiện tại thế nhưng là phạm nhân, tù nhân, bốn phía đều là quy nguyên cao thủ bố trí xuống kết giới đại trận, ta ra không được, ngươi cũng vào không được. Mộ Dung tiểu thư nếu là muốn giết ta, chỉ sợ còn phải đi mời cầu Lăng Tông chủ rút lui kết giới này, mới tốt cầm xuống ta đầu đi. Lo lắng giật mình như vậy địa ra chiêu, đoán chừng ngươi đem tay nện đứt. Cũng không đụng tới tại phía dưới một sợi lông đi. Ha ha ha, rất xin lỗi, cho dù tại hạ hiện tại tay trói gà không chặt, người cũng y nguyên động không tại hạ một phân một hào. Tốt, Cổ Nhất Phàm, người ma quỷ này, người cuồng, người chờ, ta nhìn ngươi đến cùng có thể cuồng tới khi nào, hừ. Sâu hít sâu mấy hơi, Mộ Dung Tuyết hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia chế nhạo ánh mắt, lại là tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nghiến răng nghiến lợi. Sau cùng oán hận hơi vung tay, liền thẳng đi ra ngoài, ta hiện tại liền đem tất cả mọi thứ bẩm báo Lăng Tông chủ, nhìn hắn xử trí như thế nào ngươi cái này, tại Hải Minh Tông giết người phóng hỏa, còn phá hư tông môn kết giới ác ma. Nghe được lời này, Trác Phàm vẫn như cũ thờ ơ lắc cái đầu, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, hiển thị rõ vẻ châm chọc. Thượng quan Khinh Yên lại là không khỏi giật mình, vội vàng đuổi kịp, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói, Tuyết tỷ, không muốn a.
hắn tại cái này trong lao thật không làm cái gì, rất ngoan. Hắn ngoan cái rắm, coi như hắn ở chỗ này bất động, cũng như cũ đem tai nạn mang cho tất cả mọi người, tựa như Trung Châu Hải Xuyên thương hội lần kia một dạng, cái kia chính là cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Chỉ cần hắn còn sống, thì chuẩn không có chuyện tốt. Hận hận vung lấy dung mạo, Mộ Dung Tuyết cầm chặt lấy quyền đầu, mặt mũi tràn đầy phẫn uất rời đi, thậm chí ngay cả nàng muội muội thỉnh cầu đều không để ý, phàm là mắng to lên tiếng, Yên Nhi, ngươi chính là bị nàng mê tâm hồn, nơi này đã ra chuyện lớn như vậy, chết rất nhiều người, cũng không thông báo, còn ở lại chỗ này Nhi cùng với nàng cọ sát. Lần này ngươi sự tình ta cũng không giúp ngươi giấu giếm, toàn diện báo cáo, hừ. A, à, không muốn a, à, Tuyết tỷ. Bên ngoài truyền đến Thượng Quan Khinh Yên từng trận kêu rên, Vũ Thanh Thu nghe đến, bất giác bất đắc dĩ thở dài, vừa nhìn về phía Trác Phàm nói, hiện tại sự tình làm lớn, Trác huynh, người muốn thế nào chỗ chị a? Không thế nào, yên lặng nhìn biến. Thế nào, người không sợ cái kia Hải Minh Tông thật đem ngươi cho răng rắc? Hắn cô dám, mà lại. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm đột nhiên lộ ra nụ cười thần bí, mà lại lần này, ta an toàn càng có bảo hộ. Bởi vì ta đã có hai thanh đao, rất nhanh, thì sẽ có thanh thứ ba, ha ha ha. Không khỏi khẽ giật mình, Vũ Thanh Thu không rõ ràng cho lắm, chẳng qua là cảm thấy Trác Phàm cái này thần bí mỉm cười, lại dường như một cái lưới lớn, đã đem tất cả mọi người bao bọc vào bên trong, làm lòng người phía dưới như thế ưu tư, lo sợ bất an. Tuyết tỷ, không muốn a, ngươi lại cho hắn một cơ hội đi. Ngươi câm miệng cho ta chính là cho hắn quá nhiều cơ hội. Cho nên mới lại nhắm chúng nhiều như vậy vô tội sinh mệnh bị hắn hại chết. Nếu là lại không đem cái này ma quỷ trừ rơi, không thể nói được hắn sẽ còn lại dẫn xuất cái gì mối họa ngập trời đâu. Ai nha Tuyết tỷ, lần này thật không phải hắn, là hắn thủ hạ. Đó cũng là hắn sai xử, do hắn mà ra. Trong sáng dưới bầu trời đêm, Mộ Dung Tuyết cùng Thượng Quan Khinh Yên hai tỷ muội một trận nắm kéo, hướng Hải Minh Tông Tông chủ đại điện bước đi. Thượng Quan Khinh Yên một trận cầu khẩn, Mộ Dung Tuyết lại là ngăn không được địa vung vẩy lấy cánh tay, trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, hắn cũng là cái tai họa, trừ hắn, chuyện gì đều hiểu quyết. Người nha, cũng là bị hắn mê hoặc tâm trí, đều không phân rõ đen trắng thiện ác, làm hại ta cũng theo ngươi cùng một chỗ đúc thành lớn như thế sai. Bất quá lần này nói cái gì cũng không có tác dụng, bản cô nương nhất định muốn thế thiên hành đạo không thể, hừ. Bỗng nhiên vung cánh tay bàng, đem Thượng Quan Khinh Yên khẽ động cánh tay tránh ra. Mộ Dung Tuyết ngửa đầu xem xét phía trước cái kia tông chủ đại điện cửa lớn, bỗng dưng một bước chân liền tiến lên. Thượng Quan Khinh Yên thấy một lần, sắc mặt quính lên, cũng theo thật sát. Thế nhưng là, trong lúc các nàng hai người một trước một sau tiến vào phía trên tòa đại điện này lúc, lại là không khỏi đều là ngột khẽ giật mình, trong nháy mắt liền chậm dần tốc độ, không còn dám hô to gọi nhỏ. Bởi vì nơi này bầu không khí thực sự quá áp lực, thậm chí bị đè nén. Cái kia cỗ nồng đậm ưu sầu, phảng phất là cuồn cuộn nồng tan không ra như nước chảy, chỉ là vừa mới tiến vào cửa điện này, liền khiến người ta có một loại sắp ngạt thở cảm giác. Cho dù là cái kia cả ngày oa oa gọi bậy đại ngỗng, giờ này khắc này, đoán chừng cũng không dám lên tiếng. Hải Minh Tông Tông chủ Lăng Vân Thiên, một trương âm trầm mặt mũi, thật lâu tán không đi xuống, cực kỳ ít có đến không có ngày thường vẻ mặt vui cười. Bên cạnh Âu Dương Lăng Thiên, Mộ Dung Liệt cùng Song Long Chí Tôn các loại châu cao tầng, cũng là ngăn không được mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, bất đắc dĩ ai thán dao động cái đầu. Trước mặt bọn hắn là bốn tên lão giả, mặt mũi tràn đầy địa áy náy, thật sâu cúi đầu, không mặt nâng lên. Mà lòng đất còn nằm hai người, lại chính là cái kia hai cái tại Phong Thiên Các phối hợp với Bách Lý Ngự Vũ báo tin đệ tử. Giờ này khắc này, chính làm bị hoài nghi thám tử, cùng một chỗ bắt tới đây. Trong mắt bất giác có chút mê mang, Mộ Dung Tuyết cảm thụ lấy cái này nặng nề không khí, cũng không dám lúc này báo cáo Trác Phàm sự tình, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Mộ Dung Liệt, tìm hiểu lấy tình huống ấy. Đại ca, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao? Ai, vô cùng lớn sự tình a. Không khỏi thở dài, luôn luôn hào sảng Mộ Dung Liệt, ít có địa cũng là lộ ra bi thương khuôn mặt đến, Tuyết Nhi, vừa mới ngươi hẳn là cũng cảm giác được a. Cái kia tiếng thứ ba bạo hưởng, là theo tông môn kết giới truyền đến. Đúng vậy a, nghe đến, làm sao? Có người đánh đi vào sao? Đó cũng không phải, là có người ra ngoài, mang theo Bắc Châu Phong Thiên Thần kiếm cùng một chỗ. Da mặt bất giác hơi hơi run run,
Mộ Dung Liệt bất đắc dĩ thở dài. Song Đồng nhịn không được hung hăng co rụt lại, Mộ Dung Tuyết không khỏi quá sợ hãi, cái gì, Phong Thiên Thần Kiếm ném, cái này sao có thể? Không sai, thật là thần kiếm ném, không phải vậy cái này năm châu mạnh nhất kết giới, lại làm sao có thể bị người tùy tiện phá vỡ đâu. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, Mộ Dung Liệt không ngăn được nhất thời cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực đến, trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất ra một thanh kim sắc trường kiếm đến, phía trên dạng dỡ kim sắc hỏa mang, nóng rực khó cản ai, cứ như vậy, chúng ta đối phó bất bại kiếm tôn chỉ có cái này một thanh phần thiên kiếm, lại không phần thắng có thể nói. Nghe được lời này, tất cả mọi người không khỏi đều thật sâu cúi thấp đầu, âm thầm sầu não. Thượng quan Phi Hùng nhìn trong tay mình cái kia giống như sắt vụn trùng thiên kiếm, hàm răng cắn chặt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Song Long Chí Tôn liếc nhìn nhau, đồng dạng lộ ra áy náy khuôn mặt. Lúc trước nếu không phải bọn họ đem kình thiên kiếm nhường cho Đan Thanh Sinh lời nói, bọn họ hiện tại đối mặt bất bại kiếm tôn, có lẽ thượng có lực đánh một trận. Chỉ trách bọn họ lúc đó, nhớ tới tình thầy trò, đem thần kiếm chắp tay nhường cho người. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, lúc đó thanh kiếm kia, cũng không có rơi xuống bọn họ đồ đệ trong tay. Mãi đến lúc này, mặc kệ là Đan Thanh Sinh cũng tốt, vẫn là Song Long Chí Tôn cũng được, trong lòng vẫn như cũ kết lấy một ngày đại vấn đề, năm đó Trác Phàm cho trong lòng bọn họ tạo thành khó có thể tiêu tan hiểu lầm. Tông chủ, đây đều là lão phu bốn người trông giữ bất lợi, để cái kia Lãnh Vũ Kiếm Vương đem kiếm đánh cắp. Tông chủ như có bất kỳ trừng phạt, chúng ta bốn người lão gia hỏa cam nguyện tiếp nhận, tuyệt không một chút nhíu mày.